người xem toàn trường đều khiếp sợ nói không ra lời bọn họ không nghĩ tới hai vương giả trẻ tuổi một thế hệ lại chiến đấu kịch liệt đến mức độ khủng bố như thế quảng trường dưới chân hai người sau khi qua trận pháp thêm vào kiên cố như sắt thép hiện giờ đã thành một đống hỗn loạn lôi mộ bạch phóng ra huyết ảnh phân thân bị lâm minh đánh hỏng nửa thân mình bản thân lôi mộ bạch phải phun ra mấu tươi khẳng định bị thương không nhẹ về phần lâm minh tuy rằng không bị thương gì nhưng gương mặt tái nhợt khí huyết trong cơ thể tiêu hao rất nhiều vốn với năng lực khôi phục cường đại của lâm minh tự nhiên không đến mức như thế, nhưng chiêu thức của lôi mộ bạch quỷ gì, chiêu chiêu tác động làm cho tinh huyết trong cơ thể Lâm Minh quay cuồng, hắn phải áp chế xuống sao động tinh huyết, không thể không tiêu hao rất nhiều khí huyết lực, vì thế mới bị tiêu hao đến mức này. Tay của Lâm Minh cũng bị thương, đến lúc này, người xem mới phát hiện tay phải của Lâm Minh đã mấu thịt bầy nhầy, hiển nhiên là va chạm của một kích vừa rồi gây nên. Là bị thương khi hắn tung một quyền đánh nát huyết chảo. Bình thường, va chạm mãnh liệt như vậy, mà Lâm Minh dù sao cũng không phải tu quyền, hơn nữa cũng không mang găng tay các tuấn kiệt trẻ tuổi nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình mà lọt vào trong tay lôi mộ bạch lại khiến trong lòng hắn cười khổ bình thường lâm minh dù sao không phải tu quyền không mang găng tay đám người này biết cái gì chứ trừ chính lôi mộ bạch ra ai cũng không biết quỷ trảo của huyết ảnh phân thân kia cứng rắn đến mức độ nào đó là tồn tại có thể so với bảo khí địa giai hạ phẩm một quyền bị đánh nát nói cách khác lâm minh có thể dùng đầu quyền đánh nát bảo khí địa giai hạ phẩm sao điều này sao có thể Lôi mộ bạch hít sâu một hơi, mắt sáng quắc nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, ngươi là trẻ tuổi một thế hệ mạnh nhất ta gặp được, vì thế ta vô cùng muốn. Tự tay hủy diệt ngươi, trong miệng lôi mộ bạch lộ ra hàm răng nhuộm mấu, sắc mặt âm trầm dữ tợn. Ngươi muốn hủy diệt ta, ta cũng muốn hủy diệt ngươi. Hơn nữa, có lẽ rất nhanh ta sẽ làm được. Lâm Minh quệt lau mấu trên tay phải, khuôn mặt lãnh ngạo kiên quyết, mắt lộ ra sát khí, hắn cũng không thèm che giấu ý muốn rớt chất lôi mộ bạch của mình. Ha ha, hủy diệt ta, được, ta cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới, trong trận chiến này ta phải dùng ra một chiêu sát thủ cuối cùng, với hao tổn tinh huyết bản thân là cái giá phải trả. Sau khi thi triển ra chiêu này, ngay cả ta cũng không thể khống chế uy lực của nó, ngươi phải chết. Chiêu thức hao tổn tinh huyết bản thân, Lâm Minh nhướng đuôi chân mày lên, tinh huyết đối với một võ giả là vô cùng trọng yếu. Mặc dù lôi mộ bạch có diệt huyết tà lôi cắn nuốt tinh huyết của các võ giả khác, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí tinh huyết của mình. Công kích này nếu phải hao tổn tinh huyết mới có thể phát ra, vậy nhất định là chiêu thức mạnh nhất của lôi mộ bạch. Cũng sẽ là chiêu thức cuối cùng. Lâm Minh, Mục Thiên Vũ ngồi ở phía sau Mục Dục Hoàng, môi run nhẹ nhẹ. Chiến đấu đã đến một bước này, hai đại thiên tài liều mạng đọ sức, ngay cả chính họ cũng không thể khống chế lực độ, thậm chí bọn họ căn bản đều không muốn khống chế. Một khi phân ra thắng bại, đều có khả năng trọng thương, thậm chí là tàn phế. Nhưng mà ở thời điểm dạng này, muốn cho bọn họ thu tay ngưng chiến hiển nhiên không thực tế, Vũ Nhi đừng lo lắng, có lão tổ tông ở đây không có việc gì. Mục Dục Hoàng chú ý tới Mục Thiên Vũ ở phía sau tim đập hơi dồn dập, biết nàng đang lo lắng nên trấn an. Dạ, Mục Thiên Vũ gật gật đầu, hơi bình tĩnh trở lại. Một kích cuối cùng của hai vương giả trẻ tuổi liều chất quyết đấu, tất cả võ giả ở đây đều như ngừng lại hô hấp. Đừng nói là Tuấn Kiệt trẻ tuổi, dù là lão quái toàn đan cũng đều trợn to. Mắt, không chấp nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường, e sợ mình bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc phân khích nào. Hai người trên đài này, thậm chí có khả năng trở thành cường giả phong hoàng xương đế trong tương lai. Như thế, có lẽ trận chiến của hai đại hoàng giả trẻ tuổi này chính là một trận chiến đỉnh phong của thời đại. Nhất định sẽ là trận quyết đấu được ghi vào trong điển tịch, kế thừa cho tương lai ngàn vạn năm sau. Việc trọng đại bậc này, ai sẽ bỏ qua? Trung tâm trường đấu, cuồng phong nổi lên từng trận, mấu vãi đầy trời. Phù, huyết ảnh phân thân bị Lâm Minh đánh cho trọng thương nhào vào trong thân thể Lôi Mộ Bạch, dung hợp với bản thể hắn, theo đó, thân thể Lôi Mộ Bạch hiện ra một lớp màu đỏ tươi quỷ dị huyết ngục hàng lâm lôi mộ bạch hét lớn một tiếng khí thế quanh thân càng ngày càng cuồng bạo mãnh liệt ngập trời cả người hắn quấn quanh tia chớp màu đỏ tóc dài tung bay phất phới chân đạp cát nhuộm máu đỏ huyết kích chỉ thẳng lên trời cao vào giờ khắc này hắn giống như ma thần cái thế buông xuống không ai bị nổi lâm minh nhẹ thở ra một hơi chẳng trách lôi mộ bạch kiêu ngạo như thế không ngờ hắn lại có nhiều con bài chưa lật như vậy một sát thủ giản tiếp một sát thủ giản trong võ giả cùng cấp người có thể thắng hắn thật sự là đã ít lại càng ít một chiêu huyết ngục hàng lâm này với tinh huyết bùng cháy là cái giá phải trả đổi lấy lực lượng bùng nổ tăng lên gấp bội chiêu thức như thế đả thương người một ngàn cũng tự tổn hại tám trăm đến nước này rồi lâm minh không có cố kỵ giữ lại gì nữa một lần giao phong cuối cùng này cũng không cần phải tính toán tiêu hao chân nguyên hắn có thể đầu nhập cũng phải đầu nhập toàn bộ lực lượng nghênh chiến với một kích của lôi mộ bạch ta thân lực mở ra ầm năng lượng khủng bố bị nén ép cao độ ở trong hạt giống tà thần trong nháy mắt bùng phát ra khí thế của lâm minh lại lần nữa kéo lên chân nguyên dày đặc giống như trời long đất lở. Khoảnh khắc đó, khí thế phát ra trên thân hắn, giống như thương mang sắc bén đâm thẳng lên trời cao. Cái gì, không có khả năng, khí thế lại tăng thêm, chân nguyên cũng tăng mạnh hơn 6-7 thành. Không ngờ Lâm Minh cho tới thời điểm này, còn ẩn giấu thực lực cường đại như vậy. Lâm Minh mang đến rung động thật sự quá lớn, ngay cả mục phượng tiên đều hơi biến sắc, người này so với lôi mộ bạch còn khiến người ta giật mình kinh ngạc hơn. Dù sao lực lượng của lôi mộ bạch là đổi lấy tinh huyết bùng cháy mới có, còn lâm minh nhưng không phải như thế, mà là chân nguyên thật sự nén ép ở trong cơ thể. Võ giả ngưng mạch kỳ, như thế nào có thể cất chứa nhiều chân nguyên như vậy? Thân thể hắn là cái động không đáy hay sao? Tất cả người xem tại đây, từ Tuấn Kiệt trẻ tuổi đến lão quái toàn đan, đều trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin. Một võ giả tiên thiên lắc đầu cười khổ, võ giả thế này còn gọi là ngưng mạch kỳ sao? Chân nguyên dày đặc tới trình độ tương xứng với ta rồi. Võ giả ngưng mạch kỳ, trình độ chân nguyên thâm hậu theo kịp tiên thiên, chuyện này hoàn toàn khó tin. Nếu không phải xác nhận trong đan điền Lâm Minh chưa ngưng tụ thành khí xoáy chân nguyên, có đánh chất hắn cũng không tin Lâm Minh là ngưng mạch hậu kỳ. Tuy nhiên, Lâm Minh che giấu thực lực tuy rằng kinh người, nhưng so với Lôi Mộ Bạch vẫn còn kém một ít. Một đệ tử Kim Trung Sơn sau khi so sánh khí thế giữa Lâm Minh và Lôi Mộ Bạch, đưa ra đánh giá. Lực lượng che giấu của Lâm Minh vẫn còn không bằng thực lực tăng phúc của Lôi Mộ Bạch, với đổi lấy cái giá phải trả tinh huyết bùng cháy. Đó dù sao cũng là tinh huyết đốt cháy một chút là ít một chút. Hiện tại, lôi mộ bạch tóc tài bù xù, khí thế sông lên tận trời, thực lực ước chừng tăng lên gấp đôi, còn phần lâm minh thương ý lan tràn bốn phía, sắc bén có. Thừa nhưng luận về khí thế vẫn còn kém một chút, thực lực của hắn đại khái tăng cao 6-7 thành. Vốn trước đó, thực lực của hai người đều gần như nhau, hiện tại thực lực tăng phúc bất đồng lập tức rớt ra khoảng cách chênh lệch giữa hai người. Lâm Minh có nguy hiểm rồi, đây là một chiêu liều mạng của lôi mộ bạch, nếu tiếp không được, có thể sẽ trọng thương, thậm chí tàn phế đệ tử thần hoàng đảo đều ngừng thở một ít cô gái trẻ tuổi trong lòng ái mộ lâm minh thì trái tim như trào lên cổ họng những đôi mắt xinh đẹp mở thật to ánh mắt cũng không chớp, e sợ lỡ bỏ qua một màn kế tiếp mục thiên vũ thở nhẹ một hơi hai tay nắm chặt cùng một chỗ trong lòng gọi thầm lâm minh ngươi ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì nha lôi mộ bạch trong miệng đầy mấu thống khổ bởi vì huyết mạch thân thể không ngừng nổ tung hắn nghiêm mặt nói dữ tợn lâm minh không nghĩ tới đến thời điểm này ngươi còn giữ lại tuyệt chiêu cuối cùng Ngươi quả thật cường đại đến khiến ta kinh ngạc, tuy nhiên cũng nên dừng ở đây. Trung quy con bài chưa lật của ngươi không bằng ta. Dường như bởi vì thiêu đốt tinh huyết, giọng nói của lôi mộ bạch đều biến đổi, trở nên khàn khàn mà trầm thấp. Hắn dừng lại một lát rồi nói từng chữ một. Tiếp ta một kích cuối cùng. Ma, vương, hàng, lâm, chữ, lâm, vừa ra, cùng lúc lôi mộ bạch hai tay cầm kích bổ ra một kích. Sóng mấu ngập trời cuồn cuộn mãnh liệt dựng lên. Ngay khoảnh khắc đó, dường như hư không đều bị bổ nứt ra một kích của lôi mộ bạch này cấp bách lao ra mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chưa từng có từ trước đến nay mặc dù có hào quang thủ hộ ngăn cách mọi người ở đây đều có cảm giác tinh huyết trong người sôi trào cuồn cuộn dường như khí huyết sắp chảy ngược khó chịu không nói nên lời quá cường đại vẻn vẹn chỉ dư ba đã khiến cho nhiều đệ tử khó chịu muốn ói mấu như vậy lâm minh đứng mũi chịu xào như thế sao chống lại được mọi người đều tim đập thình thịch mục thiên vỗ nắm chặt hai tay cùng một chỗ trái tim trong ngực trong nháy mắt co thắt lại ở trung tâm quảng trường đối mặt với gió lốc màu mấu điên cuồng, quần áo Lâm Minh bay phần phật, tóc dài bị gió mạnh thổi bay tung. Lúc này trong lòng hắn tĩnh lặng như nước, tâm thần liên hệ đến trong hạt giống tà thần, trên tử huyễn thương, hào quang màu tím và đốm lửa thật nhỏ chấn động rất nhẹ. Tử điện thần chúc vạn năm, Ngô Đồng Thánh Hỏa vạn năm, dưới tăng phúc của tài liệu cực phẩm, phun ra nuốt vào ngọn lửa, lôi đình gào thét. Ngọn lửa điên cuồng và lôi đình lực cùng nhau bột phát ra giống như nước lũ vỡ đê. Mũi thương chỉ thẳng hướng ngàn dặm, vang lên tiếng lôi hỏa khủng bố kèm theo tiếng nổ vang vọng trên không trung tử huyễn thương giống như sao băng quấn quanh hỏa lôi thẳng đường đâm ra ngay khoảnh khắc đó hỏa tinh của bất diệt thánh hỏa kết hợp với tử giao thần lôi lôi hỏa sát âm bùng phát ra năng lượng khủng bố đến cực điểm chỉ trong nháy mắt thanh âm bị cắn nuốt thái dương đều mất đi màu sắc dường như thời gian ở khoảnh khắc đó cũng phóng chậm lại tầm nhìn của lâm minh hoàn toàn bị hào quang trói mắt tràn ngập dường như trong nháy mắt đó hắn đặt mình ở trong một chiều không gian độc lập thậm chí có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình nhảy đập, cảm nhận được hơi nóng cuồn cuộn và tiếng ngâm hưng phấn trong hạt giống tà thần. Giác, quân sáng thủ hộ trước đó vừa được bày ra lại lần nữa, đủ để ngăn cản công kích toàn lực của cao thủ tiên thiên sơ kỳ, không ngờ lại lần nữa nổ tung. Bùng nổ sinh ra dòng khí chân nguyên thật sự quá khủng bố. Cao thủ ra tay bố trí kết giới, hoàn toàn không nghĩ tới trận đấu giữa cấp bậc hậu thiên sơ kỳ lại có thể đạt tới loại trình độ này. Ánh sáng trắng chói mắt chỉ lấp lánh thời gian mấy hơi thở, toàn bộ bàn bày thọ yến đều bị ném bay đi may mà cao thủ ở, đây đã sớm nhìn thấy không ổn, đúng lúc tạo ra quầng phòng hộ, lúc này mới tránh cho nhân viên khỏi bị thương. Quảng trường luận võ lúc này đã bị nổ tung thành một mảnh phế tích, Lâm Minh chống cây tử huyến thương, gian nan đứng thẳng, mà lúc này lôi mộ Bạch thì cả người là máu, ánh mắt đã mất đi thần thái. Phịch phịch, lôi mộ Bạch sụp hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, thân thể lung lay sắp ngã. Thấy một màn như vậy, mọi người ngây dại ra, bọn họ cần một chút thời gian để tiêu hóa hết thảy phát sinh vừa rồi. Lâm Minh thắng Lôi kinh thiên tông chủ lôi cực tông cả người đều thất thần, không có hiểu biết chỗ đáng sợ của lôi mộ bạch hơn hắn. Vậy mà hiện tại, lôi mộ bạch lại bị lâm minh vượt cấp đánh bại. Chuyện này mang tới đả kích cho hắn thật sự quá lớn, hắn căn bản không thể tin được. Về phần các đệ tử trẻ tuổi của ngũ hành vực, đều còn đang ngẩn người, trận chiến đấu này, bất kể là lôi mộ bạch hay là lâm minh, sự cường đại của hai người đều vượt qua phạm trù nhận biết của họ. Hiện tại lâm minh thắng lợi, lại làm cho bọn họ cảm thấy như mộng như ảo bọn họ cũng lần đầu tiên biết rằng võ giả ngưng mạch hậu kỳ và hậu thiên sơ kỳ có thể đạt tới thực lực khủng bố như vậy rung động mãnh liệt này làm cho bọn họ đã không biết phải lên tiếng bình luận như thế nào cho dù dùng thiên tài cấp thánh dường như đều không đủ để hình dung ở trong kiến thức của họ lâm minh chỉ có thể là tồn tại của nhân vật trong biển tịch tỉ như u minh đại đế từng cực thịnh một thời từng là quân chủ ngũ hành quản lý ngũ hành vực ở khu vực hỏa dương tông hỏa dương công chúa kinh ngạc trố mắt nhìn lâm minh trong lòng khẽ thở dài một hơi Vốn trước đó nàng còn bởi vì bị người đoạt mất danh hiệu nổi bật, không thể lên sân khấu mà cảm thấy oán nghiệp, nhưng hiện tại sau khi chứng kiến trận chiến giữa Lâm Minh và Lôi Mộ Bạch, ngược lại nàng tự cảm thấy mình may mắn, với thực lực của mình, lên sân đấu cũng chỉ là làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Đáng tiếc ta từng nghĩ rằng chính mình đã là thiên tài đỉnh cấp, hiện tại xem ra, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không riêng gì Hỏa Dương công chúa, Lôi trấn tử cao ngạo, Triển Vân Gian phong thái tiêu sái, Bạch Ngạo Hiên lạnh lùng. Lúc này ai nấy đều có cùng một ý tưởng bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trong vầng hào quang thiên tài trong bạn cùng lứa tuổi không có ai vượt qua được họ cũng vì thế không thể tránh khỏi bọn họ sinh ra một loại ý niệm trong đầu mình là nhân vật chính của đại lục tương lai thế mà hiện tại so với lâm minh nếu không có gì bất ngờ xảy ra tranh lệch giữa họ với lâm minh sợ là cả đời đều khó có thể đuổi theo kịp mục phượng tiên thu hồi ánh mắt hai mắt hơi híp lại lâm minh đã là một người vượt qua năng lực thiên tài của thần hoàng đảo người như vậy vốn hẳn nên xuất hiện ở tông môn ngũ phẩm thậm chí là thánh địa chỉ có thế lực lớn như vậy, trải qua ngàn năm hoặc cả vạn năm tích lũy số mệnh, mới có thể nuôi dưỡng nhiều thiên tài xuất chúng như Lâm Minh để tấn công cường giả phong hoàng. Sau đó để ông trời sàng chọn, cuối cùng người còn lại chính là có thể phong hoàng xương đế. Toàn bộ quảng trường, ước chừng qua thời gian mười mấy lần hô hấp, không ai nói chuyện, toàn trường im ắng, trường lão toàn đan thì cảm khái trong lòng, mà các tuấn kiệt trẻ tuổi thì đang tiêu hóa trận chiến vương giả kinh người bọn họ nhìn thấy, trận chiến đấu này đã kích đối với tâm thần bọn họ thật sự quá lớn, đảo ngược hết thảy thế giới quan bọn họ từng biết. Trước kia không ít người còn làm một ít mộng đẹp chính mình là chân mệnh thiên tử, nhưng hiện tại lại như trong mộng mới tỉnh, có lẽ lần này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một chuyện xấu. Quảng Trường đang trong lúc yên tĩnh, ở thời điểm mọi người còn đang mờ mịt, Lâm Minh thu hồi tử huyễn thương, đi bước một tới chỗ. Lôi Mộ Bạch, lúc này Lôi Mộ Bạch như trước quỳ trên mặt đất, hai mắt ảm đạm, trong miệng mũi đều là máu tươi, còn giữ lại chút ý thức chỉ vì bị thương quá nặng, tinh huyết cũng tiêu hao quá nhiều, hắn đã lung lay sắp ngã. Nhìn thấy Lâm Minh đi tới, trong ánh mắt đang ảm đạm của hắn chợt trở, trở nên đỏ tươi, phát ra sát khí và hận ý không che giấu chút nào. Hắn muốn mở miệng nói mấy câu, nhưng mà gian nan mở ra, cuối cùng mấu tươi lại bắn thẳng ra ngoài, hoàn toàn không nói ra lời. Mối nhục hôm nay khắc sâu ở trong lòng lôi mộ bạch, câu này không báo, sẽ trở thành tâm trướng của lôi mộ bạch, làm cho hắn nghẹt thở, ý niệm trong đầu không thông suốt. Người tu ma, công pháp so với chính đạo càng thông hiểu ý niệm trong đầu. Ma, vốn chính là đại danh từ muốn làm gì thì làm, không như chính đạo luôn có thước đo của đạo đức. Người tu ma, với thiên hạ là địch, đối nghịch với chúng sinh, nếu còn không thể làm theo ý mình, thỏa mãn dục vọng của mình, như vậy tu ma dùng làm gì? Không bằng cầm kinh niệm Phật, lôi mộ bạch đã không thể há mồm, hắn chỉ có thể nguyền rủa trong lòng, đợi tới ngày nào đó thần hoàng đảo bị hủy diệt, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chất, ta sẽ phế vê công đày ngươi tới địa ngục, đánh gãy tứ chi của ngươi, cho ngươi vào trong khạp, để nhìn ta tùy ý tiêu dùng thiên tài địa bảo tích lũy của thần hoàng đảo. Đồng dạng ta sẽ phế bỏ võ công của mục thiên vũ cùng mục băng vân, ở trước mặt ngươi lột sạch quần áo họ, tùy ý tiến vào thân thể họ, đùa bỡn lăng nhục, nhận lấy huyết mạch của họ. Lôi mộ bạch nghĩ đến đây liền nhếch môi cười, thần hoàng đảo bị phá là chuyện sớm hay muộn, ngày đó cũng không còn xa. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt lâm mình cũng có sát ý, hiển nhiên cũng muốn rất mình. Đáng tiếc, mặc cho người thiên phú tốt mấy đi nữa, bị vây khốn trong một tông môn tứ phẩm như thần hoàng đảo, cũng chỉ tương đương với mang trên mình gông xiềng, vĩnh viễn không lên được bầu trời. Lâm, Minh, một ngày nào đó, ta sẽ báo mối, nhục hôm nay, lôi mộ bạch dùng chân nguyên truyền âm nói đứt quãng, trạng thái hắn hiện tại, mặc dù là chân nguyên truyền âm cũng thập phần gian nan. Lâm Minh dường như hoàn toàn không nghe thấy truyền âm chân nguyên của lôi mộ bạch, ngược lại mỉm cười giơ tay khoát lên vai lôi mộ bạch, làm bộ như muốn đỡ lôi mộ bạch dậy, thân thể lôi mộ bạch cứng đờ. Ngươi, Ta đã nói trước người không hiểu được tình cảnh của mình mà, đến bây giờ, người vẫn không hiểu được. Báo mối nhục hôm nay, thực có lỗi, người không có cơ hội. Lâm Minh hơi nhích môi, chuyện âm chân nguyên lạnh như băng vang lên bên tai lôi mộ bạch, khiến hắn ngay khoảnh khắc như rơi xuống hầm băng. Người, điên, đi tìm chất đi, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Minh chợt biến thành lạnh, bàn tay giơ lên, một trưởng ấn xuống ngực lôi mộ bạch. Tuyệt mạch thủ, bùng, thân mình lôi mộ bạch chấn động, hắn sớm đã yếu ớt không chịu nổi, kinh mạch bị lực lượng cuồng bạo của Lâm Minh nhảy vào trong đó kinh mạch đứt từng khúc, phốc lôi mộ bạch phun mạnh một ngụm máu tươi trong đầu hiện lên tất cả đều là ý niệm không thể tin Lâm Minh hắn điên rồi chuyện xảy ra đột một như thế sau khi Lâm Minh xuất trưởng dù là cao thủ toàn đan cũng không kịp ngăn cản mọi người vốn đang nghĩ Lâm Minh đi tới đỡ lôi mộ bạch dậy ở vào thời điểm này bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng cũng không thể tin được ở thời điểm lôi mộ bạch không hề có sức phản kháng Lâm Minh xuống nặng tay. Hắn muốn làm gì, chọc lên chiến tranh giữa ngũ hành vực cùng thần hoàng đảo hay sao? Thần hoàng đảo đã vô cùng bấp bênh, nếu còn dẫn tới nhiều người tức giận, kích lên chiến tranh với ngũ hành vực, điều đó khẳng định là chất không có chỗ chôn thây. Lâm Minh làm như vậy không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Cho dù tương lai hắn chú định có thể trở thành cường giả phong hoàng, nhưng mà giờ này khắc này, thần hoàng đảo cũng không dám lầm lỗi bảo vệ hắn trước thiên hạ rộng lớn như thế. Tiểu tử, ngươi muốn chất, lôi kinh thiên là phẫn nộ nhất, Lôi mộ bạch chính là thánh tử của Nam Hải Ma Vực. Tương lai là người lèo lái Nam Hải Ma Vực. Nếu lôi mộ bạch chất ở chỗ này, Nam Hải Ma Vực thực có thể giận chóa đánh mèo với hắn. Cho dù lúc này bởi vì chiến sự của thần hoàng đảo, Nam Hải Ma Vực không rảnh rỗi bận tâm với hắn. Ngày sau cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, về phần cái gì thượng của ma quyển kia, càng trở thành bọt nước. Lôi kinh thiên chưa từng có phẫn nộ như vậy, hai tay hắn lóe lên một đạo điện quang màu tím, tung một trường đánh tới hướng lâm minh. Dưới một trường đó, dù là cao thủ tiên thiên hậu kỳ đều phải bị miểu sát, lâm minh hẳn phải chất không thể nghi ngờ mọi người còn không kịp phát ra tiếng kêu kinh hãi một trưởng của lôi kinh thiên đã bổ xuống ở dưới năng lượng nén ép cuồng bạo không gian bên cạnh lâm minh trở căng cứng căn bản động cũng không thể động mảy may nào kỳ thật cho dù có thể nhích động lâm minh cũng không trốn thoát lôi kinh thiên ngươi làm gì ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông mục dục hoàng xuất hiện ở trên lôi đài như một tàn lửa dài một trưởng sấm sét đánh tan trưởng của lôi kinh thiên ầm um, lôi kinh thiên liên tiếp thối lùi lại mấy bước mà mục dục hoàng chỉ là thân thể hơi nhoáng lên một cái rồi đứng vững vàng. Lôi kinh thiên nổi giận, ta làm gì, ta còn muốn hỏi ngươi làm, mục dục hoàng, ngươi muốn dung túng đệ tử thủ hạ của ngươi tùy ý rất người ư. Mục dục hoàng lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, nàng là trong nháy mắt lâm minh động thủ, mới đột nhiên nghe chân nguyên truyền âm của lâm minh. Lôi mộ bạch là gian tế của Nam Hải ma vực, lâm minh vốn chính là tiền trảm hậu tấu, không để cho mục dục hoàng mảy may cơ hội kịp phản ứng mặc dù là mục dục hoàng tính tình cường ngạch lúc này cũng đầu óc rối loạn chuyện này thật sự ảnh hưởng quá lớn toàn bộ sáu tông của ngũ hành vực đều ở đây trước mắt bao người tiểu tử lâm minh còn muốn chọc thùng trời tại đây một khi hắn chứng minh không được lời nói của mình ngay cả thần hoàng đảo cũng không bảo vệ được hắn nàng oán trách nước mắt nhìn lâm minh một cái nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm của trách hắn chuyện cũng đã xảy ra rồi cần phải giải quyết quả nhiên trưởng lão các đại tông môn ngũ hành vực đều phẫn nộ rồi từng người đều nhao nhao đứng lên, căm tức nhìn Lâm Minh. Bảy tông kim một thủy hỏa thổ phong lôi của ngũ hành vực, nhất mạch tương liên, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện bậc này. Lúc này Lôi Mộ Bạch đang hấp hối, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, hắn vẫn còn có thể treo một hơi, không có chất ngay, chỉ là thời điểm này hắn ngay cả một vẻ phẫn nộ đều không làm được, hắn chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, trong ánh mắt đó chứa đầy oán độc khiến người ta nhìn thấy mà ghê người. Lôi Mộ Bạch còn không có ý thức được Lâm Minh đã làm gì hắn, hắn cảm giác được kinh mạch cả người bị đứt rất nhiều chỗ tuy nhiên dù vết thương kinh mạch là khó trị liệu nhất nhưng đối với tông môn ngũ phẩm mà nói vẫn có biện pháp trị liệu chẳng qua phải nằm trên giường thời gian mấy tháng là không thể thiếu đương nhiên đây chỉ là ý tưởng riêng của lôi mộ bạch mà thôi lâm minh hoàn toàn không nhìn ánh mắt oán độc của lôi mộ bạch thản nhiên đối mặt với sự phẫn nộ của trưởng lão sáu đại tông môn ngũ hành vực đầu tiên là chắp tay thi lễ rồi nói lôi tông chủ nói tại hạ rất người không thể nói như vậy tại hạ không có hạ tử thủ, lôi mộ bạch còn sống. Lôi kinh thiên không nghĩ tới Lâm Minh lại mở miệng nói ra lời này, tức giận đến cả người phát run. Người đánh vỡ kinh mạch toàn thân hắn, còn nói dối. Hôm nay lão phu không nên, một trường đánh chất tiểu tạp chủng ngươi này, lôi kinh thiên bùng phát khí thế, nhưng mà mục dục hoàng đứng ngay trước người hắn, hắn cũng không làm sao được. Lâm Minh nói, chuyện tại hạ làm, đương nhiên có nguyên nhân, lôi mộ bạch xuất thân từ Nam Hải Ma Vực, không phải lôi tông chủ muốn nói với tại hạ, ngài vốn không biết điều này chứ cái gì một câu nói của lâm minh toàn trường đều kinh hãi ngay cả lôi kinh thiên cũng tâm thần run lên trong lòng tràn ngập không thể tin như thế nào có thể hắn làm thế nào phát hiện tuy nhiên dù sao hắn đã sống qua năm tháng mấy trăm năm cũng không thất thố lập tức phủ nhận ăn nói bừa bãi mộ bạch là đệ tử thiên tài ba năm trước đây ta tìm được ở chiêu tuyết vực xuất thân trong sạch như thế nào có thể là gian tế theo như lời ngươi nói tuy rằng lôi kinh thiên che giấu biểu tình tốt lắm nhưng trong nháy mắt vừa rồi dao động chân nguyên của hắn đã phát sinh biến hóa rất nhỏ bị mục dục hoàng nhạy bén bắt giữ được cáo giả này mục dục hoàng sắc mặt âm trầm cũng hiểu rõ vì sao mấy ngày này lôi kinh thiên nhiều lần làm khó dễ mình hắn thực có khả năng giống như lôi mộ bạch lôi kinh thiên hơn phân nửa đã đầu phục nam hải ma vực theo như lời của lâm minh có thể bảy tám phần là sự thật tiền tràm hậu tấu hắn thật đúng là dám làm mấu chốt là hắn làm thế nào có thể chứng minh dưới loại tình huống này không có khả năng nghiêm hình bức cung Mục Dục Hoàng biết rõ sự tình trọng đại, một khi giải thích không rõ, Lâm Minh sẽ chất rất thảm, mà thần hoàng đảo cũng không có khả năng che chở hắn. Lôi Kinh Thiên cả người lóe ra lôi đình, ánh mắt hung ác giống như mãnh thú nhìn con mồi. Ngay cả Thạch Trọng Khôn của Hậu Thổ Tông cũng đứng ra, trước đây hắn bị Lâm Minh chặn học, bị bắt bẻ đến thương tích đầy mình, hiện tại có cơ hội bỏ đá xuống giếng sao hắn có thể bỏ qua. Tiểu Bối người ngậm mấu phun người, tâm tư thật ác độc, bởi vì một vài ân oán tranh chấp liền chặt đứt kinh mạch toàn thân hiền điệt lôi mộ bạch, nếu ngươi không giải thích cho rõ ràng, ta cũng sẽ đoạn toàn thân kinh mạch của ngươi, nếu không ngũ hành vực ta còn chi thể diện. Trong lúc Thạch Trọng Khôn nói chuyện, cũng bột phát ra khí thế toàn thân. Hai cao thủ toàn đan trung kỳ cùng một lúc áp bức, mặc dù có mục dục hoàng đứng ở trước người, Lâm Minh cũng cảm thấy áp lực trở tăng mạnh. Lâm Minh không có mảy may cảm tình với Thạch Trọng Khôn này, hắn trầm giọng nói. Thạch trưởng lão nói cũng không nên nói lung tung, Thạch Trọng Khôn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết nói không thể nói lung tung, vậy ngươi nói lôi mộ bạch hiền biệt là gian tế của Nam Hải Ma Vực, như vậy chứng cứ ở đâu? Lấy không ra chứng cứ thì ngươi chuẩn bị đền mạng đi. Trong lúc Thạch Trọng Khôn nói, đệ tử ngũ hành vực ở dưới đài đều xôn xao lên, nhất là đám người Sở Vân Phi, Trần Khôn, Thạch Hám Sơn, trước đây bị Lâm Minh ngược đãi thê thảm, lại kêu gào Lâm Minh đền mạng. Lâm Minh, chuyện này thật không phải nhỏ, ngươi có chứng cứ gì mau mau đưa ra. Làm không tốt một cái, ta cũng không bảo hộ được ngươi. Mục Dục Hoàng dùng chân nguyên truyền âm nói, thanh âm có chút ý trách cứ. Chuyện lớn như vậy hắn lại không thương lượng trước với nàng mà trực tiếp ra tay. Lâm Minh hít sâu một hơi, đáp lời, mục tiền bối, ta cũng là không có biện pháp, bởi vì không có chứng cứ xác thực, nếu báo cho ngài biết trước, chỉ sợ phải tới trưởng lão hội thương lược, đến lúc đó, sợ là người phản đối tới cả một sọt, kết quả chỉ có thể không giải quyết được gì. Ta không thể không tiền trảm hậu tấu, Lâm Minh biết rõ chỉ dựa vào lời nói một bên của mình, mặc dù mục dục hoàng tín nhiệm hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Hơn phân nửa sẽ triệu tập trưởng lão hội hỏi ý, điều đó khẳng định sẽ không giải quyết được gì dù sao một tên gian tế tiểu bối, dù có rất chất, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, mà nếu rất lầm vậy thì xong rồi. Đến lúc đó Lâm Minh chỉ phải trơ mắt nhìn lui mộ bạch rời thần hoàng đảo, trở về Nam Hải ma vực của hắn, trở thành một con rắn độc ẩn nấp ở phía sau người, chờ thời cơ cắn trộm. Lâm Minh còn có gia quyến, cũng không muốn có một người nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Một Âu Dương Bác Xuyên đã đủ để hắn khó chịu đựng rồi. Âu Dương Bác Xuyên dù sao còn là người của thất huyền cốc, ngoài mặt không dám làm sằng bậy, nhưng lôi mộ bạch thì không cố cố kỵ về mặt này. Cho nên hắn chỉ phải trước vế đi lôi mộ bạch, cắt tuyệt con đường phía sau. Mục dục hoàng sắc mặt hoàn toàn biến đổi, "Ngươi nói gì? Ngươi không có chứng cứ xác thực, là suy đoán." Lâm Minh nói, "Cũng không phải tất cả, ta còn có một số nắm chắc." Lâm Minh nói xong, tiến lên trước một bước, đứng ở trước người Thạch Trọng Khôn và Lôi Kinh Thiên, trực diện trước áp lực của hai đại trưởng lão. Thạch Trọng Khôn cười lạnh đầy vẻ trào phúng, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Minh bị đoạn đứt kinh mạch toàn thân mà lôi kinh thiên thì mặt đầy vẻ hung ác hắn hơi chuột dạ tuy nhiên hắn không tin lâm minh thật sự có chứng cớ chỉ cần lâm minh không đưa ra được chứng cớ hắn sẽ cứ một mực nói lâm minh ngậm mấu phun người lâm minh chắp tay thi lễ bình tĩnh nói lôi tông chủ yên tâm một chút chứa nóng nếu chứng thực tại hạ là ngậm mấu phun người như vậy sẽ để mặc bị rớt bị róc thịt lôi kinh thiên nhướng mày trong ánh mắt toát ra một cỗ sát khí đây là chính ngươi nói nếu ngươi không có chứng cớ lão phu sẽ một trưởng đánh chất ngươi lôi kinh thiên nói xong ánh mắt lại nhìn về phía mục dục hoàng thị uy với mục dục hoàng dục hoàng sư thái đây là chính miệng đệ tử ngươi nói ngươi không có gì để nói nữa chứ mục dục hoàng sắc mặt càng thêm khó coi vài phần thời điểm này cho dù nàng có mạnh mấy cứng rắn bao che khuyết điểm mấy đi nữa cũng không có khả năng ra tay bảo hộ cho lâm minh giọng trầm xuống vài phần mục dục hoàng lạnh lùng nói chuyện lâm minh chính miệng hứa hẹn tự nhiên sẽ làm đúng nếu quả thực hắn ngậm mấu phun người vậy tùy ý lôi tông chủ xử trí nhưng nếu Lâm Minh xuất ra chứng có, còn có người chống chế, lão thân sẽ đích thân ra tay, đánh chất người chống chế dưới trường. Cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong lời nói của Mục Dục Hoàng, lôi kinh thiên máy động trong lòng, nhưng vẫn như trước cười lạnh nói. Sư Thái hãy nhớ kỹ lời nói của mình, sự tình phát triển đến một màn này, Mục Thiên Vũ đã sớm không ngồi yên được, nàng lo lắng nhìn Lâm Minh trong lòng đầy ngập bất đắc dĩ. Mọi ánh mắt toàn trường đều ghim trên thân Lâm Minh, Lâm Minh hít sâu một hơi, cố cho giọng của mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi Lôi tông chủ, ngươi hỏi đi, để ta xem ngươi có thể hỏi cái gì." Lôi Kinh Thiên nói giọng hùng hổ dọa người. Lâm Minh nói: "Vấn đề thứ nhất, thời điểm Lôi Mộ Bạch quyết đấu với Tại Hạ, sử dụng công pháp có phải là công pháp của Lôi Cực Tông?" Lôi Kinh Thiên nhướng mày: "Không phải, Mộ Bạch tu luyện công pháp là Mộ Bạch tự mình thu được trong di tích thượng cổ. Từ xưa đến nay thiên tài đều có vận may trong người, từ trong di tích cổ thu được cơ duyên cũng là chuyện bình thường." Lôi tông chủ nói rất đúng." Lâm Minh gật đầu. Tại hạ còn có vấn đề thứ hai, lôi linh của lôi mộ bạch, có phải lôi cực tông truyền xuống không? Lôi kinh thiên xa sầm xuống, tiểu tử này, chẳng lẽ đang dùng chữ gài bẫy chờ ta nhảy vào hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết bẫy dập ở chỗ nào, lôi kinh thiên nói. Lôi linh của mộ bạch, cũng là chính hắn một mình đi vào đại hung địa tìm được, cũng không phải là vật của lôi cực tông ta. Lôi kinh thiên đã hạ quyết tâm, phàm chuyện gì đều từ chối có quan hệ với. Mình, tránh cho đến lúc lâm minh truy hỏi rồi giải thích không rõ, lại phải bị chuyện thêm phức tạp, Lâm Minh gật gật đầu. Vấn đề thứ ba, cha mẹ của Lôi Mộ Bạch là người phương nào? Lôi Mộ Bạch có từng nhắc tới với Lôi Tông Chủ thân thế của mình không? Lôi Kinh Thiên đáp, Mộ Bạch từ nhỏ đã là cô nhi, cha mẹ hắn chỉ là phàm nhân, chất trong chiến loạn. Cha mẹ là một phàm nhân, còn đã chất, Lôi Kinh Thiên lường trước Lâm Minh cho dù có bản sự thiên đại, cũng không có biện pháp tìm ra chứng thực bọn họ. Lâm Minh nói, ta đã hỏi xong, mục tiền bối, xin vui lòng bày ra kết giới ngân cách chân nguyên truyền âm. Mục Dục Hoàng nhướng đuôi lông mày lên, không biết Lâm Minh làm trò quỷ gì, nàng y theo như lời Lâm Minh, tìm một trận pháp sư của thần hoàng đảo bày ra kết giới ở phụ cận, ngăn cách truyền âm chân nguyên. Đợi cho kết giới bố trí xong, Lâm Minh lướt ngón tay trên tu di giới một cái, xuất ra một viên tinh thể hình cầu màu đỏ lớn bằng cỡ giọt nước, nói: "Không biết chư vị ở đây có ai nhận biết vật này không?" Hà Lôi Kinh Thiên nhíu mắt lại, trên cái vật nhỏ này, hắn cảm nhận được một khí tức minh mang cổ xưa, hiển nhiên nó cũng không phải vật phàm. Đây là vật gì, lôi kinh thiên cũng không biết, nhưng thạch trọng khôn lại hơi biến sắc mặt. Vật này, cùng loại với vật hắn từng xem qua ghi lại trên điển tịch. Không ngờ tên tiểu tử lại có vật này. Mục phượng tiên đứng lên, ánh mắt sáng ngời, nàng liếc mắt nhìn lâm minh một cái thật sâu, nói. Sau khi u minh đại đế ngã xuống, mà tâm tu luyện của hắn bị một vị hoàng giả đánh nát, vỡ thành ba mảnh. Theo lời đồn đại ba mảnh vỡ này phân biệt bị ba vị cường giả toàn đan thu được, luyện thành rất nhiều ma tâm toái tinh, sau khi ăn vào dùng tinh huyết của mình dung hợp có thể gia tăng sát suất cao thủ tiên thiên đột phá toàn đan lão thân cũng từng thấy một viên nếu không có nhìn lầm viên tinh thể màu đỏ trên tay lâm minh này chính là ma tâm toái tinh u minh đại đế ngã xuống đã ngàn năm lão quái toàn đan ở đây cũng chỉ thọ mệnh mấy trăm năm người nhận biết ma tâm toái tinh này cũng không nhiều đa số mọi người chỉ là xem qua ghi lại ở trong biển tịch chân chính thấy tận mắt cũng chỉ có một phượng tiên chẳng qua là lúc ấy nàng đã đột phá toàn đan ma tâm toái tinh đối với nàng cũng không có tác dụng lớn lắm lôi kinh thiên đuôi chân mày nhảy lên gia tăng xác suất cao thủ tiên thiên đột phá toàn đan tiểu tử này không ngờ lại có vật quý báu như vậy lâm minh nói đúng là vật này lúc trước lâm minh thu được ở trên tay chu tâm ngữ tổng cộng 10 viên ma tâm toái tinh ở thời điểm bị hoàng tử hiên đuổi rớt ăn vào nửa viên còn lại 9 viên rưỡi nửa viên ma tâm toái tinh trợ giúp lâm minh tôi tủy đạt tới nửa thành sau đó bế quan 3 tháng ở âm minh đảo lâm minh dựa vào nuốt nhiều nhập thiên đan qua tăng phúc của minh dược phù mạnh mẽ tăng cao tôi tùy đến gần hai thành mà số ma tâm toái tinh này, bởi vì Lâm Minh lo lắng đàn độc trong cơ thể quá nhiều, nên cũng chưa dùng tới, còn cất giữ trong tu di giới, tổng cộng 9 viên rơi. Hiện giờ lấy ra một viên, Lâm Minh cũng có phần đau lòng. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, lôi kinh thiên có dự cảm không lành. Lâm Minh nói, lôi tông chủ có điều không biết, trong ma tâm toái tinh này ẩn chứa ý chí của U Minh Đại Đế, sau khi ăn vào liền có thể cảm nhận được khí thức của U Minh Đại Đế. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ hiểu. Lâm Minh nói xong, quay nhìn mọi người ở đây, nói. Ta muốn mời vài vị tiền bối lên đài, nghiệm chứng một sự kiện. Lôi kinh thiên hơi biến sắc, ẩn chứa ý chí của U Minh Đại Đế. Có ý gì, chẳng lẽ cắn nuốt ma tâm toái tinh, có thể cảm nhận được cái gì chăng? Hắn lơ lướt nhìn lôi mộ bạch một cái, thấy lúc này lôi mộ bạch nằm trên mặt đất mặt xám như cho tàn, môi tái nhợt, hai mắt vô thần, giống như đã chất. Trong lòng lôi kinh thiên trầm xuống, xong rồi, kim trưởng lão, có thể thỉnh ngài đi lên, còn có bạch trưởng lão, lâm minh phân biệt mời hai vị trưởng lão của kim trung sơn và hàn băng cung. Theo hắn biết, hai phương thế lực này vẫn còn tương đối công chính một chút. Người của Kim Trung Sơn đều rất hạ thấp, còn người của Hàn Băng Cung thì rất lãnh ngạo, hai người hẳn là sẽ không nói dối. Hơn nữa bọn họ cũng không có lý do gì để che giấu cho lôi mộ bạch. Nói vậy trừ lôi kinh thiên, cũng không có ai mạo hiểm sai lầm trước thiên hạ đầu nhập vào Nam Hải Ma Vực. Lôi kinh thiên hoàn toàn lạnh xuống, lúc này hắn mới biết vì sao Lâm Minh bày ra kết giới ngăn cách chân nguyên truyền âm, chính là không để cho mình có cơ hội lén thương lượng với hai đại trưởng lão này. Còn ba vấn đề trước đó thì sao? Vì sao hắn lại hỏi như thế? Trong lòng lôi kinh thiên rối loạn cả lên, dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm thế nào để tách mình ra ngoài sự việc, phải chất cũng chỉ chất một mình lôi mộ bạch thôi. Lâm Minh ung dung chia ma tâm toái tinh ra làm ba phần, rồi đưa cho hai vị trưởng lão Kim Trung Sơn và Hàn Băng Cung mỗi người một phần. Hai người vẫn không rõ hắn định làm gì, Kim trưởng lão hỏi. Lâm Minh, ngươi có ý gì? Lâm Minh mỉm cười nói, ăn vào ma tâm toái tinh này, liền có thể cảm nhận được khí thức của U Minh Đại Đế. Đến lúc đó hai vị sẽ phát hiện, cỗ khí thức này giống nhau như đúc với trên thân lôi mộ bạch. Hà, Kim Trưởng Lão hơi biến sắc, sự việc Lâm Minh lấy tính mạng của mình đảm bảo, như thế, hơn phân nửa không sai được. Hắn liếc nhìn lôi kinh thiên một cái thật sâu, thấy sắc mặt lôi kinh thiên khó coi, trong lòng đã có chút liên tưởng. Lâm Minh thi lễ, rồi nói, sự tình liên quan tới tính mạng tại hạ. Tại hạ có thể mạo muội thỉnh nhị vị phát lời thề võ đạo chi tâm, những lời mình nói ra là sự thật được không? Đối với phát lời thề võ đạo chi tâm cũng không phải vạn năng, thời điểm có liên quan đến một vài ích lợi trọng đại, không giữ lời hứa từ trước. Tuy nhiên loại tình huống hiện tại này, hai vị trưởng lão tự nhiên sẽ không nuốt lời. Trong tình lý, lão phu có thể phát lời thề võ đạo chi tâm, những câu nói ra là sự thật. Kim trưởng lão thản nhiên nói, sau kim trưởng lão, nữ trưởng lão của Hàn Băng Cung cũng phát lời thề. Tiếp đó hai người này liền nuốt xuống, dung hợp tinh huyết vào ma tâm toái tinh. Ma tâm toái tinh tác dụng với trưởng lão toàn đan rất nhỏ, Tuy nhiên cũng có thể tăng tu vi lên một chút. Sau khi hai người nuốt vào ma tâm toái tinh, bắt đầu ngồi xuống điều tức, hai người đều là tu vi toàn đan trung kỳ, chút năng lượng của ma tâm toái tinh này rơi vào trong cơ thể bọn họ, căn bản không dậy lên chút biến cố gì. Nhưng sắc mặt của hai vị trưởng lão cũng không bình tĩnh, bọn họ cũng giống như Lâm Minh, nhìn thấy hình ảnh U Minh đại đế đại chiến với rất đông ác ma, cái loại khí thế hùng tráng mênh mang, vang vọng hoàn vũ, khiến tâm thần người ta chấn động. Sau một lát, Kim trưởng lão phun ra một hơi dài, đầu tiên mở hai mắt Mục Dục Hoàng nhướng đuôi chân mày, tim Mục Thiên Vũ cũng đập thình thịch, ánh mắt mọi người tại đây đều nhìn chăm chú vào Kim Trưởng lão. Lâm Minh trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Kim Trưởng lão, chờ đợi hắn tuyên án. Kim Trưởng lão ý vị sâu sắc nước mắt nhìn Lâm Minh một cái, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Lâm Minh, ngươi cũng từng nuốt vào ma tâm toái tinh chứ? Nếu không sẽ không biết rõ ràng như thế." Lâm Minh gật đầu, điều này không có gì phải giấu. Ha ha, quả nhiên là thiên tài ngàn năm vừa ra của Nam Thiên Vực, chỉ mới tu vi ngưng mạch kỳ đã có thể cắn nuốt ma tâm toái tinh, quả thật khiến lão phu kinh ngạc. Kim trưởng lão cảm khái, tiếp đó cao giọng nói, lời nói của Lâm Minh không phải giả, lão phu đúng là cảm nhận được, khí tức trên thân lôi mộ bạch giống nhau với U Minh đại đế, loại khí tức này đến từ chính kế thừa huyết mạch. Nếu lão phu đoán không sai, lôi mộ bạch này hết 8 9 phần 10 là hậu nhân trực hệ của U Minh đại đế. Kim trưởng lão vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, sắc mặt lôi kinh thiên đã sớm căng cứng thành màu gan heo, thạch trọng khôn bên cạnh hắn đồng dạng cũng sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới mình đi ra của trách lâm minh, rồi lại lần nữa bị lâm minh biến thành mặt xám mày cho. Lúc này, bạch trưởng lão của hàn băng cung cũng mở mắt, chậm rãi gật đầu, đồng ý với lời nói của kim trưởng lão. Mục dục hoàng rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng nhìn lôi kinh thiên nói thanh âm lạnh xuống. Lôi tông chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói không? vừa rồi thời điểm Lâm Minh hỏi ngươi vấn đề, chính ngươi đã nói, cha mẹ người này đều là phàm nhân. Mà theo lão thân biết, hậu nhân của U Minh Đại Đế đã chạy trốn tới Nam Hải Ma Vực, hiện giờ là lực lượng trung kiên của Nam Hải Ma Vực. Lão thân chưa từng nghe nói, bọn họ có kỳ huyết mạch nào thành phàm nhân, lại còn chất ở trong chiến loạn của phàm nhân. Lôi kinh thiên bị mục dục hoàng chất vấn không còn lời nào để nói, hắn chỉ phải cắn răng nói. Chuyện về thân thế đều là mộ bạch tự mình nói ra, lão phu sao có thể biết là thật hay giả. Huống chi, Vừa rồi Kim trưởng lão nói chính là xác suất 89 phần 10, cũng không phải là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Kim trưởng lão liếc nhìn Lôi Kinh Thiên một cái khinh bỉ, thời điểm này mà còn ngụy biện, mình nói 89 phần 10 là do thói quen tính lưu lại một đường lui mà thôi. So với phán đoán mơ hồ của Lâm Minh, phán đoán của Kim trưởng lão còn rõ ràng hơn một ít. Dù sao Lâm Minh cắn nuốt ma tâm toái tinh thời gian đã lâu, mà Kim trưởng lão là cắn nuốt ma tâm toái tinh đúng lúc đối chiếu với Lôi Mộ Bạch, tự nhiên phải nắm chắc lớn hơn nhiều. Nhìn thấy Lôi Kinh Thiên ngụy biện, lâm minh bật cười nói lôi tông chủ tại hạ vừa vặn có vài thủ đoạn nghiêm hình bức cung nếu lôi tông chủ không phản đối tại hạ nguyện ý thử một chút ở trên thân lôi mộ bạch có lẽ sẽ nhận được một ít tin tức không tưởng tượng được lâm minh nhấn mạnh mấy chữ không tưởng tượng được lôi kinh thiên lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh dùng cả mình tiểu tử này đang uy hiếp mình cố làm vẻ mặt bình thản nhìn lướt qua lôi mộ bạch nằm trên mặt đất như con chó chất lôi kinh thiên hết hồn hắn khó bảo đảm được người kia ở thời điểm tuyệt vọng có thể hay không khai bậy khai bạ Tiếng tăm của Nam Hải Ma vực có thể nói là số danh vang dội, nếu Lôi Kinh Thiên bị người biết hắn vì tư lợi mà kết minh với Nam Hải Ma vực, thì danh dự của hắn mất sạch, mặt mũi không còn, bị người khinh miệt. Trên mặt Lôi Kinh Thiên lúc đỏ, lúc xanh, hắn cứ như vậy đứng ở trung tâm quảng trường, một câu không nói nên lời. Lâm Minh nói nhỏ vài câu ở bên tai Mục Dục Hoàng, Mục Dục Hoàng nở nụ cười, phất tay triệt bỏ kết giới ngăn cách chân nguyên truyền âm, cấp không gian cho Lôi Kinh Thiên nói chuyện. "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Lôi kinh thiên dùng chân nguyên truyền âm nói, lúc này hắn quá phẫn nộ công tâm, mình đường đường là tông chủ một tông môn tứ phẩm, hiện tại lại bị lâm minh bước đến nông nỗi như thế, không thể không ăn nói khép nép bàn điều kiện. Sao hắn có thể không phẫn nộ, lôi tông chủ không bằng một lần nữa nói chuyện liên minh với mục tiền bối, như thế nào? Tuy rằng lâm minh thực hy vọng có thể phế đi lôi kinh thiên, nhưng ý tưởng này cũng chỉ là trong ý nghĩ mà thôi, cho dù thật sự chứng minh được lôi kinh thiên có một số trao đổi ích lợi với Nam Hải Ma Vực, cũng không thể làm gì hắn, nhiều nhất là làm cho hắn mất hết thể diện mà thôi. Dù sao lôi kinh thiên cũng là tông chủ lôi cực tông, bản thân lại là đại năng toàn đan, thần hoàng đảo. Không làm gì được hắn, nếu thật sự đánh chất hắn ở nơi này, tất nhiên sẽ dẫn tới lôi cực tông trả thù. Người đang uy hiếp lão phu, uy hiếp ngài ư, lâm minh bật cười, lôi tông chủ cảm thấy hiện tại xảy ra chuyện như vậy, giao dịch giữa ngài và nam hải ma vực còn có thể tiếp tục nữa sao? Lôi kinh thiên nghiến răng nghiến lợi, mục dục hoàng thì mặt vui vẻ mỉm cười. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trận luận bản yến hội tiến hành đến bây giờ, chính là kết quả kịch tính như thế. Lôi kinh thiên tự mua dây buộc mình, nghĩ lại quả thực nhân tâm khoái trá. Mục dục hoàng cố ý trước mặt mọi người nói, dường như lôi tông chủ cũng là bị lôi mộ bạch lừa bịp thì phải. Nếu ta là lôi tông chủ, tất nhiên tự tay đánh chất lôi mộ bạch để thanh lý môn hộ. Mục dục hoàng nói câu này, trong nháy mắt hãm lôi kinh thiên vào tính cảnh tiến thoái lưỡng nan, đánh chất lôi mộ bạch, trực tiếp kết thù với Nam Hải Ma Vực không đánh chất lôi mộ bạch, khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi quan hệ không minh bạch giữa hắn cùng với lôi mộ bạch là thật. Lôi kinh thiên cắn răng dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh và Mục Dục Hoàng. Các ngươi không cần khinh người quá đáng, sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng với các trưởng lão ngũ hành vực bàn lại việc kết minh. Hiện tại, hãy giao lôi mộ bạch cho ta, chuyện đã đến một bước này, lôi kinh thiên chỉ muốn lấy được thượng cổ ma quyển trong tu di giới của lôi mộ bạch. Tuy rằng chỉ có quyền thứ nhất, không có khả năng lấy được phần sau, nhưng có chút ít còn hơn không. Lâm Minh nói: "Giao cho Lôi tông chủ cũng được, tuy nhiên, Lôi tông chủ không thể mang Lôi Mộ Bạch xuống núi, còn nữa, Lôi Linh và tu di giới trên thân Lôi Mộ Bạch phải lưu lại." Lôi Kinh Thiên nhướng mày: "Ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ư? Các thứ trong tu di giới của Lôi Mộ Bạch hơn phân nửa đều là Lôi cực tông ta. Dựa vào cái gì để cho ngươi?" Lâm Minh bật cười nói: "Lôi tông chủ thật đúng là dễ quên, lúc nãy không phải Lôi tông chủ đã nói, Lôi Linh cùng với công pháp Lôi Mộ Bạch tu luyện đều là chính hắn tìm được từ trong di tích thượng cổ?" Lôi tông chủ còn nói, từ xưa nay thiên tài có vận khí thêm thân, từ trong di tích cổ thu được cơ duyên, là chuyện rất bình thường. Nếu các vật trên thân Lôi Mộ Bạch không phải thuộc về Lôi Cực Tông, Lôi Mộ Bạch lại là gian tế tại hạ phát hiện bắt được, như vậy theo đạo lý mà nói, tất cả các thứ trên thân hắn cũng nên thuộc về tại hạ. Lôi tông chủ nghĩ như thế nào? Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra một hồi, Lôi Kinh Thiên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu ngay đương trường. Hắn cảm giác hôm nay từ đầu đến đuôi mình đúng là hết lần này tới lần khác bị người áp bức bị người đùa giỡn quay như trong chóng. Hắn chỉ vào Lâm Minh, đầu ngón tay đều hơi run run, cuối cùng hắn cũng không nói một câu gì, cắn răng một cái, xoay người đi nhanh rời đi. Đệ tử Lôi Cực Tông nhìn thấy bộ dáng lửa giận sông lên tận trời của Lôi Kinh Thiên, ai nấy câm như hến, vội vàng đi theo xuống dưới. Chỉ để lại Chu Tiểu Liên ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn Lôi Mộ Bạch nằm như con chó chết trên quảng trường, hai mắt vô thần. Lôi Mộ Bạch bại dưới tay Lâm Minh, Lôi Mộ Bạch dĩ nhiên là gian tế, Lôi Mộ Bạch bị Lâm Minh phế đi toàn thân kinh mạch, trong đầu nàng quanh quẩn những ý niệm này như ngây như ngốc chu liệt nhìn muội muội của mình thở dài một hơi cũng không nói gì hắn biết lúc này nói cái gì nàng cũng không nghe vào tai trưởng lão trên đài chỉ còn lại một mình thạch trọng khôn sắc mặt hắn không tốt hơn lôi kinh thiên bao nhiêu hắn cảm giác mình giống như một thằng hề ngu ngốc hồ đồ nhảy lên đài để đùa giỡn kết quả không thành chính mình rước lấy cười nhạo thạch trưởng lão còn có việc ư lâm minh mỉm cười hỏi thạch trọng khôn hừ lạnh một tiếng lâm thiếu hiệp đúng là anh hùng xuất thiếu niên lão phu rất bội phục dứt lời thạch trưởng lão phất tay áo bỏ đi đệ tử hậu thổ tông cũng lặng yên đi theo xuống đài trong lúc nhất thời trên yến hội chỉ còn lại đệ tử bốn tông bởi vì so đấu trước đó bát đĩa đã sớm vỡ nát đầy đất thọ yến này tự nhiên là không ăn tiếp được nữa bốn đại tông môn cũng nhao nhao cáo từ mục dục hoàng tâm tình tốt lắm phi thường tốt cho dù ngày mai chuyện liên minh không đàm phán ổn thỏa hôm nay có thể làm mất mặt mũi của lôi kinh thiên cũng khiến nàng thực sảng khoái hơn nữa có nhược điểm bị nắm thóp ngày mai lôi kinh thiên khuất phục có thể tính rất lớn sáu tông của ngũ hành vực tương liên như một trước đây chính vì lôi kinh thiên cắn cao giá không chịu nhả ra các tông môn khác tự nhiên cũng không muốn thua thiệt vì thế đàm phán liền thất bại hiện tại chỉ cần lôi kinh thiên nhả ra tự nhiên chuyện đàm phán có thể tiến hành tiếp thuận lợi mục dục hoàng nhìn về phía lâm minh lộ ra vẻ tươi cười vui mừng lâm minh thật đúng là phúc tinh của thần hoàng đảo yến hội hôm nay phải ghi công đầu cho lâm minh chẳng những về biểu diễn luận bàn lâm minh lược áp quần hùng mang lại mặt mũi cho thần hoàng đảo mà còn làm cho lôi kinh thiên ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể không một lần nữa đàm phán với thần hoàng đảo. Chuyện nghịch chuyển này ở ý nghĩ mục dục hoàng xem ra gần như là không có khả năng hoàn thành, lại được lâm minh hoàn thành. Ban đêm, ngô đồng các thường ngày yên tĩnh bỗng sôi trào, trên các khu đất trống trong ngô đồng các, những khu lửa trại của hội chúc mừng đang tổ chức ngất trời. Trên thần hoàng đảo, bình thường đệ tử rất ít ăn đồ nấu nướng, mà đều là các loại thức ăn như linh cốc, linh lương, linh thái, trúc non. Thậm chí rất nhiều nữ đệ tử mấy năm không dính thịt, đúng là chân chính không ăn khói lửa dân gian. Thần Hoàng Đảo là chỗ nghiêm túc, bình thường có rất nhiều quy củ làm người ta không thuở nổi, hội chúc mừng lửa trại phóng túng như bây giờ mấy năm khó có một lần. Nếu không được đặc biệt cho phép, làm loạn một trận sẽ phải đi diện bích tự ngấm. Đệ tử hạch tâm đời trẻ tuổi thần Hoàng Đảo, mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, dù sao cũng mang tâm tính thiếu niên, ngày thường vừa đêm xuống là nhốt mình trong lầu tu luyện, tu luyện tu luyện lại tu luyện. Những ngày như vậy mấy tháng thì còn được, lâu dần đã sớm phát ngán, cho nên hôm nay khó có một lần hội chúc mừng lửa trại, đệ tử hạch tâm cùng đệ tử thân truyền đều không sót một ai, còn có những đệ tử nội môn thông qua quan hệ lẫn vào đây, thề phải chơi điên một đêm. Trong đệ tử thần hoàng đảo, con gái chiếm 89 phần, hơn nữa đa số là mỹ nữ, chỉ cần liếc một cái, oanh oanh yến yến đẹp không gì tả hết. Trong đó còn có Lãng Nguyệt Tông Chu Tâm Ngữ, là đệ tử mới vào, nàng vốn không có tư cách tham gia yến hội lửa trại của đệ tử hạch tâm chẳng qua là trương trấn còn nhớ cô gái này cùng lâm minh đến thần hoàng đảo chính là do trương trấn đón tiếp Trương Trấn đoán Chu Tâm Ngữ có thể là nha hoàn hay tiểu thiếp của Lâm Minh, liền cố ý gọi nàng tới. Theo Trương Trấn thấy, thiên phú của Chu Tâm Ngữ đặt trên thần hoàng đảo cũng chỉ là làm nha hoàn, đương nhiên, có lẽ là đứng đầu trong nha hoàn gì đấy, may mắn thì có thể hầu hạ sinh hoạt của đệ tử thân truyền. Chu Tâm Ngữ bị Trương Trấn dẫn tới, vẫn còn cảm thấy như lọt trong sương mù, nàng không có tư cách tham dự thọ yến ban ngày, cũng không thấy trận chiến vương giả màn những người trẻ tuổi say xưa bàn tán, chỉ nghe Trương Trấn thêm mắm thêm muối nói tới, trong lòng vẫn còn không tin nổi, ngương mạch kỳ có thể so sánh với tiên thiên chu tâm ngữ không nghe được những lời khác chỉ một câu này đã ở trong lòng nàng như ma chú làm nàng cảm giác như đang mơ mộng tiên thiên đã từng là mục tiêu phấn đấu của chu tâm ngữ là dấu hiệu trưởng lão lãm nguyệt tông bình thường chu tâm ngữ gặp bất kỳ trưởng lão nào cũng đều phải cung kính hành lễ đệ tử bây giờ lâm minh đã có thực lực sánh với trưởng lão nội môn lãm nguyệt tông ư chu tâm ngữ đang mơ màng nghĩ bỗng nghe trương trấn hô to lâm ca lâm ca bên này nè Trương Trấn vừa lật một con chim chỉ mắt xanh, vừa điên cuồng vẫy gọi Lâm Minh. Nếu không phải tận mắt thấy, Chu Tâm Ngữ thật sự không thể tin nổi, đây là đệ tử hạch tâm thần hoàng đảo mấy ngày trước còn ra vẻ ta đây, lộ ra cao ngạo từ sâu trong nội tâm, còn bây giờ lại bày ra cái mặt cười nịch, cam lòng làm tiểu đệ của người ta. Lâm Minh vừa trở về từ chỗ dục hoàng lão Thái, liền được mời tham dự tiệc tối lửa trại, không cần nghĩ, hắn là nhân vật chính trong đêm nay. Toàn bộ hội lửa trại lập tức sôi trào, mọi người đồng loạt chuyển mắt sang đây. Trong đó đa số là sùng bái ngưỡng mộ, đương nhiên cũng không thiếu ánh mắt khen tị, nơi này có không ít người mới lần đầu gặp được Lâm Minh. Hắn chính là Lâm Minh, nhìn cũng không có mạnh bằng võ giả tiên thiên mà. Một đệ tử nội môn 15, 16 tuổi hỏi, khí thế trên người Lâm Minh kém xa võ giả tiên thiên. Ngu ngốc, người biết cái gì? Bình thường Lâm Sư Huynh đều ẩn giấu khí thế, lúc mấu chốt mới bùng phát ra, hơn nữa còn bùng nổ hai lần, khí thế tăng 5, 6, 7, 8 lần cũng không thành vấn đề. Trong trận chiến với lôi mộ bạch, lâm minh liên tục bùng nổ chân nguyên hai lần một lần là vận dụng lực lượng tôi tủy một lần là mở ra tà thần lực làm người ta có ấn tượng quá sâu sau khi lâm minh xuất hiện thấy mục tiểu thanh và mục định sơn ở đây mỉm cười với hai người liền đi tới chỗ trương trấn chu tâm ngữ lúc này lâm minh mới phát hiện chu tâm ngữ ở đây vâng là trương sư huynh gọi ta đến chu tâm ngữ cẩn thận đặt đồ nướng xuống lại nói cảm ơn ngươi ta đã là đệ tử nội môn thần hoàng đảo hơn nữa Thánh nữ điện hạ còn phái người đưa cho ta ngọc giản tầng thứ nhất chu tước cấm thần lục, cũng đồng ý trong vòng một tháng cấy cho ta huyết mạch chu tước. Giọng điệu của chu tâm ngữ có chút cẩn thận, bởi vì hiện giờ vầng sáng trên người lâm minh qua lớn, nàng không tự giác dùng giọng điệu cung kính. Về phần trước đó lâm minh cứu nàng trong nguy nan mà động lòng thiếu nữ đã sớm bị nàng đè xuống sâu trong đáy lòng. Thế à, vậy thì tốt. Về chuyện chu tâm ngữ, trước đó lâm minh có nhắc với mục thiên vũ. Có mục thiên vũ mở miệng, tự nhiên sẽ giải quyết rất nhanh, chu tâm ngữ được ghép huyết mạch chu tước tự nhiên kém xa huyết mạch chu tước của Lâm Minh. Dù nói là mỗi đệ tử nội môn đều có, chẳng qua cũng phân chia cấp bậc, Mục Thiên Vũ đồng ý cho chu tâm ngữ cấp bậc rất cao, đủ cho chu tâm ngữ tu luyện mấy tầng đầu của chu tước cấm thần lục, đồng thời thu được độ phù hợp chân nguyên hỏa hệ nhất định. Không khí yến hội hài hòa, Lâm Minh theo trường chấn giới thiệu, làm quen không ít đệ tử thân truyền thần hoàng đảo, trong đó bao gồm cả Nghiêm Phó Hồng. Nghiêm sư huynh, Lâm Minh mỉm cười chắp tay, Nghiêm Phó Hồng mặt hơi cứng ngắc, vốn đánh chất hắn cũng không muốn tham dự yến hội này, nhưng toàn thể đệ tử thân truyền đệ tử hạch tâm đều tới, chỉ có mỗi hắn không đến, chẳng phải giấu đầu lòi đuôi. Bây giờ trong LNG nghiêm phó hồng rất không yên, nếu sớm biết Lâm Minh là loại biến thái này, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám đối đầu với Lâm Minh. Đây là nhân vật tương lai rất có khả năng vượt qua mục thiên vũ, mục băng vân, làm không xong dục hoàng lão thái nhất thời tâm huyết dâng trào làm ra cái chức thánh tử gì đó đặt cho Lâm Minh, hắn chỉ là con tép còn chưa phải là đệ tử thân truyền, chưa đủ cho người ta nhét răng. Nghiêm phó Hồng miễn Cưỡng duy trì vẻ mặt cười khổ, hắn không biết triển vân gian có bán hắn hay không. Với lực ảnh hưởng của Lâm Minh hiện giờ, nếu thật sự hỏi triển vân gian, hắn tuyệt đối sẽ nói thẳng rõ ràng. Nghĩ vậy, nghiêm phó Hồng ủ rũ như cả dính xương, ngửa đầu dốc cốc uống cạn, đang do dự có nên thẳng thắn cầu xin hay không. Lúc này Lâm Minh đã bước đi, Lâm Minh thở phào, lòng bàn tay đã ẩm ướt. Làm quen với phần lớn đệ tử ở đây, Lâm Minh vì tiện ngồi ở một đống lửa, bắt đầu tập trung vào quay nướng. Đồ nướng là sở thích của Lâm Minh, cũng là kiểu nấu ăn am hiểu nhất. Đống lửa chỗ Lâm Minh nhanh chóng biến thành tiêu điểm toàn trường, đương nhiên nữ đệ tử cũng không thiếu chú ý. Nữ đệ tử thần hoàng đảo nổi danh ở Nam Thiên Vực, số lượng nhiều, chất lượng tốt, tám phần yến hội đều là con gái, quần áo xanh đỏ rực rỡ. Trong đó thường có những cô gái trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp luôn cố ý vô tình tới gần đống lửa của Lâm Minh. Lâm Sư Huynh, giao động hỏa nguyên khí ở ngô đồng các tối hôm đó là do ngươi luyện công dẫn tới, thật là lợi hại, ta nghe nói lâm sư huynh học chu tước cấm thần lục mới mấy tháng liền đạt tới trình độ này ta đã tu luyện 2 năm vừa mới đột phá tầng thứ hai lâm sư huynh có thể chỉ đạo ta một chút không một cô gái đáng yêu 15, 16 tuổi mở to đôi mắt đen sáng ngời mong chờ nhìn lâm minh này ta cũng chỉ tu luyện tầng thứ hai nếu ta tu luyện đến cảnh giới cao hơn có cơ hội sẽ trao đổi với ngươi thật sao lâm sư huynh một lời đã định ừ một lời đã định lâm sư huynh ngươi nếm thử cánh gà nướng này thế nào lại có một cô gái đưa tới cánh gà chim chỉ mắt xanh, đây là cái tốt nhất mà nàng nướng được. Cảm ơn, Lâm Minh cười nhạt tiếp nhận, có phần bất đắc dĩ, hắn phát hiện nam nữ không cân bằng chưa chắc là chuyện tốt. Thần Hoàng Đảo quá thừa nữ đệ tử, mà cố tình những cô gái Thần Hoàng Đảo tùy tiện một người đều là kiều nữ trong giới thế tục hay tông môn nhỏ, các nàng tự nhiên chướng mắt người phàm, không nói khác, chỉ riêng tranh lệch tuổi trẻ liền tạo thành khoảng cách giữa võ giả và người phàm. Về phần nói gả cho đệ tử tông môn tứ phẩm khác, vậy phải đối mặt với lựa chọn có rời khỏi tông môn hay không một khi rời khỏi sẽ không thể tiếp tục tu luyện công pháp thần hoàng đảo về phần tiếp tục tăng lên mật độ huyết mạch chu tước lại thành chuyện không thể nào bởi vì những nguyên nhân này nữ đệ tử thần hoàng đảo đều cố gắng lựa chọn hôn phối trong tông môn mình vì thế nam đệ tử chiếm chưa tới hai phần liền thành đồ tranh giành thậm chí có những nam đệ tử ưu tú xuất hiện ba vợ bốn nàng hầu rất phổ biến ví dụ như đệ tử cấp bậc như trương chấn tương lai lập gia đình thậm chí có thể thu mấy đệ tử cấp thấp làm nha hoàn thông phòng đệ tử thần hoàng đảo như vậy có địa vị ngang với đệ tử thất huyền cốc số lượng rất nhiều rất nhiều nữ đệ tử thần hoàng đảo tình nguyện làm thiếp cũng không muốn gả tới tông môn tứ phẩm xa xôi lạ lẫm. Chẳng qua làm thiếp cũng phải nhìn chúng người, dung mạo là thứ yếu, thiên phú cùng tiềm lực mới là quan trọng nhất. Giống như Lâm Minh có diện mạo đẹp trai, thực lực lại mạnh tới biến thái, tự nhiên là lựa chọn ưu tiên. Nữ đệ tử thần hoàng đảo tuy rằng cao quý, nhưng khi tìm lang quân sẽ không rụt rè, nhất là gặp phải rể kim quy, lúc này mà rụt rè là sẽ thiệt thòi to. Ban đầu chỉ có có những cô gái cố ý như vô tình nói chuyện phiếm với Lâm Minh, về sau có những cô gái đưa đồ nướng tới, đồ nướng nhanh chóng chất cả bàn lớn bên cạnh Lâm Minh, làm Trương Trấn nhìn mà im lặng, hắn vẫn còn đói bụng, bên chỗ Lâm Minh đã ăn không hết. Trương Trấn không nhịn được rút mấy cái ở trong bàn lớn kia, còn chưa cắn, hắn đã cảm giác sau lưng phát lạnh. Quay lại nhìn, liền thấy có mấy cô gái sắc mặt khó coi nhìn mình, Trương Trấn rụt cổ, vội để đồ nướng trở lại. Hội lửa chạy tiến hành được một nửa, Mục Thiên Vũ đến nơi, mấy đệ tử ngồi vòng ngoài thấy Mục Thiên Vũ đến liền vội đứng lên muốn hành lễ. Mục Thiên Vũ cười nói, hôm nay mọi người tùy ý một chút đi ta cũng chỉ đến xem các người đừng để ý tới ta nói rồi mục thiên vũ đi tới chỗ đống lửa của lâm minh ở giữa khu vực lửa trại sáu bảy cô gái oanh oanh yến yến vây quanh cộng thêm vốn có một người một đống lửa bị chen chật lâm minh tiếng nói giòn tan của con gái vang lên lâm minh quay lại nhìn là mục thiên vũ các đệ tử vây quanh đống lửa vội đứng dậy hành lễ địa vị của mục thiên vũ trên thần hoàng đảo còn cao hơn trưởng lão một chút mục thiên vũ cười nói lôi mộ bạch bị nhốt trong địa lao người có muốn đi bây giờ không lâm minh sửng sốt một chút vui vẻ nói được trước đó lâm minh bị mục dục hoàng gọi đi nói chuyện một hơi một canh giờ hắn cũng không cố được chuyện lôi mộ bạch mục thiên vũ vừa đến không khí yến hội liền trở nên cô nệ mục thiên vũ như cười như không nhìn con gái vây quanh lâm minh chân nguyên truyền âm nói với hắn có phải cảm thấy thần hoàng đảo ta là thiên đường của nam đệ tử hay không lâm minh bỗng ngưng trệ cười khổ nói mục cô nương đừng nói đùa với ta mới có một lúc ta đã hứa không ít yêu cầu của bọn họ. Ha ha, Mục Thiên Vũ cười khẽ, về sau gọi ta sư tỷ là được, sư tôn đã thu ngươi làm đồ đệ, mặt khác, sư tổ cũng muốn gặp ngươi một lần. Được, hẳn là sư tổ đã nói cho ngươi chuyện tiến vào thần hoàng bí cảnh, đúng rồi, lần này dường như ngươi rất có hứng thú với những thứ trên người lôi mộ bạch. Quả thật có chút hứng thú, Lâm Minh nói thẳng, ừm, sư phụ nói, đồ đã giao cho ngươi, chỉ cần đừng giết người là được, nói lại ngươi xuống tay cũng thật tuyệt trước đó trưởng lão chứa thương cho lôi mộ bạch tốn không ít thảo dược quý nhưng lôi mộ bạch vẫn nửa chất nửa sống kinh mạch toàn thân khô cạn toàn bộ võ công bị phế mục thiên vũ nói rồi nhìn lâm minh thật sâu nàng lần đầu thấy loại thủ pháp phế võ công người như thế không biết lâm minh học được từ đâu lâm minh cười không đáp lời tuyệt mạch thủ ở thần vực âm độc đến cực điểm về phần muốn trị liệu gì đó ngay cả linh dược thần vực cũng chưa chắc hiệu quả huống chi là thiên diễn đại lục đi thôi hai người cùng nhau rời ngô đồng các đi đị địa lao thần hoàng đảo Địa lao thần hoàng đảo ở trong lòng núi, sâu đến mấy chục trượng, sâu trong địa lao có thêm trận pháp. Một khi toàn lực thúc đẩy trận pháp, trình độ kiên cố đủ để ngăn cản cao thủ toàn đan oanh kích. Ở sâu trong địa lao, bên trong nhà đá khép kín, lôi mộ bạch nằm dưới đất như đã chất, sắc mặt hắn tái nhợt, mất đi sức sống. Tu di giới của hắn đã bị gỡ ra đặt trên bàn, bị cấm chế giam lại, phỏng chế đại hoang huyết kích cũng bị đặt một bên. Lâm Minh thấy lôi mộ bạch như vậy, biết hắn lòng như đã chất, một người kiêu ngạo đến tận đáy lòng, mơ có một ngày đứng trên thiên hạ, nắm giữ vận mệnh của người khác, đột nhiên gặp phải đả kích lớn như thế, lòng chất cũng là bình thường. Lâm Minh, hình như người rất để ý tới lôi linh trên người lôi mộ bạch. Mục Thiên Vũ hỏi, phải, Lâm Minh gật đầu, Mục Thiên Vũ nhướng mày, nếu ta không nhìn nhầm, một chiêu cuối cùng người đánh bại lôi mộ bạch, chẳng những sử dụng lôi linh, lại còn có một hỏa tinh. Mục Thiên Vũ có thể chất đặc thù, rất mẫn cảm với lửa. Lôi hỏa sát của Lâm Minh dù chỉ lóe lên là mất, nhưng vẫn bị Mục Thiên Vũ nắm được khí thức hỏa tinh trong đó. Lâm Minh do dự một chút, vẫn thản nhiên thừa nhận, tiếp xúc lâu với Mục Thiên Vũ, loại chuyện này cũng sẽ bị phát hiện, Lâm Minh nói. Thể chất của ta đặc thù, có thể hấp thu thêm lôi linh hay hỏa tinh. Dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng được Lâm Minh trả lời khẳng định, Mục Thiên Vũ vẫn hít một hơi lạnh. Trên người Lâm Minh rốt của có bao nhiêu huyết mạch, hấp thu thêm lôi linh hay hỏa tinh. Đúng là chưa từng nghe nói tới, võ giả bình thường theo thực lực bản thân trưởng thành, lôi linh hỏa tinh trong cơ thể. Hắn phải cần thay đổi mới, lôi linh hỏa tinh sử dụng lâu, tự nhiên sẽ rất thuận tay, một khi thay đổi cái mới sẽ cần thích ứng, thích ứng với thuộc tính hỏa tinh lôi linh mới, tìm hiểu học tập kỹ năng, nó cần tốn không ít thời gian. Còn Lâm Minh lại có thể hấp thu thêm lôi linh và hỏa tinh chẳng những giảm bớt rắc rối mặt này, còn có thể làm lực lôi hỏa trong người càng mạnh hơn, đúng là thiên phú nghịch thiên. Mục Thiên Vũ dùng ánh mắt xem quái vật nhìn Lâm Minh. Người có thể hấp thu bao nhiêu lôi linh và hỏa tinh? Điều này, ta cũng không rõ lắm, lâm minh cũng không biết hạt giống tà thần rốt cuộc có giới hạn cao nhất hay không vị đại năng thần vực để lại tà thần lực nhận được bí pháp này cũng chưa kịp nghiên cứu nhiều thì đã tan thành cho bụi tất cả đều phải do tự lâm minh nghiên cứu không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa lâm minh mở tu di giới lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ bên trong chứa một giọt dịch đỏ đúng rồi cho cô cái này mục thiên vũ nhìn bình thủy tinh nhỏ này vẻ mặt kinh ngạc ma tâm toái tinh người còn có mục thiên vũ chú ý tới lâm minh đưa cho mình ma tâm toái tinh là một cái đầy đủ mà không phải cái đã dùng mất một phần ba khi đặt cược với lôi mộ bạch. thứ này cao thủ tiên thiên xuất thân đại tông môn cũng phải đỏ mắt, làm sao lâm minh có nhiều như thế? phải tặng cho cô. lâm minh đưa bình thủy tinh nhỏ cho mục thiên vũ nói đùa. xem như gia nhập sư môn, tặng lễ gặp mặt cho sư tỷ. mục thiên vũ đang xông phá toàn đan, dù nói nàng đột phá toàn đan là chuyện sớm muộn, nhưng nếu có ma tâm toái tinh thì không chừng có thể làm nàng phá toàn đan sớm hơn mấy tháng. đối với thiên tài đỉnh cao mà nói, thời gian vài tháng cũng rất là quý giá. Mục Thiên Vũ nhìn bình thủy tinh trên tay Lâm Minh, thì thào. Thật không biết thể chất của ngươi là thế nào, ngươi cũng đã dùng ma tâm toái tinh này rồi chứ. Phải, đã dùng nửa viên, Lâm Minh bâng cô nói. Mục Thiên Vũ đã có chút chất lặng, ngay cả cao thủ tiên thiên cũng phải cẩn thận sử dụng linh dược này. Lâm Minh chỉ mới tu vi ngưng mạch kỳ đã ăn nửa viên, thật không biết rốt cuộc hắn có thể chất gì. Cuối cùng nàng vẫn nhận lấy ma tâm toái tinh, vốn còn nói cảm ơn gì đấy, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy quá quái dị, dứt khoát không nói. Ngấm kỹ lại, Lúc này Mục Thiên Vũ mới bỗng phát hiện, chỉ vẻn vẹn nửa năm, quan hệ giữa nàng và Lâm Minh đã từ người xa lạ phát triển đến mức nhận lễ vật nặng như thế mà không cần phải nói một câu cảm ơn nào, thật giống như tỷ đệ vậy. Quan hệ thân cận như thế, làm Mục Thiên Vũ cảm thấy ấm áp, nàng lén liếc Lâm Minh, mỉm cười. Có phải ngươi muốn hấp thu diệt huyết tà lôi, có cần ta hỗ trợ không? Được, cô ở bên cạnh cũng tốt, phòng ngừa sự cố. Mở cấm chế địa lao, Lâm Minh tra xét tình huống lôi mộ bạch, tu vi của hắn đã rất xuống luyện nhục kỳ, hơn nữa chút chân nguyên lưu trong cơ thể cũng đang liên tục tiêu tán. Khoảng một ngày nữa, lôi mộ bạch sẽ trở thành một phế nhân, thể chất còn không bằng cả người thường. Lâm Minh, lôi mộ bạch mở mắt nhìn trời, khóe miệng co rút, phun ra cái tên ghi vào tận xương. Lâm Minh không đáp, mở cấm chế trên bàn, thu hồi tu di giới của lôi mộ bạch. Người sẽ chất, đợi cho tới ngày Nam Hải ma vực san bằng thần hoàng đảo, người sẽ bị rút gân lột ra, chất không chỗ chôn. Lôi mộ bạch đã đứt sinh cơ, lòng như cho tàn, duy trì hắn sống sót cũng chỉ là thù hận thấu xương với Lâm Minh. Lâm Minh nắm lấy tay lôi mộ bạch, chân nguyên liên hệ tới hạt giống tà thần, cảm nhận được khí thức của diệt huyết tà lôi, hạt giống tà thần rõ ràng náo động. Một cái lôi linh trung phẩm đẳng cấp không thua gì từ giao thần lôi, nếu không phải bây giờ tu vi của lôi mộ bạch toàn phế, không có khả năng bắt nó ra được. Hạt giống tà thần hưng phấn gầm lên, Lâm Minh chuyển chân nguyên vào người lôi mộ. Bạch, hóa thành những sợi tơ bao phủ diệt huyết tà lôi. Bởi vì lôi mộ bạch suy yếu, Diệt huyết tà lôi cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự, khoảng 15 phút sau, cuối cùng bị sợi tơ chân nguyên của Lâm Minh bao phủ. Diệt huyết tà lôi bị chân nguyên trói chặt giấy rựa dữ dội, nhưng dưới uy áp mạnh mẽ của hạt giống tà thần, nó cũng không gây ra sóng gió gì. Bùm, một tiếng vang khẽ, diệt huyết tà lôi đỏ sẫm như máu bị mạnh mẽ rút ra, thân thể lôi mộ bạch run mạnh, phun ra một ngụm máu lớn, tiếp theo sụi lơ nằm xuống, như bị người ta rút mất xương sống. Kiêu hùng mặt lộ, nhìn dáng vẻ thê thảm của lôi mộ bạch hiện giờ, Lâm Minh không có một chút thương hại, nếu có một ngày lôi mộ bạch thật sự trở thành đại năng toàn đan trí cực thậm chí là cường giả phong hoàng không biết sẽ chảy bao nhiêu mấu có bao nhiêu người bị hắn sử dụng luyện công mà chất thảm diệt huyết tà lôi vừa xuất hiện giống như một con rắn động màu đỏ năng lượng bùng nổ tràn lan muốn xông vào người lâm minh cắn nuốt tinh huyết của hắn lâm minh vung hai tay dựa theo phương pháp phong ấn lôi linh đánh ra mười mấy phù văn mỗi một đạo phù văn rơi lên diệt huyết tà lôi liền làm hào quang của nó mở đi vài phần vài nhịp thở sau lâm minh thúc đẩy thanh thương chân nguyên hình thành lồng giam nhìn chằm chằm vào diệt huyết tà lôi bị nhốt lôi linh đỏ sẫm và đập lung tung trong lồng giam nhưng vẫn không thể đột phá thanh thương chân nguyên sinh sôi không ngớt đúng là lôi linh hung tà mà lâm minh thở phào dù cách lồng giam nhưng vẫn cảm giác rõ ràng diệt huyết tà lôi truyền ra mùi mấu tanh dày đặc cả người như nằm trong địa ngục hồ mấu khí huyết toàn thân bị nó kéo đi ở bên cạnh có một tĩnh thất ta hộ pháp cho ngươi mục thiên vũ nói được vào tĩnh thất cách phách lâm minh ngồi trên giường đá đặt tay lên lồng giam, chân nguyên toàn thân bùng nổ, một cỗ lực kéo mạnh mẽ thông qua hạt giống tà thần tác dụng lên diệt huyết tà lôi. Trong nháy mắt, diệt huyết tà lôi đang điên cuồng đánh phá lồng giam liền cảm thấy không yên, uy áp của hạt giống tà thần làm nó cảm thấy sợ hãi. Uy áp bao phủ xuống, Diệt huyết tà lôi từ bất an trở nên càng cuồng bạo tấn công lồng giam chân nguyên, thanh thương chân nguyên sinh sôi không ngớt cũng bắt đầu có vết rạn. Cần ta giúp ngươi không? Mục Thiên Vũ hỏi. Quá trình hấp thu chân chính chỉ có thể do bản thân Lâm Minh làm, nhưng nàng có thể giúp một chút trong quá trình áp chế ban đầu. Không cần, đợi cho thanh thương chân nguyên sắp vỡ nát, Lâm Minh chụp lấy diệt huyết tà lôi, trực tiếp ấn lên ngực mình. Thấy động tác của Lâm Minh, Mục Thiên Vũ sợ đến toát mồ hôi lạnh, Lâm Minh trực tiếp ấn diệt huyết tà lôi lên trái tim. Diệt huyết tà lôi này là vật cực hung, có thể cắn nuốt tinh huyết, trực tiếp ấn vào trái tim thật là quá mạo hiểm. Lâm Minh, ngươi, xẹt xẹt, áo trước ngực Lâm Minh trực tiếp bị ăn mòn mất, làn da nháy mắt mất hết máu, đây là do bị diệt huyết tà lôi hấp thu tinh huyết gây ra. Mục Thiên Vũ nhìn mà trong lòng nhảy dựng, chẳng qua nhớ lại trong nửa năm này, Lâm Minh nhiều lần sáng tạo kỳ thích, nàng cũng không nói gì hơn, chỉ là lấy ra một ít đan dược bổ sung khí huyết, tìm một viên Cửu chuyển khí huyết đan đưa cho Lâm Minh. Diệt huyết tà lôi cắn nuốt tinh huyết, được bổ sung lực khí huyết liền giảm bớt áp lực cho Lâm Minh. Lâm Minh nuốt Cửu chuyển khí huyết đan, khoát tay nói: "Ta không sao, lúc trước hắn chỉ là luyện cốt đỉnh phong đã hấp thu tử giao thần lôi cũng vượt qua được, bây giờ tu vi tiến bộ lớn, hấp thu một cái diệt huyết tà lôi tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì." thực tế từ khi diệt huyết tà lôi tiến vào trái tim hắn đã bị hạt giống tà thần hoàn toàn đè ép bây giờ cường độ kinh mạch của lâm minh đã hoàn toàn chịu được lực đánh vào như thế về phần diệt huyết tà lôi cắn nuốt lực khí huyết thậm chí là tinh huyết của mình lâm minh căn bản không để ý đây là quá trình phải trải qua khi hấp thu diệt huyết tà lôi phải dùng khí huyết và tinh huyết của bản thân cho diệt huyết tà lôi ăn no nếu lực khí huyết không đủ trực tiếp bị diệt huyết tà lôi hút khô đến lúc đó người chất lôi linh trốn chạy ngược lại lực khí huyết tràn đầy kinh mạch cứng cỏi, cuối cùng chế phục được diệt huyết tà lôi, như vậy tinh huyết bị diệt huyết tà lôi hấp thu cuối cũng sẽ trả lại cho mình, chạy không thoát, cũng sẽ không tổn thất. Cảm giác bị diệt huyết tà lôi mặc sức cắn nuốt tinh huyết đúng là không dễ chịu, Lâm Minh cảm giác nửa người trở nên lạnh lẽo. Tay chân trở nên chỉ đột, xúc xác không nhạy, như nửa người không thuộc về mình. Lôi đình lực của diệt huyết tà lôi có chứa tính ăn mòn mạnh mẽ, lưu chuyển trong kinh mạch như axit ăn mòn, cực kỳ nóng rát. Theo tinh huyết tiêu hao nhiều, một cỗ tử khí lan ra, Mục Thiên Vũ thấy rõ những đường màu đen như con run tràn ra từ chỗ trái tim Lâm Minh, lan tràn khắp nơi kéo đầy tay trái, cổ của Lâm Minh. Đây là tử khí, vì mất đi quá nhiều tinh huyết mà tạo thành. Mục Thiên Vũ có hiểu biết nhất định về diệt huyết tà lôi, rất nhiều võ giả dù cuối cùng thành công hấp thu diệt huyết tà lôi nhưng cuối cùng vì thân thể thiếu quá nhiều khí huyết mà tạo thành hoại tử, buộc phải nằm điều dưỡng lâu dài trên giường. Nàng không hy vọng Lâm Minh như thế, thần hoàng bí cảnh sắp mở ra, nếu Lâm Minh không thể tham dự, sẽ phải đợi thêm 3 năm, như thế hắn đã gần 20 tuổi bỏ lỡ thời điểm tốt nhất mục thiên vũ nghĩ vậy lại lấy ra một viên huyết dương đan đây là dùng huyết dương linh chi ngàn năm luyện chế thành giá trị cực cao là một trong những đan dược mục thiên vũ dùng hộ mệnh lâm minh ta không sao chỉ là để mặc cho nó hấp thu tinh huyết trong lòng ta có tính toán lâm minh từ chối huyết dương đan lực khí huyết của hắn vô cùng mạnh mẽ cộng thêm thanh thương chân nguyên sinh sôi không ngớt mấy thứ này đều có thể khắc chế tử khí không cần phải lãng phí đan dược dùng hộ mệnh của mục thiên vũ vốn hắn tùy ý cho diệt huyết tà lôi điên cuồng cắn nuốt tinh huyết trong trái tim là vì dung hợp diệt huyết tà lôi càng sâu hơn dễ dàng khống chế nó cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào hạt giống tà thần nhưng không ngờ tới diệt huyết tà lôi này hung tàn tham lam vượt xa sức tưởng tượng của hắn lúc này diệt huyết tà lôi trong người lâm minh như con đỉa hút đầy mấu lực hút khổng lồ của hạt giống tà thần vẫn luôn tác dụng lên người nó khiến nó liều mạng dãy dội nhưng vẫn mãi không thoát khỏi lực hút lốc xoáy này két diệt huyết tà lôi đột nhiên phát ra một tiếng rít trên mặt nó hình thành một cái miệng chỉ cỡ đậu tầm, lại mọc một cái răng nhọn. Lâm Minh vẫn luôn xem kỹ thân thể mình trong lòng bỗng nghiêm nghị, một cái lôi linh lại mọc ra miệng, làm người ta cảm thấy rất quỷ dị. Két, két, diệt huyết tà lôi rít lên, bỗng nhiên cắn vào VCS trái tim của Lâm Minh. Phập, mấu thịt văng ra, thân thể Lâm Minh chấn động, sắc mặt tái nhợt, dù lực khí huyết của hắn có mạnh mấy đi nữa, trái tim bị thương đau đớn cũng làm hắn khó chịu nổi. Lâm Minh cắn răng, thanh thương chân nguyên hóa thành sợi tơ phủ xuống, trực tiếp quấn diệt huyết tà lôi thành cái kén. Thì ra, là ngươi đang quấy phá. Lâm Minh nhận ra một cỗ ý chí ẩn chứa trong diệt huyết tà lôi, khóe miệng nhếch lên, ý niệm vừa động, chân nguyên điên cuồng chút vào diệt huyết tà lôi. Trong nháy mắt, một tiếng xẹt như lưu hoàng bùng cháy, một đoàn tàn hồn bốc khói trồi ra từ diệt huyết tà lôi. Lôi mộ bạch nằm ở bàn đá cách vách bỗng chấn động, phun ra một ngụm máu, trong ngụm máu này còn ẩn chứa những tia huyết tinh. Sắc mặt hắn lúc này như giấy vàng, môi run run, hắn biết một đoàn ý thức của hắn lưu lại ẩn giấu trong diệt huyết tà lôi cuối cùng bị Lâm Minh tiêu diệt hắn cười thảm miệng đầy mấu hắn đã sớm gieo đoàn tàn hồn đó trong diệt huyết tà lôi khi đó tu vi của hắn còn chưa bị phế vốn còn tưởng dù không thể ngăn cản lâm minh hấp thu diệt huyết tà lôi ít nhất cũng làm hắn tổn thương khí huyết nhưng không ngờ lại bị diệt dễ dàng như thế trong lòng lôi mộ bạch tràn ngập cảm giác tuyệt vọng mắt nhìn trần nhà không có một thần thái gì ý thức của lôi mộ bạch bị hủy diệt diệt huyết tà lôi như mất đi sức lực sức sống không chống nổi lực hút mạnh mẽ bị lốc xoáy kéo vào trong hạt giống tà thần két két, diệt huyết tà lôi phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng, bị kéo vào trong bàn long cương châm. Bàn long cương châm vốn dài hai tấc liền tăng lên ba tấc, mặt ngoài bàn long cương châm xuất hiện một con rắn nhỏ màu đỏ, xoay vòng quanh bàn long cương châm, tổng cộng quấn tám vòng. Dính liền với lôi dao màu tím, ầm, ngay trong nháy mắt bàn long cương châm mới hình thành, lôi đình lực cuồng bạo bột phát ra, tràn vào kinh mạch của Lâm Minh như thác lũ. Khí thế của lôi đình lực hung hãn, Lâm Minh cảm thấy toàn thân chấn động, xương cốt nổ bùm bùm, một ít tạp chất đan độc lưu trong kinh mạch bị lôi đình lực nóng rực đốt trọi, nháy mắt hóa thành cho bụi. Lâm Minh rên một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Mục Thiên vỗ cả kinh, vội vàng đỡ Lâm Minh dậy, cảm giác kéo vào người Lâm Minh, vận chuyển một vòng. Tiếp theo, Mục Thiên vũ ngẩn ngơ, tiếp đó là mừng rỡ. Kinh mạch của Lâm Minh lại một lần nữa thông suốt, độ dài của kinh mạch cũng nâng cao cả mảng lớn, chính thức đi vào ngưng mạch đỉnh phong. Lâm Minh, người đột phá rồi, ừm, coi như đột phá. Lâm Minh thở phào, hắn ngưng lại ở ngưng mạch hậu kỳ lâu quá, trong 3 tháng trên âm minh đảo, Lâm Minh luôn luyện hóa đan độc, nhưng vẫn còn sót một chút khó có thể luyện hóa sạch. Không ngờ tới lần này bị lôi đình lực cuồng bạo xóa sổ hết, Lâm Minh phun ra ngụm máu đen kia chính là đan độc cùng tạp chất lưu lại. Tu vi của Lâm Minh đã sớm tiến vào ngưng mạch đỉnh phong, lần này lại tiến bộ trên luận bản yến hội, cộng thêm chu tước cấm thần lục đột phá tầng thứ hai, hiện giờ dọn dẹp xong đan độc tiến vào ngưng mạch đỉnh phong là chuyện nước chảy tự nhiên không biết thực lực của mình hiện giờ có thể thắng được cao thủ tiên thiên sơ kỳ hay không dưới tình huống mở ra tà thần lực lâm minh có thể áp chế cao thủ tiên thiên sơ kỳ bình thường nhưng tà thần lực không thể kéo dài càng kéo dài quá nửa sẽ thua cùng lắm là đánh ngang tay bây giờ đột phá ngưng mạch đỉnh phong thực lực lâm minh tăng nhiều rất muốn tìm cao thủ tiên thiên sơ kỳ thử xem có thể so với tiên thiên sơ kỳ cùng đánh bại tiên thiên sơ kỳ là hai khái niệm khác nhau cảm giác chìm trong lôi linh mới sinh ra trong lòng lâm minh cả kinh hả loại biến hóa này từ trên bàn long cương châm mới, hắn cảm nhận được cuồng bạo hung dữ, không gì cản nổi của tử giao thần lôi, lại cảm giác được âm lãnh hung tàn, khát mấu như mạng của diệt huyết tà lôi. Hai loại thuộc tính lôi linh, toàn bộ đều giữ lại. Hơn nữa, đẳng cấp cũng tăng lên địa giai trung phẩm. Tuy rằng là địa giai trung phẩm cấp yếu nhất, nhưng Lâm Minh đã thấy rất đủ rồi. Mục Thiên Vũ thấy vẻ hưng phấn của Lâm Minh, cuối cùng thở phào, xem ra Lâm Minh đã hoàn toàn không sao. Quả nhiên lúc này những sợi chỉ đen trên người Lâm Minh cũng nhạt dần, nhanh chóng biến mất, làn da tái nhợt cũng hồng hào lên. Mục Thiên Vũ vừa chuyển mắt, bỗng sinh ra ý muốn xem lôi linh của Lâm Minh, kỳ thật loại yêu cầu này rất vô lễ giữa võ giả, dù là bạn bè cũng không thể tùy tiện yêu cầu xem tuyệt chiêu bài tẩy của người khác, huống chi nó còn liên lụy tới bí mật của bản thân Lâm Minh. Chẳng qua một khi con gái sinh ra lòng tò mò, vậy sẽ rất khó kiềm chế. Được, Mục Thiên Vũ rất muốn biết trong người Lâm Minh làm sao có thể chứa được hai cái lôi linh, nàng chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ nói: "Cho ta xem lôi linh của ngươi, được không?" giọng điệu ngọt ngào mềm yếu, làm người nghe rất thoải mái, Lâm Minh cũng không do dự gì, trực tiếp gọi ra lôi linh tà thần. Xẹt, cương châm lôi linh dài ba tấc bay ra từ ngón tay Lâm Minh, dừng lại ở bàn tay, xoay tròn. Ở trên cương châm, một con tử dao quấn quanh, còn có một con rắn đỏ, một rồng một rắn giống y như nhau, mỗi một cái vẩy, thần thái trong mắt rồng rắn đều được điêu khắc rõ ràng, căn bản là rồng rắn hóa thành tượng mà. Lôi linh vừa xuất hiện, hồ quang hai màu tím đỏ bắn ra, lôi nguyên khí trong nhà đá trở nên náo động, không ngừng bị hấp thu vào trong lôi linh tà thần hình thành lốc xoáy hai màu đỏ tím mục thiên vũ mở to đôi mắt đầy vẻ khiếp sợ đây đây là lôi linh hình dáng lôi linh như thế nàng mới gặp lần đầu lôi linh có thể ngưng hóa thành thực chất không giả nhưng phải cần chân nguyên của võ giả đè nén còn lôi linh của lâm minh dường như không cần chân nguyên đè nén nó bản thân nó đã là như vậy ta có thể sờ nó được không mục thiên vũ do dự hỏi đương nhiên là được lâm minh đáp đừng nói lôi linh tà thần ở trạng thái này không có tính nguy hiểm gì kỳ thật dù hắn toàn lực thúc giục lôi linh tà thần cũng không thể nào làm bị thương tới mục thiên vũ tu vi tiên thiên trí cực mục thiên vũ đưa ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng nắm lấy tà thần từng cơn cảm giác tê dại cùng cảm xúc lạnh băng khiến nàng cảm thấy cương châm lôi linh này quả thật như rèn bằng kim loại thật thần kỳ trong lòng mục thiên vũ biết rõ đây là bí mật của lâm minh đương nhiên có liên quan tới thể chất đặc thù của hắn có thể không giữ bí mật với lâm minh như thế làm cho trong lòng mục thiên vũ có cảm giác thỏa mãn không rõ nàng mỉm cười trả lại lôi linh cho lâm minh nói tiếp còn nửa tháng sẽ mở ra thần hoàng bí cảnh đêm nay ngươi nghỉ ngơi ngày mai lão tổ tông muốn gặp ngươi thuận tiện cấy ghép huyết tinh chu tước cho ngươi chọn thời điểm này cấy ghép huyết tinh chu tước cho ngươi cũng là vì để ngươi lấy được thu hoạch trong thần hoàng bí cảnh ừ đúng rồi lúc nãy ta đưa cho cô ma tâm toái tinh không bằng cô cũng hấp thu ngay trong này đi mục thiên vũ nghĩ lại nói được rồi dùng ma tâm toái tinh cần tinh huyết của mình làm vật dẫn Mục Thiên Vũ cắt ngón tay, đẩy ra một giọt tinh huyết dung nhập vào bình thủy tinh. Giọt máu đỏ tiếp xúc với ma tâm toái tinh, lập tức sôi trào, huyết khí quay cuồng, ma tâm toái tinh bắt đầu hòa tan, cuối cùng trở thành một bình chất lỏng đỏ dính sệt. Một cỗ khí tức hùng hồn tràn ra, như bình chất lỏng nhỏ này nối liền với một thế giới không rõ, cánh cửa cổ xưa huyền ảo đang chậm rãi mở ra với Mục Thiên Vũ. Thật thần kỳ, Mục Thiên Vũ nói, bên trong ma tâm toái tinh ẩn chứa ý chí của U Minh Đại Đế, tiêu hóa ý chí của hắn, lý giải căn nguyên võ đạo sẽ càng sâu sắc hơn. Mục Thiên Vũ gật đầu, nuốt nửa bình chất lỏng sệt này, mùi tanh ngọt lan truyền khắp miệng. Chất lỏng màu đỏ vừa vào cơ thể, nàng liền cảm giác khí huyết cả người như bị kéo đi, mơ hồ sôi trào, một dòng ấm áp khuếch tán theo kinh mạch, cả người cũng nóng rực lên. Hà, tâm thần Mục Thiên Vũ chấn động, ý thức bị kéo về tinh thần chi hải, cảnh tượng mà Lâm Minh nhìn thấy lúc trước lại hiện ra trước mặt Mục Thiên Vũ. Mục Thiên Vũ nhìn thấy U Minh Đại Đế cầm bùa lớn tàn sát vạn ma, cảnh tượng mấu nhuộm trời làm lòng người rung động. Mục Thiên Vũ tu vi cao thâm, tuy rằng không đến cảnh giới toàn đờ nhưng chân chính so với võ giả toàn đan sơ kỳ bình thường thì sức chiến đấu chỉ hơn không kém ý chí của u minh đại đế đánh vào cũng không rung động bản tâm của nàng chỉ là năng lượng ẩn chứa trong ma tâm toái tinh không thể hấp thu trong thời gian ngắn đây là cả một viên ma tâm toái tinh hoàn chỉnh còn nhiều hơn cả kim trưởng lão và bạch trưởng lão hấp thu mục thiên vũ hít thở rồn rập mồ hôi đầm đìa cảm giác thế nào hơi nóng mục thiên vũ rút ra khăn tay lao đi mồ hôi làn da dưới cổ nàng đã ửng hồng nhìn những giọt mồ hôi trong suốt chạy dọc theo má rơi xuống suối tóc của mục thiên vũ lâm minh nhất thời thất thần nói lại trong cơ thể mục thiên vũ không có một chút tạp chất nếu không ăn đan dược tẩy cân phạt tùy ít nhất cũng phải bài tiết ra một chút tạp chất mới phải nhưng ngẫm lại mỗi ngày mục thiên vũ ở trên thần hoàng đảo ăn linh cốc quỳnh hoa uống suối mát xương sớm cơ thể không có tạp chất cũng bình thường lúc trước lâm minh ăn nửa viên ma tâm toái tinh cả người chảy mấu còn mục thiên vũ chỉ chảy chút mồ hôi mà thôi mồ hôi ẩm ướt tóc toàn dán lên mặt quần áo cũng dính vào người rất không thoải mái mục thiên vũ không khỏi dùng tay kéo ra hóng chút gió thấy vậy lâm minh không nhịn được nuốt nước miếng hắn xấu hổ nói nếu không ta đi lấy chút nước đá đến đây không sao một lát là được đã hấp thu khoảng phân nửa ta trở về sẽ tắm lại mục thiên vũ nói rồi mới ý thức được gì má đỏ lên vận hành chân nguyên hỏa hệ thoáng cái hong khô bản thân quần áo lại giãn ra cảnh xuân mở ảo liền không thấy sáng sớm mai ta dẫn người đi gặp lão tổ tông Lâm Minh xấu hổ ho khan, nói, được, hậu sơn thần hoàng đảo, văn trúc xanh biếc phủ kín, lúc này vừa sáng sớm, hơi nước bao phủ lưng chừng núi, nhìn xa như tranh, nước suối róc rách theo gió mát chậm chậm thổi đi, cây cối trên núi dập dờn, rào rạt không ngớt. Giữa rừng trúc có con đường dài quanh co, lá trúc hai bên còn dính xương, Lâm Minh đi trên đường mòn, cảm khái nơi này thật như tiên cảnh nhân gian. Rừng trúc này là chỗ mục phượng tiên ẩn cư, Thúy Trúc Hiên, cuối đường mòn, một căn phòng trúc tao nhã, đi vào đó có thể ngửi được mùi trúc thơm hòa lẫn vào bùn đất, làm người ta thoải mái. Mục Thiên Vũ dẫn Lâm Minh đến đây, vừa muốn lên tiếng bẩm báo, bên trong đã truyền ra tiếng của Mục Phượng Tiên. Trực tiếp vào đi, Lâm Minh, sư tôn gọi ngươi, ta chờ ở đây. Lâm Minh gật đầu, đẩy cửa đan bằng trúc, đi vào trong. Trong nhà trúc bố trí đơn sơ, mấy chiếc ghế mây nhìn đã có năm, một cái bàn gỗ cũ, bước trên sàn trúc còn nghe được tiếng kéo kẹt. Mục Phượng Tiên ngồi trên ghế mây, mặc trường bào màu đỏ, mái tóc bạc trắng buộc châm bó lại, cười nhìn lâm minh chỉ vào ghế đối diện ngồi đi vâng lâm minh quy củ ngồi xuống mục phượng tiên đã biết tin lâm minh đột phá ngưng mạch đỉnh phong không có gì là kinh ngạc nàng rót một ly trà đưa cho lâm minh chậm rãi nói ngươi là đồ đệ của dục hoàng cũng có thể gọi ta một tiếng sư tổ nửa tháng sau sẽ mở ra thần hoàng bí cảnh ngươi có biết bên trong thần hoàng bí cảnh có những gì lâm minh lắc đầu trước đó hắn nghe sơ qua một ít tư liệu về thần hoàng bí cảnh cụ thể là gì thì không rõ Thần hoàng bí cảnh là phượng tộc thượng cổ lưu lại, lịch sử đã phải mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Lâm Minh nghe vậy trong lòng cả kinh, lâu như vậy, nhưng không phải thần hoàng đảo mới. Phải, thần hoàng đảo chỉ có lịch sử 3.000 năm, tuy rằng thần hoàng đảo tự xưng là truyền nhân phượng tộc thượng cổ, nhưng thực tế 3.000 năm trước thần hoàng đảo cũng chỉ là tông môn tam phẩm lấy nữ tu làm chủ. Khi đó, U Ma Đế Thành vừa mới quật khởi, thần hoàng đảo bởi vì có đông nữ đệ tử trẻ tuổi, môn chủ sở tông môn bị u ma đế thành cướp về làm lô đỉnh tu luyện, liền rời toàn môn phái đi xa nam hải thần hoàng đảo vốn mảnh hòn đảo này không gọi là thần hoàng đảo đây là tên về sau tông môn đóng lại chỗ này tiếp theo thiếu môn chủ gặp đại cơ duyên trên thần hoàng sơn nàng là người đầu tiên tiến vào thần hoàng bí cảnh sau khi đi ra từ thần hoàng bí cảnh đồng thời nàng nhận được huyết mạch chu tước và huyết mạch thanh loan cũng lấy được rất nhiều bảo vật về sau là một loạt hành động xây dựng thần hoàng đảo cho nên đối với thần hoàng đảo mà nói, thần hoàng bí cảnh chính là nơi mạch mấu. Lâm Minh nghe mà trong lòng rung động, hắn lần đầu nghe qua lịch sử thần hoàng đảo, thì ra là vì có thần hoàng bí cảnh mới có thần hoàng đảo, vốn hắn tưởng rằng thần hoàng bí cảnh chỉ là nơi thần hoàng đảo dùng để thí luyện đệ tử. Giải thích này cũng nằm trong tình lý. Sư tổ, về sau vị thiếu môn chủ đó thế nào? Lâm Minh không khỏi hỏi, thiếu môn chủ cũng chính là khai môn tổ sư thần hoàng đảo, về sau nàng dừng lại ở toàn đan trí cực, hơn 2.000 năm trước đã thi giải luân hồi. Lâm Minh thở dài, đây cũng là trong dự kiến, bằng không thần hoàng đảo đã không chỉ là tông môn tứ phẩm. Khai môn tổ sư lấy được cơ duyên lớn như thế, cũng không thể phong hoàng xưng đế, chẳng trách toàn bộ thiên diễn đại lục, cường giả phong hoàng mọi người đều biết cũng chỉ có 10 người mà thôi. Ha ha, mục phượng tiên cười, từ toàn đan trí cực đến phong hoàng xưng đế, quả thật là gan tất tận trời. Trước 30 tuổi phá toàn đan, trước 50 tuổi toàn đan trí cực, trăm tuổi mới có thể phong hoàng xưng đế. Một bước này có thể kéo chân tuyệt thế thiên tài 50 năm, chẳng qua dù muôn ngàn khó khăn, nhưng cường giả phong hoàng không chỉ có 10 người ít ỏi, chỉ là thực lực của ngươi quá thấp, không tiếp xúc tới, rất nhiều cường giả phong hoàng xưng đế ẩn cư ở góc đại lục, còn có một số dù ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng cũng không để người biết. Lâm Minh gật đầu, mỗi lần leo lên đỉnh núi liền nhìn thấy phong cảnh tương ứng với độ cao này, chỉ có khi mình cũng trở thành cường giả phong hoàng, mới có thể chân chính tiếp xúc với thế giới của cường giả phong hoàng. Mục Phượng Tiên đứng lên, lấy ra một hộp đỏ từ tu di giới, đưa cho Lâm Minh. Đây là tinh huyết chu tước, nhỏ từng giọt lên khiếu huyết trong người, sẽ đủ cho ngươi dùng tu luyện bộ phận trung tâm chu tước cấm thần lục. Ngươi phải tu luyện chăm chỉ, sớm ngày đặt chân toàn đan, về phần phong hoàng xương đế, thiên phú của ngươi đã đủ, phải xem số mệnh. Từ xưa đến nay có rất nhiều võ giả đủ thiên phú phong hoàng xương đế, nhưng đa số trong đó hoặc là ngã xuống hoặc là gặp chuyện, cuối cùng không thể đặt chân lên cảnh giới này. Lâm Minh hít sâu một hơi, cung kính cảm tạ, thu hồi tinh huyết chu tước. Phần ân tình này, hắn sẽ ghi trong lòng. Mục Phượng Tiên gật đầu, nói, Ngươi đi đi, nửa tháng sau mở ra thần hoàng bí cảnh, ngươi sẽ có một chỗ tiến vào cổ phượng đại điện, trong thời gian này, ngươi chú ý tu luyện. Lâm Minh hành lễ bước đi, trong lòng mục phượng tiên cảm khái, số mệnh hư vô mờ mịt, số mệnh Lâm Minh như thế nào, lần đi thần hoàng bí cảnh này sẽ thể hiện ra. Người có số mệnh sáng ngời, ví dụ như khai môn tổ sư thần hoàng đảo, sẽ có được đại cơ duyên bên trong, đáng tiếc thiên phú của khai môn tổ sư vẫn kém một bước, không thể phong hậu xưng đế. Chu tước cấm thần lục sâu xa bao la, Lâm Minh càng học sâu, càng phát hiện ra điều này. Bên trong chẳng những bao hàm công pháp tu luyện, bao hàm các loại kỹ xảo khống lửa, võ kỹ hỏa hệ, trọng yếu nhất là trong đó còn bao hàm lý giải hỏa chi bản nguyên của người biên soạn, tức là hỏa chi ý cảnh. Chỉ là thứ ý cảnh này chỉ hiểu mà không diễn đạt ra được, thường thường một câu nửa chữ trong đó cũng làm người ta hiểu ra vô cùng. Ngoài ra, còn có tu luyện tâm tính, làm sao điều chỉnh tâm tính để làm người ta có thể kết nối với hỏa nguyên khí, làm toàn thân võ giả chìm đắm trong hỏa nguyên khí, đột phá trói buộc những thứ này đều huyền ảo mơ hồ, muốn tìm hiểu được gì từ trong đó phải xem ngộ tính của người, ngộ tính của Lâm Minh còn không kém, mấy. Ngày nay hắn được lợi rất nhiều, thời gian trôi qua từng ngày, mỗi sáng Lâm Minh hấp thu hỏa dương khí khi mặt trời vừa mọc, tu luyện hết ban ngày, đến đêm tìm hiểu công pháp. Những ngày như vậy nhìn như buồn tẻ, nhưng cảm giác kỳ diệu khi tu vi tăng lên lại làm tâm thần Lâm Minh sảng khoái. Đương nhiên, cũng không thể ngày ngày tu luyện không đổi, ngẫu nhiên có những tiểu cô nương 15, 16 tuổi hoặc mình hoặc cùng vài người tới tìm Lâm Minh hỏi vấn đề công pháp. Giọng con gái nhỏ nhẹ êm dịu, kèm theo một tia ngọt lịm, khuôn mặt đỏ hồng, cùng ánh mắt ngập nước mong chờ. Thật làm Lâm Minh khó có thể từ chối, mỗi lần sẽ giải thích cẩn thận cho các nàng. Kỳ thật nói tri thức lý luận thì Lâm Minh cũng không giỏi lắm, chẳng qua những tiểu cô nương đến hỏi vấn đề đều cơ bản là đệ tử bên ngoài mới tới ngưng mạch kỳ, Lâm Minh còn đối phó được. Đến đêm, Lâm Minh sẽ lấy ra một giò tinh huyết chu tước, bôi lên khiếu huyệt trên người. Trong 12 ngày hắn dùng 12 giọt tinh huyết, trong đó có một nửa đều bôi lên mi tâm. Tinh huyết chu tước tiếp xúc với làn da mi tâm sẽ có cảm giác tê ngứa, tiếp theo tinh huyết sẽ từ từ thấm vào. Lúc đó, Lâm Minh cảm giác như tinh huyết toàn thân đều đổ dồn về mi tâm, như muốn ngưng kết thành tinh thể ở đó. Đợi cảm giác này tiêu tán, tinh huyết chu tước bị hấp thu hoàn toàn, Lâm Minh cảm giác khí huyết toàn thân sôi trào, tinh lực dồi dào như muốn tràn ra. Tùy ý cử động một chút có thể nghe được tiếng khớp xương kêu đùng đùng, cực kỳ sảng khoái, làm người ta không nhịn được muốn hét lớn thành tiếng. Có lẽ là tiên lộ Quỳnh Tương trong trí nhớ đại năng thần vực cũng chỉ có cảm giác này. Hai năm gần đây Lâm Minh ăn không ít linh đan rượu dược, nhưng phần lớn thuốc đều có dược tính vô cùng bá đạo, ăn vào cảm giác như ăn thuốc độc. Chỉ có tinh huyết chu tước này, bôi lên thân thể là một loại hưởng thụ. Vì xúc tiến thân thể hấp thu, mỗi lần Lâm Minh nhỏ ra một giò tinh huyết chu tước rút tử huyễn thương múa một bộ thương pháp. Sau khi đấu thương pháp với tiêu xích đại đệ tử Kim Trung Sơn, thương thuật của Lâm Minh đã có tiến bộ lớn, đánh xong một bộ chiêu thương, chỉ cảm thấy cả người có sức dùng không hết, sinh sôi không ngớt. Nhìn tinh huyết tru tước còn lại, còn khoảng 10 giọt, 10 ngày nữa sẽ dùng xong, điều này làm Lâm Minh có chút tiếc nuối. Hơn nữa, tinh huyết chu tước này cũng như nhập thiên đan, sử dụng giọt đầu tiên có hiệu quả rõ ràng nhất, những giọt sau đều có hiệu quả yếu dần, đến giờ giọt thứ 12 đã hiệu quả không bằng một nửa giọt đầu. Tiếp tục như thế, đến giọt cuối cùng, xem chừng hiệu quả còn không bằng một phần tư giọt đầu tiên, thật là lãng phí. Lâm Minh nghĩ vậy, trong lòng khẽ động, có lẽ dành lại vài giọt, để cho Tần Hạnh Hiên. Thiên phú của Tần Hạnh Hiên chỉ có thể tính là bình thường trên thần hoàng đảo, nếu như có huyết tinh chu tước hỗ trợ, nói không chừng tương lai sẽ có một đường hy vọng bước vào cảnh giới toàn đan. Nhưng thần hoàng đảo đưa tinh huyết chu tước cho Lâm Minh, tự nhiên là cho bản thân Lâm Minh sử dụng, không có quyền tặng người, trừ khi địa vị của Lâm Minh tăng lên, có đủ quyền làm vậy. Lâm Minh lắc đầu, tạm thời bỏ qua ý này, cất tinh huyết chu tước, tất cả phải đợi mình có đủ thực lực rồi nói sau thời gian nhoáng cái lại trôi qua ba ngày, đã đến ngày vào thần hoàng bí cảnh. Ở sâu trong dãy núi thần hoàng đảo, một chiếc linh chu chậm rãi đáp xuống bãi đất trống trên khe núi, trong đoàn người đi xuống từ linh chu, có mục dục hoàng, mục thiên vũ và lâm minh ở trong đó. Nơi này chính là chỗ thần hoàng bí cảnh, chỉ nhìn cảnh sắc bề ngoài, không có gì khác với những chỗ khác trên thần hoàng đảo, chỉ là dãy núi xung quanh hình thành thế bao bọc, vây kín khe núi này. Nguyên khí thiên địa trong thung lũng cũng đặc biệt phong, phú, nhất là hỏa nguyên khí và thủy nguyên khí lâm minh đánh giá đệ tử vào thần hoàng bí cảnh cùng mình lần này mục định sơn mục tiểu thanh cũng có trong đó đệ tử thân truyền đệ tử hạch tâm cơ bản đều tới đủ trương trấn cũng ở trong đó chỉ là hắn không có tư cách vào cổ phượng đại điện mà thôi thấy lâm minh nhìn sang trương trấn cười hắc hắc với hắn lần này tiến vào thần hoàng bí cảnh an toàn là chủ yếu đừng tùy tiện thử vượt qua phạm vi năng lực của các ngươi hiểu chưa mục dục hoàng nói mỗi lần tiến vào thần hoàng bí cảnh đều có đệ tử ngã xuống tuy rằng xác suất rất nhỏ nhưng những người này nhất là người vào cổ phượng đại điện đều là tinh anh của thần hoàng đảo dốc sức bồi dưỡng thành ngã xuống một người cũng làm thần hoàng đảo đau lòng chỗ chất người là ai ngã xuống trong thần hoàng bí cảnh không phải nhìn thiên phú và thực lực thực lực yếu có thể sống thực lực mạnh có thể lại chất chủ yếu là bởi người thực lực mạnh thiên phú tốt vẫn luôn đặc biệt tự tin vào bản thân theo đuổi cơ duyên lớn hơn kết quả gặp phải nguy hiểm tăng gấp bội cuối cùng ngã xuống đệ tử bên ngoài yếu ớt chắc thì cũng thôi nếu là đệ tử thân truyền như cấp bậc mục định sơn một khi ngã xuống vậy thật là làm thần hoàng đảo đau tới nhỏ mấu. Mục dục hoàng quét qua các đệ tử vào thần hoàng bí cảnh, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Lâm Minh, chân nguyên truyền âm nói. Lâm Minh, cổ phượng đại điện đã có lịch sử hơn mấy vạn năm, phượng tộc thượng cổ có huyết mạch thánh thú đậm gấp trăm ngàn lần chúng ta, thậm chí có thể có huyết mạch thần thú, người thiên tư kinh diễm là chúng ta không thể tưởng tượng. Thiên phú của người cũng chỉ là yêu nghiệt ở đương đại, so sánh với người mấy vạn năm trước thì chưa chắc là xuất chúng, cho nên ngươi nhất định không được tự tin mù quáng, Thử vượt qua phạm vi thí luyện của bản thân. Nếu như người xảy ra chuyện, tuyệt đối là đả kích không thể chịu được đối với thần hoàng đảo. Mục Dục Hoàng lo lắng nhất là Lâm Minh. nàng biết rõ lúc trước ở Lôi Đình Sơn, Lâm Minh chỉ mới tu vi luyện cốt kỳ, đi đến đỉnh Lôi Đình Sơn lại thừa dịp Mục Thiên Vũ Đại Chiến Lôi Giao một hơi xông vào hang động giao long cướp sạch một phen, lấy được tử điện thần trúc vào nguyên tử thạch thai, Cuối cũng bởi vì nguyên tử thạch thai lại hấp thu tử giao thần lôi, đó là lôi linh mà cao thủ tiên thiên trung kỳ mới hấp thu, còn lúc đó Lâm Minh lại chỉ mới luyện cốt kỳ. Lúc trước, Lâm Minh không phải đệ tử thần Hoàng Đảo, Mục Dục Hoàng nghe Mục Thiên Vũ kể lại những điều này, rất khen ngợi dũng khí của Lâm Minh. Nhưng bây giờ Lâm Minh trở thành đệ tử thần Hoàng Đảo, Mục Dục Hoàng lại cảm thấy khác, đa số mọi người nhìn đứa nhỏ nhà người khác không sợ nguy hiểm thường sẽ khen ngợi, thấy đứa nhỏ nhà mình làm vậy thì không khen nổi nữa. Mục Dục Hoàng tình nguyện bảo hiểm một chút, tương lai để Lâm Minh an ổn vào toàn đan trí cực, vậy cũng có thêm một chiến lược mạnh. Về phần con đường phong hoàng xương đế, phải không ngừng đi tìm cơ duyên, đúng là cửu tử nhất sinh, Mục Dục Hoàng không dám cam đoan số mệnh hư vô mờ mịt kia có thể vẫn luôn theo cùng Lâm Minh. Đã nhiều năm qua trên thiên diễn đại lục có không ít thiên tài mang thiên phú phong hoàng, nhưng chân chính thành công lại ít ỏi không mấy ai. Đệ tử đã hiểu, Lâm Minh gật đầu, được rồi, bây giờ ta cùng các vị trưởng lão liên thủ mở ra thần hoàng bí cảnh, đệ tử bình thường tiến vào khoảng 3 ngày, sau 3 ngày sẽ tự động truyền tống ra, về phần đệ tử tiến vào cổ phượng đại điện, sẽ có 7 tới 10 ngày, vừa đến thời gian cũng sẽ tự động đi ra, bây giờ có ai muốn từ bỏ không? Mục dục hoàng tùy ý hỏi, lúc này tự nhiên là không có ai muốn rút lui, các đệ tử tranh nhau vào thần hoàng bí cảnh, một chút nguy hiểm bé nhỏ đó không tính là gì. Con đường tu võ, làm sao? Không trải qua nguy hiểm sinh tử, dù là luận bàn luận võ cũng có thể xuất hiện xảy tay đánh chất người, nếu như sợ chất, e rằng cả đời cùng ngừng lại ở tiên thiên hậu thiên, ngay cả toàn đan cũng khó đạt tới. Rất tốt, mục dục hoàng gật đầu, thiên quang, chúng ta cùng nhau phá giải cấm chế, cho những tiểu bối đi vào, là nhân vật thực quyền Thanh Loan Tông, Thiên Quang Thượng Nhân chính là người dẫn đầu đệ tử Thanh Loan Tông lần này. Hắn gật đầu, vẫy tay, một thanh kiếm chói lọi bay ra, đây là bảo khí địa giai thượng phẩm. Mục Dục Hoàng chắp tay, đánh ra từng đạo hỏa diễm phù văn, dung hòa với bảo kiếm của Thiên Quang Thượng Nhân. Một lát sau, nghe tiếng ken két vang lên, hư không trước mặt mọi người như mặt nước bị gió thổi tạo thành những tầng sóng gợn. Tiếp theo, một lốc xoáy tối đen xuất hiện, lốc xoáy không ngừng xoay tròn, kèm theo tiếng sấm sét mờ ảo, nguyên khí thiên địa xung quanh điên cuồng tụ tập vào lốc xoáy nguyên khí náo động khiến xung quanh nổi lên gió to thổi quần áo bay phần phật cát bay đá chạy khoảng vài chục nhịp thở sau lốc xoáy cuối cùng ổn định gió cũng ngừng thổi trước mặt mọi người hình thành cửa động màu đen đường kính mấy trượng lơ lửng trong hư không bên trong không thấy được gì như đi thông thế giới khác vào thôi nhớ kỹ đừng thử vượt qua cực hạn thí luyện thực lực của mình mục dục hoàng lại dặn dò mục định sơn cùng mục tiểu thanh nhảy vào đầu tiên bóng người chỉ lóe lên liền bị cửa động tối đen nuốt mất Lâm Minh theo đằng sau thả người nhảy vào. Cảm giác không gian vặn vẹo khiến cho Lâm Minh đầu váng mắt hoa. Đợi đến khi hắn mở mắt, trong lòng rung động mạnh. Trước khi tiến vào thần hoàng bí cảnh, hắn từng nhiều lần tưởng tượng cảnh tượng trong thần hoàng bí cảnh, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới lại là cảnh tượng rung động như vậy. Phía trước Lâm Minh khắp nơi là nham thạch màu đỏ sậm, mênh mông vô bờ, trên mặt đất không một ngọn cỏ. Xen trong nham thạch có từng mảng lớn dung nham màu đỏ sậm đang chảy. Những nham thạch màu đỏ sậm này chính là bị dung nham nung đỏ, từng tảng lớn hồ dung nham nối cùng một chỗ mặt đất nham thạch dường như đảo nhỏ trôi nổi trong hồ dung nham trong dung nham sôi sục bọt khí thật lớn theo tiếng ủng ục một luồng khí lưu huỳnh gây mũi lẫn trong sóng nhiệt như thủy triều ập vào mặt loại khí này có độc người thường ở nơi này dây lát là sẽ ngạt thở mà chết nếu chỉ riêng như vậy còn không đến mức khiến lâm minh rung động gì khiến hắn không thể tin chính là ngay phía sau hắn lại là một vùng băng nguyên minh mông vô bờ gió tuyết minh mông băng nguyên bình lặng như gương từng dòng sông băng thật lớn giống như vách núi cao cao dựng đứng ở trong trời lạnh tỏa hàn quang dày đặc đốm đốm điểm điểm giống như bạc vụn cuồng phong cuốn vụn băng bay bốn phía tốc độ cực nhanh lại giống như tên bắn nếu là người thường ở đây vụn băng này sợ là đủ để đâm vào da thịt xé ra một lỗ thủng mấu tươi đầm đìa nơi dung nham và băng nguyên giao nhau một bên là nóng rực một bên là lạnh băng cảm giác cực kỳ đột ngột khiến người khó thể tin nổi nơi này chính là thần hoàng bí cảnh mục định sơn thở ra một hơi dài hắn là lần thứ hai đến, sớm đã ra mắt cảnh tượng như vậy. Thần hoàng bí cảnh có hạn chế tuổi, cộng thêm khoảng cách mỗi lần mở ra rất dài. Bình thường mà nói, một võ giả cả đời chỉ có thể tiến vào hai lần. Ở bên cạnh Lâm Minh, từng luồng hào quang lục tục lóe sáng. Mỗi một lần hào quang lóe lên đều có một đệ tử bị truyền tiến vào. Bọn họ sau khi thích ứng cảm giác không thoải mái do không gian vặn vẹo mang đến, mở to mắt, trong đó có một bộ phận nhỏ giống như Lâm Minh, trợn mắt há hốc mồm. Những người này cũng là lần đầu tiên đi tới thần hoàng bí cảnh, cho dù là có một số người lúc trước từng nghe người miêu tả cảnh tượng trong này, khi chính thức nhìn thấy cũng rung động không hiểu. Dù sao nghe nói và tận mắt nhìn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sau khi toàn bộ đệ tử đến đông đủ, Mục Định Sơn nói. Được rồi, thần hoàng bí cảnh này là một thế giới độc lập, nơi này căn bản không thuộc về thiên diễn đại lục. Băng hỏa hai vùng, ở giữa kỳ thật có kết giới ngăn cách, các người căn cứ thuộc tính bản thân, lựa chọn một giới trong đó tiến vào đệ tử Thanh Loan Tông tiến vào băng nguyên, đệ tử Chu Tước Tông tiến vào thế giới dung nham, đừng quên lời dặn của trưởng môn sư tôn, lấy an toàn làm trọng. Hiện tại, hoặc là kết bạn mà đi hoặc là một mình hành động. Xuất phát đi, thế giới độc lập sao? Lâm Minh không tìm nổi ngửa đầu nhìn, ở trên trời rõ ràng treo hai mặt trời. Mặt trời trong thế giới lửa nóng rực vô cùng, mơ hồ tỏa ra ánh lam, giống như một quả cầu lửa thật lớn. Ở chung quanh ánh mặt trời, không khí thậm chí bị thiêu đốt có chút vặn vẹo, khiến cho cả vầng mặt trời giống như là hải thị thận lâu nhìn không chân thật mà ở bên thế giới hàn băng mặt trời từ khí trầm lặng giống như vô cùng xa xôi ánh mặt trời chiếu lên người chẳng những không có một chút nhiệt độ nào ngược lại khiến người cảm giác lạnh như băng kỳ cảnh bậc này nếu không phải ảo giác quả thật không có khả năng là thiên diễn đại lục nếu không phải là thiên diễn đại lục nơi này chính là một vị diện độc lập như vậy vị diện này đến tột cùng là một đại thiên thế giới tự nhiên hình thành trong trời đất hay là một tiểu thiên thế giới do vị đại năng nào đó mở ra, Lâm Minh không kìm nổi miên man suy nghĩ, lúc này Mục Định Sơn nói. Lâm Minh, muốn cùng nhau hành động không? Hay là đi riêng, nếu ta đi riêng, có thể đi tới cổ phượng đại điện không? Có thể sẽ lạc đường hay không? Sẽ không, thế giới này huyền cơ thật mạnh, bất kể ngươi đi như thế nào, sau ba ngày ngươi đều sẽ tới cổ phượng đại điện. Vậy ta đi riêng đi, ha ha, ta cũng đề nghị ngươi đi riêng, thần hoàng bí cảnh này rộng lớn khôn cùng, cho tới nay còn chưa từng nghe nói qua trong thế hệ đệ tử nào có người chạm đến cuối thần hoàng bí cảnh thậm chí mỗi lần chúng ta tiến vào điểm truyền thống đều hoàn toàn bất đồng cơ duyên ẩn chứa trong thần hoàng bí cảnh cũng nhiều không đếm xuể nếu mấy người kết bạn diện tích tìm tòi tự nhiên sẽ nhỏ đi nhiều hơn nữa gặp được cơ duyên cũng không dễ phân phối nếu người đi riêng chỉ xem vận khí bản thân không gì tốt hơn tuy nhiên xin khuyên lâm sư đệ một câu càng đi vào sâu nguy hiểm càng nhiều nếu là an toàn trên hết chỉ ở phụ cận vậy căn bản là sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm ba ngày sau cũng có thể tiến vào cổ phượng đại điện như thường Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ không gặp được bất kỳ cơ duyên gì. Mục định Sơn hiểu biết thần hoàng bí cảnh nhất, đem mọi thứ nói cho Lâm Minh. Càng đi vào sâu nguy hiểm càng nhiều, tương đối cơ duyên cũng càng lớn. Hiểu được điểm này, Lâm Minh cũng càng ngày càng rõ ràng vì sao trong thần hoàng bí cảnh người chất bất luận thực lực và thiên phú, thậm chí có khả năng thiên phú tốt xác suất chất càng lớn. Loại hấp dẫn thăm dò bí cảnh không biết này quả thật khiến người khó thể chống lại. Người một lòng hướng võ, mộng tưởng treo lên đỉnh võ đạo, trong xương cốt chảy máu của người mạo hiểm, ép cũng không ép được. Lâm Minh muốn đi tới chỗ sâu nhìn xem, nếu như một mực ở tại phụ cận, đi thăm dò có thể là đường người khác đã đi qua, vậy thì quá không có ý nghĩa. Cảm ơn mục sư huynh báo cho, sư đệ đi trước một bước. Lâm Minh chắp tay, một mình rời đi, phương hướng hắn lựa chọn tự nhiên là thế giới hỏa diễm, hắn càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như là bay vút lên. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Minh biến mất trong xương sỏ dung nham mờ mịt, mục định sơn thở dài một hơi khi thật mục dục hoàng tuy rằng dặn dò đứt lưỡi nhưng chỉ sợ lão nhân gia ngài cũng rất rõ ràng lâm minh tất nhiên sẽ không sợ gian hiểm toàn lực thăm dò thần hoàng bí cảnh này nếu không thần hoàng bí cảnh này vào cũng uổng công gió nóng hừng hực thổi trên mặt giống như là lửa đốt trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh khắp nơi đều là sương mù đỏ cảnh sát xa xa toàn bộ bao phủ trong sương mù đỏ mênh mông với thị lực của lâm minh tầm nhìn cũng chỉ là trăm trượng mà thôi hơn nữa theo hắn không ngừng đi sâu tầm nhìn này còn đang không ngừng giảm xuống tốc độ cao bay gần một ngày với sức chịu đựng của lâm minh căn bản không cần dừng lại ngồi xuống điều tức loại tốc độ bay này của hắn ở trong các đời đệ tử thần hoàng đảo đều là hiếm thấy trong thần hoàng bí cảnh dường như không có đêm tối mặt trời nóng rực căn bản là chưa từng hạ xuống cũng không biết cụ thể qua bao lâu lâm minh đang bay đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng ầm ầm hắn ngẩng đầu nhìn lập tức hít một hơi khí lạnh trên bầu trời sáng lên mấy chục luồng sáng đỏ trói mắt với tốc độ kinh người bay nhanh xuống dưới đó rõ ràng là những tảng vẫn thạch đường kính hơn trượng bốc lửa kéo theo đuôi lửa thật dài nện xuống mặt đất lực lượng của vẫn thạch lớn cỡ nào một viên vẫn thạch đường kính mấy trượng là có thể nổ bằng một thôn rồi loại đồ vật này căn bản không phải là thân người thường có thể ngăn cản trừ phi là đại năng thần vực ầm um, ầm um, ầm um, từng viên vẫn thạch rơi xuống đất xa xa hoặc nện vào nham thạch màu đỏ sậm hoặc đập vào hồ dung nham gây nên vụ nổ thật lớn lâm mình có thể rõ ràng nhìn thấy dung nham bắn ra xa mấy chục trượng cao hơn trăm trượng mặt đất đều đang chấn động, từng đợt sóng xung kích khủng bố thổi tới, khiến người gần như đứng không vững. Lâm Minh nhắc lên 12 phần cảnh giác, mưa thiên thạch tốc độ quá nhanh, diện tích cũng quá lớn, căn bản chạy không ra, chỉ có thể né tránh trước thời hạn. May mà mưa thiên thạch cũng không dày đặc, mà vẫn thạch đường kính hơn trượng trung quy là số ít. Đem chân nguyên hộ thể mở ra đến tận cùng, Lâm Minh căn cứ quỹ tích ánh đỏ trên trời cao, phán đoán phương hướng vẫn thạch rơi xuống. Một lúc nào đó, ánh mắt hắn thoáng ngưng, nhìn thấy một viên vẫn thạch nhỏ đường kính ba xích bay nhanh tới điểm rơi ngay ở cạnh hắn không xa thân pháp kim bằng phá hư trong nháy mắt bột phát lâm minh tỏa cảm giác cha xét quý tích vẫn thạch trên không đồng thời toàn thân chân nguyên thúc dục đến mức tận cùng tốc độ cao nhất tránh khỏi sự xung kích của vẫn thạch này bị sóng xung kích đánh trúng khoảng cách gần chân nguyên hộ thể của lâm minh chỉ sợ sẽ bị xé rách như giấy ầm um, vẫn thạch chạm đất tiếng như sấm sét nổ vang bên tai lâm minh khiến cho hai tai hắn ong ong thân thể cũng bị sóng xung kích hất bay ra ngoài, trực tiếp ngã vào trong hồ dung nham. May mà thanh thương chân nguyên hộ thể trên người Lâm Minh sinh sôi không thôi, trong khoảng thời gian ngắn ngăn cách dung nham không tính là gì. Trong nháy mắt nhảy lên, Lâm Minh nhìn thấy nham thạch trước người mấy chục trượng nổ tung, dung nham vọt lên trời, lửa lớn hừng hực che phủ trời đất, thẳng lên tận trời. Đây là, Lâm Minh mở to mắt, hắn rõ ràng cảm giác được tiếng kêu gào của hạt giống tà thần trong cơ thể cùng với sự sao động của hỏa tinh. Khoảnh khắc đó, Lâm Minh trong lòng như có điều hiểu ra, vốn là trừ dung nham ra là không có lửa, vẫn thạch pha chạm lại hình thành ngọn lửa. Ầm, um, ầm, um, ầm, um, từng viên vẫn thạch đụng xuống, rơi ở xa xa, ngọn lửa hừng hực ánh vào trong đồng tử Lâm Minh, hắn dường như nhìn thấy căn nguyên của ngọn lửa. Căn nguyên tức pháp tắc, cũng chính là hỏa chi ý cảnh. Xung kích, vận động, từng đợt bùng nổ khủng bố hình thành ngọn lửa nóng cháy. Vụ nổ càng mãnh liệt, ngọn lửa lại càng khủng bố. Nếu vẫn thạch tốc độ cao va chạm mặt đất, có thể sinh ra ngọn lửa khủng bố như thế như vậy nếu đổi thành chân nguyên thì sao chân nguyên va chạm tốc độ cao có phải là có thể sinh ra ngọn lửa càng thêm khủng bố hay không vù lại là một viên vẫn thạch nện thẳng xuống lâm minh đường kính càng thêm khổng lồ so với viên vừa rồi lâm minh chân đạp thân pháp kim bằng phá hơi tránh đi nhưng mà hắn cũng không tránh quá xa mà cố ý ở gần một chút cảm giác thủy chung gắn liền trên vẫn thạch ầm ừ, mặt đất dường như bị xé rách sóng xung kích khủng bố hơn lúc trước kèm theo dung nham mãnh liệt cuốn tới lâm minh giống như là bù nhìn trong bão trong nháy mắt bị hất bay nội tạng như bị búa tạ nện lâm minh phun ra một búng mấu tươi nhưng là trong mắt lại là vẻ mừng như điên hỏa trị ý cảnh ta chạm đến rồi bản thân bị trọng thương lâm minh lại không thèm để ý chút nào vận một hơi chân nguyên tử huyễn thương ra lâm minh đón đầu vào tới ngọn lửa và dung nham chạy trồm tử huyễn thương thổi quét ngọn lửa cùng sóng chiều dung nham va chạm cùng một chỗ bản chất của lửa và nhiệt chính là vận động và va chạm làm cho chân nguyên cũng mô phỏng ra tình huống như vậy uy lực của lửa sẽ lập tức tăng gấp bội phương một thương đâm ra dung nham như sóng thần cuộn trào bị một thương của lâm minh chia làm hai nửa phượng xí tường không phượng hoàng đỏ bùng cháy ngọn lửa vọt lên trời cao hình thể của phượng hoàng lại cường đại hơn so với luận bàn trong yến hội mấy lần ngọn lửa trên người nó cũng nóng rực hơn mấy lần trong này cố nhiên có quan hệ lâm minh đột phá ngưng mạch đỉnh phong chu tước cấm thần lục tinh tiến nhưng là lại cũng còn bởi vì lâm minh đột nhiên thông hiểu hỏa chi căn nguyên lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh chu tước cấm thần lục có được hỏa chi ý cảnh chống đỡ giống như là có hồn vậy Trường thương ở trong dung nham xuyên vào xuyên ra, thương mang phụt ra thu lại. Thương pháp của Lâm Minh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén. Mỗi một thương đâm ra đều có ngọn lửa gào thét. Khoảnh khắc đó, bản thân tử huyễn thương dường như cũng hóa thành dung nham, khiến người không thể ngăn cản. Trong lòng hiện lên một đoạn khẩu quyết trong chu tước cấm thần lục, thế thương của Lâm Minh chuyển đổi. Vạn hỏa liệu nguyên, đây là một chiêu võ kỹ lửa trong chu tước cấm thần lục, khó hơn một tầng so với phượng xí tường không bình thường phải sau khi chu tước cấm thần lục tầng hai viên mãn mới có thể sử dụng lâm minh hiện giờ còn xa không đạt tới mức này nhưng là dưới sự chống đỡ của tinh huyết chu tước cùng hỏa chi ý cảnh lại vẫn có thể dùng ra được một chiêu này phương mấy chục luồng lửa chân nguyên bắn ra giống như mũi tên đâm xuyên qua tường dung nham ngọn lửa tung hoành đốt cháy hư không vạn hỏa liệu nguyên vừa có thể dùng quần công cũng có thể đem tất cả ngọn lửa đánh vào một chỗ chỉ công kích một người là chiêu thức uy lực lớn nhất trong tầng hai chu tước cấm thần lục lâm minh liên tiếp dùng ra hai lần vạn hỏa liệu nguyên lúc này mưa thiên thạch bắt đầu trở nên thưa thớt đường kính vẫn thạch cũng càng ngày càng nhỏ đến khoảnh khắc cuối cùng lâm minh đột nhiên cảm nhận được một cảm giác áp bách khủng bố từ trên đỉnh đầu truyền tới ngẩng đầu nhìn hắn hít một hơi khí lạnh một viên vẫn thạch thật lớn đường kính chừng mười mấy trượng bùng cháy bừa bãi nện xuống kéo theo cái đuôi lửa dài đến mấy chục dặm lâm minh không nói hai lời quay đầu chạy như điên vẫn thạch đường kính mười mấy trượng có thể đập sụp một ngọn núi vào khoảnh khắc vẫn thạch sắp chạm đất lâm minh thả người nhảy dựng cắm đầu đâm vào trong hồ dung nham ầm ầm dường như là thần linh đấm một quyền trên mặt đất mặt đất hoàn toàn nứt nẻ dung nham vọt lên cao mấy chục trượng thẳng lên tận trời lâm minh trốn trong dung nham một bên thúc giục thanh thương chân nguyên ngăn cản nóng cháy của dung nham một bên thả ra cảm giác thăm dò tình cảnh trên mặt đất địa điểm va chạm cuối cùng cách lâm minh chỉ có năm sáu dặm sóng xung kích mãnh liệt san bằng nham thạch nhô lên ở chỗ va chạm hình thành một hố sâu thật lớn dung nham chung quanh ồ ồ chảy vào trong hố lâm minh hít một hơi khí lạnh từ trong dung nham nhảy ra nếu như bị vẫn thạch lớn như vậy nện chúng ngay cả đại năng toàn đan đều phải đi đời nhà ma một tảng vẫn thạch cuối cùng chạm đất mưa vẫn thạch hoàn toàn ngừng lại đáng tiếc chính là trong vụ nổ thật lớn do vẫn thạch thật lớn này gây ra lâm minh lại bởi vì chạy vội vàng mà không thể từ trong đó cảm nhận được hỏa chi ý cảnh gì lửa nóng rực vẫn đang cháy mặt đất một mảnh hỗn độn dung nham phun trào sóng nhiệt nóng rát như nước sôi phun ra Lâm Minh đứng yên trên tảng đá nóng rực, cẩn thận cảm thụ lĩnh ngộ vừa rồi, cảm giác đối với hỏa chi ý cảnh trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Thần hoàng bí cảnh này quả nhiên là một nơi kỳ diệu, không có cảnh tượng thế gian hiếm thấy như vậy, muốn chạm đến hỏa chi ý cảnh hư vô mờ mịt thật sự quá khó khăn. Lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh so với phong chi ý cảnh càng khó hơn một chút, cần thể chất hỏa hệ độ phù hợp cao, ngộ tính hơn người một bậc, cộng thêm nhiều năm tu luyện hỏa nguyên khí mới có thể lĩnh ngộ một điểm như vậy. Tựa như nhân vật cấp bậc hỏa dương công chúa kia, loại đồ vật ý cảnh này chỉ có thể hiểu mà không thể truyền đạt bằng lời. Lâm Minh dựa theo chân nguyên mô phỏng vẫn thạch va chạm mặt đất kỳ. Thật cũng chỉ là một loại của hỏa chi ý cảnh mà thôi. Cho dù nói cho người khác, bọn họ cũng không thể chống giống tưởng tượng, càng không thể dùng chân nguyên mô phỏng ra. Nếu như mù quáng nếm thử, rất có thể chỉ là lãng phí thời gian, cuối cùng không thu hoạch được gì. Lâm Minh sau khi thu thương, đang định rời đi, đột nhiên phát hiện ra một tia cảm giác không tầm thường. Ồ, oh, đây là, hạt giống tà thần sao động rất nhỏ, hỏa nguyên khí chung quanh đang chấn động. Mà bắt nguồn của mọi thứ dường như đều ở địa điểm vừa rồi vẫn thạch thật lớn va chạm. Lâm Minh không kìm nổi đi hướng đó vài bước, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, hỏa nguyên khí chung quanh dường như bị một loại dẫn dắt nào đó, bắt đầu lưu động hướng bên trong hố vẫn thạch lớn. Tốc độ hỏa nguyên khí lưu động càng lúc càng nhanh, tiếng kêu khẽ của hạt giống tà thần cũng càng ngày càng dồn dập. Một lát sau, trong hố vẫn thạch hình thành một vòng xoáy nguyên khí thật lớn, tất cả hỏa nguyên khí điên cuồng tràn vào, cuồng phong nhấc lên thổi lên người Lâm Minh giống như dao cắt vậy lực hút thật khủng bố lâm minh thậm chí cảm giác được hỏa nguyên khí trong cơ thể mình cũng bị vòng xoáy này dẫn dắt tuy nhiên có hạt giống tà thần chấn nhiếp hỏa nguyên khí trung quy bị giam cầm gắt gao lực hút càng ngày càng khủng bố ngay cả dung nham trong hồ đều sôi trào bọt khí bùng bổ càng ngày càng mãnh liệt mặt hồ dung nham đều dâng lên rất nhiều ầm um, theo một tiếng vang trầm một cột dung nham lại vọt lên độ cao mấy chục trượng dưới sự dẫn dắt của sức hút tiếp đó giống như một con rồng lửa vọt qua chỗ vẫn thạch bùng nổ theo cột dung nham này vọt ra từng cột dung nham như mang mọc sau mưa tranh nhau lao ra như cá voi hút nước ùa vào chỗ vẫn thạch bùng bổ dung nham màu đỏ sậm bị dòng lửa cuồng nộ xối vỡ nham thạch vỡ vụn bay ngược lên không toàn bộ mặt đất đều bắt đầu sụp đổ lâm minh trợn mắt há hốc mồm đây là chuyện gì vậy trong cơ thể hạt giống tà thần gào thét càng ngày càng cấp bách lâm minh trơ mắt nhìn nham tương lấp đầy hố lớn do vụ nổ sinh ra tiếp đó tràn ra nhô lên thật cao ở chính giữa dung nham một luồng sáng đỏ chói mắt vào thẳng lên Ánh đỏ chỉ to một xích, lại giống như kiếm sắc cắm thẳng bầu trời. Trong cột sáng này, một đoàn ánh đỏ bằng nắm tay dần dần ngưng thực. Trong ánh sáng đỏ này Lâm Minh cảm nhận được hỏa nguyên khí nồng đậm đến khủng bố. "Đây, đây, chẳng lẽ là Hỏa tinh?" Lâm Minh tâm thần rung động mạnh, chẳng lẽ mình đang tận mắt nhìn thấy Hỏa tinh sinh thành. Thế gian ngọn lửa có linh, ở một số nơi kỳ dị, hỏa nguyên khí vô cùng phong phú là có thể sinh ra Hỏa tinh. Điều kiện sinh ra Hỏa tinh cực kỳ hà khắc cũng giống như là trong võ giả nhân loại sinh ra cường giả phong hoàng vậy. Chẳng những cần hỏa nguyên khí nồng đậm, hơn nữa yêu cầu vận khí. Một hỏa tinh sinh ra thường thường đều là kết quả của nhiều tầng trùng hợp tụ lại một chỗ, trời xui đất khiến, căn bản không thể phục chế. Rất nhiều lúc, một nơi ngọn lửa đặc trùng tồn tại mấy ngàn năm đều không thể sinh ra hỏa tinh. Muốn mắt thấy hỏa tinh hình thành còn khó hơn gấp trăm ngàn lần so với tìm được một hỏa tinh. Lâm Minh chờ mắt nhìn một đoàn hỏa tinh này không ngừng sinh trưởng, rung động trong lòng không hơn được nữa. Đây là lạc tinh chi hỏa, là hỏa tinh hình thành do vẫn thạch thiêu đốt, số lượng thưa thất đến mức khiến người tuyệt vọng. Gần như là có một không hai trên thế giới. Trong thần hoàng bí cảnh nguyên bản hỏa nguyên khí nồng đậm vô cùng, dung nham phun trào mấy vạn năm, không hề nghi vấn sẽ hình thành không ít hỏa tinh. Mà ở địa phương này có lẽ một hỏa tinh mới đang trong kỳ thai nghén. Vừa khéo lúc này vẫn thạch thật lớn nện xuống, nhiệt độ cao khủng bố trong nháy mắt và lực đánh vào mãnh liệt trở thành một sự khai mào thúc đẩy sự hội tụ của. Lực lượng lửa, nhưng mà, hỏa tinh nguyên bản lại không thể hình thành. Lạc tinh chi hỏa hấp thu lửa dung nham kế tục lực lượng lửa hàng ngàn vạn năm tới nay, sinh ra hỏa tinh mới. Hỏa tinh đang trong kỳ thai nghén trở thành chất dinh dưỡng của lạc tinh chi hỏa. Điều này cũng khiến cho đẳng cấp của lạc tinh chi hỏa tăng lên càng cao. Hô hấp của Lâm Minh trở nên rồn rập, lạc tinh chi hỏa này đến tột cùng sẽ là đẳng cấp gì? Lâm Minh rút ra tử huyễn thương, hai chân dậm đất, thân thể bay lên, bay hướng lạc tinh chi hỏa. Tốc độ của hắn rất chậm, cẩn thận đề phòng mọi nguy hiểm và biến cố. Năng lượng của ngọn lửa còn đang gia tăng, đây đã là địa giai trung phẩm rồi. Lâm Minh đầu mày nhướng lên, Hỏa tinh địa giai trung phẩm, linh tính đã phi thường mạnh, cộng thêm lực lượng lửa cực kỳ táo bạo này. Không biết mình có thể đối phó được hay không? Tới gần từng bước một, khi Lâm Minh cách Lạc Tinh Chi Hỏa chỉ có 20 trượng, dị biến đột nhiên sinh ra. Lạc Tinh Chi Hỏa kia đột nhiên chấn động kịch liệt, hồ dung nham phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm, một cái cột dung nham bắn lên, giống như tên đâm thẳng tới ngực Lâm Minh. Quả nhiên linh tính 10 phần, rồi lại hiểu được công kích ta. Lâm Minh thân hình lui nhanh, chân nguyên vận chuyển, tử huyễn thương bổ xuống dưới, một thương liền đánh tan cột dung nham. Nhưng mà ngay sau đó, hồ dung nham như gầm lên, mười mấy cột dung nham tranh nhau bay ra, giống như những con rắn lửa vào tới Lâm Minh Lâm Minh không hoảng không vội, tử huyễn thương trong tay liên tiếp điểm ra. Mỗi một thương đều ẩn chứa hỏa chi ý cảnh, cột dung nham vỡ nát từng cái một. Lâm Minh triển khai thân pháp kim bằng phá hư, trong dòng dung nham đầy trời vững bước tiến tới, từng bước tới gần Lạc Tinh chi hỏa. Khi lại tiến vào khoảng cách 20 triệu dị biến lại sinh ra lạc tinh chi hỏa phát ra một tiếng giết chói tai khiến da đầu run lên dòng xoáy nguyên khí đột nhiên trở nên mãnh liệt trong lực hút khủng bố này mặt đất bị dập nát nham thạch bị dung nham nung đỏ đều nứt ra một lỗ hồng thật lớn từng tảng nham thạch màu đỏ bị hút bay lên cùng với rất nhiều nham thạch từ trong hồ dung nham bay ra trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn nham thạch bay lên từ bốn phương tám hướng bắn về phía lạc tinh chi hỏa kaka -ka -ka -ka, từng khối nham thạch không ngừng ngưng kết trên lạc tinh chi hỏa bởi vì tốc độ nham thạch bay quá nhanh sinh ra tiếng không khí rít khủng bố. Lạc tinh chi hỏa ánh lửa tăng vọt, tất cả nham thạch bay vào trong đó đều bị hòa tan trong nháy mắt, tạp chất hóa thành khói nhẹ, chỉ có tinh hoa bị giữ lại. Những nham thạch tinh hoa này không ngừng ngưng kết, bao bọc lạc tinh chi hỏa lại, thể tích càng lúc càng lớn. Dần dần, lại ngưng tụ thành một con mãnh thú nham thạch, thân dài đến 10 trượng, cao 5, 6 trượng, toàn thân đỏ rực như lửa, bộ dạng thoạt nhìn như con báo. Lâm Minh hít một hơi khí lạnh, đây là cái gì? Giống, con báo màu đỏ phát ra một tiếng gầm long trời lở đất, mặt đất đều chấn động. Hỏa tinh đẳng cấp càng cao, linh tính của nó cũng càng mạnh. Hỏa tinh đẳng cấp cao thậm chí có thể sử dụng kỹ năng thuộc tính. Lạc tinh chi hỏa trước mắt này hiện tại dùng ra sợ là một loại kỹ năng rồi. Con báo đỏ phát ra một tiếng gầm, vào tới Lâm Minh. Lâm Minh muốn cắn nuốt Lạc tinh chi hỏa, đồng dạng Lạc tinh chi hỏa cũng cảm nhận được hỏa nguyên khí nồng đậm trong cơ thể Lâm Minh, muốn đem Lâm Minh thành chất dinh dưỡng tiến hóa của nó. Hung thú thân dài 10 trượng, nặng tới mười mấy vạn cân chạy băng băng, mặt đất đều run rẩy, dung nham bay vụt. Lâm Minh vắt ngang thương, chân nguyên toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Đợi đến khoảnh khắc hỏa nham cự thú vồ về phía mình, Lâm Minh đồng tử co rụt, một thương đâm ra đồng thời thân thể như một cây cung cong ra phía sau. Giác, tử, huyễn thương đâm lên ngực hỏa nham cự thú, lực đánh vào cường đại đẩy tử huyễn thương cong thành một vầng trăng tròn. Thắt lưng Lâm Minh phát lực, chân nguyên ẩn chứa trong cốt tủy hoàn toàn bột phát ra. Lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên tới trình độ khủng bố, mạnh mẽ khều con cửa thú nham thạch này lên. Phượng xí tường không, ầm, hỏa phượng hoàng phóng lên cao, đánh thẳng vào bụng hỏa nham cửa thú, mãnh liệt nổ tung. Ồ, không sao, dưới một chiêu phượng xí tường không, không ngờ chỉ khiến phần bụng hỏa nham cửa thú lan ra một ít vết dạn. Tương đối với thân thể của nó mà nói quả thật là không đáng kể gì. Phừng, hỏa nham cửa thú sau khi rơi xuống đất, há mồm liền phun ra một quả cầu lửa ánh tím thật lớn, khoảng cách quá gần, muốn tránh đã không còn kịp nữa. Lâm Minh vùng tử huyễn thương, một thương nện lên cầu lửa. Cầu lửa nổ tung, ngọn lửa màu tím bắn lên trên người Lâm Minh, thanh thương chân nguyên hộ thể phát ra tiếng xèo xèo, bị ăn mòn một vùng lớn. Khí huyết trong cơ thể Lâm Minh nhộn nhạo một hồi, một luồng lực lượng lửa như rắn độc chui vào trong cơ thể của hắn, dọc theo kinh mạch tàn phá bừa bãi. Cuối cùng hạt giống tà thần chấn động mới áp chế được luồng lửa này xuống. Lửa tím này có thể ăn mòn chân nguyên hộ thể, trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại, cự thú này thật sự khó giải quyết. Bản thân có thể miễn dịch ngọn lửa công kích, phát ra lửa tím công kích lại lợi hại như vậy. Nếu như đệ tử thần hoàng đảo bình thường gặp phải tên này, thật đúng là không thể ứng phó. Thần hoàng bí cảnh là một thế giới của lửa và băng, đối với đệ tử thần hoàng đảo chủ tu lửa và băng mà nói, nơi này khắp nơi đều là cơ duyên. Nhưng mà dù là gặp được cơ duyên, muốn đem nó thu vào trong túi lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Tỷ Như Hỏa Tinh bản thân là sẽ phản kháng, thiên tài địa bảo thuộc tính lửa hoặc băng, lại sẽ có hung thú thủ hộ muốn lĩnh ngộ ý cảnh cũng cần phải đặt mình vào hiểm địa làm không tốt sẽ mất mạng ở đây giống hỏa nham cửa thú há miệng như cái đấu hít sâu một hơi hỏa nguyên khí phụ cận cấp tốc ngưng tụ lại hình thành một vòng xoáy ánh mắt lâm minh ngưng trọng không nói hai lời triển khai thân pháp kim bằng phá hư bay vút sang một bên ầm um, một cột lửa màu tím bắn thẳng ra nện vào trong hồ dung nham sau lưng lâm minh bắn lên dung nham cao vọt mấy chục trượng một đòn không trúng hỏa nham cửa thú chạy băng băng hướng lâm minh thể hình nó tuy lớn nhưng là tốc độ cực nhanh, lúc chạy tiếng gió như sấm. Lâm Minh lúc này đang ở giữa không trung, thân hình hắn hơi khựng lại, chân nguyên liên hệ vào trong hạt giống tà thần, lôi linh gào thét. Trong nháy mắt hỏa nham cự thú nhào về phía Lâm Minh, thân thể hắn giống như cành liễu bị gió thổi bay, đẩy ra phía sau. Cùng lúc đó, ngón tay hắn bắn ra, một chiếc cương châm dài ba tắc giống như điện chớp bắn ra, mục tiêu chính là mắt trái của hỏa nham cự thú. Phốc, tà thần cương châm chuẩn xác đâm vào trong mắt hỏa nham cự thú, lại từ sau lưng nó xuyên ra, nham thạch vỡ nát mấu nóng rực màu đỏ tím phun bắn ra lâm minh tập trung nhìn vào mấu kia dĩ nhiên là dung nham với hỏa nham làm thịt dung nham làm mấu hỏa tinh làm tim hung thú như thế tạo thành khiến lâm minh xem thế là đủ rồi tuy nhiên nó trung quy là vừa mới thành hình hấp thu hỏa nguyên khí không đủ khiến thực lực của nó suy giảm mạnh mắt trái bị phế hỏa nham cửa thú phát ra tiếng gầm phẫn nộ nhắm chuẩn lâm minh liên tiếp phun ra mấy quả cầu lửa màu tím nhưng mà lại bị lâm minh lần lượt né tránh ngón tay búng ra tà thần cương châm gào thét bay ra chuẩn xác đâm vào mắt phải hỏa nham cự thú ngao hỏa nham cự thú phát ra một tiếng hét thảm lâm minh nhắm chuẩn cơ hội thân thể như tên bắn vọt ra tử huyễn thương trong tay đâm thẳng cái miệng khổng lồ của hỏa nham cự thú lôi hỏa lực tương giao lôi hỏa sát ầm lôi hỏa sát nổ tung trong miệng hỏa nham cự thú trong lúc nhất thời đá vụn dung nham bay múa bốn phía nửa thân trước của hỏa nham cự thú toàn bộ bị nổ thành mảnh vụn lâm minh vận chân nguyên hộ thể ngạnh kháng mảnh vỡ xung kích Cùng lúc đó, hắn phóng ra cảm giác, chuẩn xác tìm được bóng dáng lạc tinh chi hỏa trong hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ. Ở chỗ này, Lâm Minh nhìn thấy một ngọn lửa màu tím ở xa mười trượng, chỉ bằng bàn tay, bộ dạng có vẻ uể oải không phân chấn. Lâm Minh vung tay áo, thân thể như cá xuyên qua mười trượng hư không, một tay chộp tới lạc tinh chi hỏa. Lạc tinh chi hỏa theo bản năng cảm thấy sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng mà nó bị thương nặng lại làm sao có thể chạy thoát được Lâm Minh. Một tay chộp lấy lạc tinh chi hỏa, thanh thương chân nguyên bám lên bàn tay bị lạc tinh chi hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng xèo xèo. Trong nháy mắt, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh bị đốt ra một lỗ thủng. Lạc tinh chi hỏa này, tính ăn mòn thật mạnh, rất nhiều hỏa tinh, lôi linh đặc thù sẽ căn cứ sự bất đồng của ngọn lửa và xét dựng dục ra chúng nó mà có được tính chất bất đồng. Tỷ như diệt huyết tà lôi sinh ra ở nơi đại hung, có thuộc tính khát máu Mà lạc tinh chi hỏa này rồi lại có được đặc tính ăn mòn chân nguyên. Bởi vì lạc tinh chi hỏa quá mức thưa thớt, ở trong điển tịch chỉ nhắc tới thô sơ giản lược, căn bản là chưa từng miêu tả qua tính chất của nó. Lâm Minh liên tiếp đánh ra mấy chục phù văn màu xanh ra trời, toàn bộ rơi trên lạc tinh chi hỏa, đây là thuật phong ấn hỏa tinh. Xeo xeo, một đám phù văn vừa mới tiếp xúc lạc tinh chi hỏa liền bị ăn mòn thành cho tàn, Lâm Minh không chút động tâm, ngón tay động càng lúc càng nhanh, ngừng tụ thành bóng ngón tay thật dày. Phù văn càng ngày càng nhiều, lạc tinh chi hỏa dẫy rụa kịch liệt. Nó ăn mòn một cái phù văn, lại có mấy cái phù văn mới dán lên, kết quả phù văn càng dán càng dày, mà hào quang của nó lại càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn bị phong ấn. Lâm Minh khẽ thở nhẹ một hơi, ngón tay động liên tục, phát ra từng sợi chân nguyên quấn quanh lên Lạc Tinh chi hỏa, cuối cùng bọc nó thành một cái kén. Thành công rồi, Lâm Minh lấy ra một cái hộp ngọc đặc thù, đặt cái kén vào trong, thu vào trong tu di giới. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để hấp thu Lạc Tinh chi hỏa, dù sao là hỏa tinh địa giai trung phẩm, với thực lực hiện tại của Lâm Minh hấp thu cực kỳ miễn cưỡng. Huống chi thần hoàng bí cảnh nguy cơ tứ phía, cũng không có người hộ pháp cho mình. Không cẩn thận một cái là có thể mất mạng ở đây hoàn cảnh trong thần hoàng bí cảnh cực kỳ phức tạp cơ duyên nơi này đều là 10 vạn thậm chí mấy chục vạn năm tích lũy lại bởi vì trong thần hoàng bí cảnh hỏa nguyên khí vô cùng nồng đậm rất dễ dàng thai ngén ra các loại thiên tài địa bảo trong thời gian vô cùng dài lâu bao gồm cả hỏa tinh ở thiên diễn đại lục số lượng hỏa tinh cực kỳ thưa thớt mà ở trong thần hoàng bí cảnh lại rất nhiều chỉ đáng tiếc tiến vào thần hoàng bí cảnh có nhiều hạn chế hơn nữa thời gian cũng chỉ có mấy ngày muốn siêu tầm được một cái hỏa tinh cũng cần vận khí không tồi mới được lâm minh sau khi chiếm được lạc tinh chi hỏa hai ngày sau ở trong một hồ dung nham tìm được một cây hỏa diễm thảo giá trị bình thường ngoài ra không thu hoạch được gì khác ngày thứ ba chấm dứt đây cũng là ngày cuối cùng ở nơi hoang dã thần hoàng bí cảnh vào lúc mặt trời sắp đến gần mặt đất lại sắp dâng lên cuối tầm nhìn của lâm minh xuất hiện một tòa cung điện màu đỏ như lửa cung điện ở trong ánh sáng mông lung vặn vẹo thoạt nhìn giống như là hải thị thận lâu đây chính là cổ phượng đại điện rồi hả lâm minh nheo mắt lại sờ ngọc bài trong tu di giới đây là chìa khóa tiến vào cổ phượng đại điện Tổng cộng có 16 cái. Người không có ngọc, bài sẽ bị truyền tống ra khỏi thần hoàng bí cảnh cùng lúc 16 người này tiến vào Cổ Phượng Đại Điện, kết thúc thí luyện lần này. Cùng lúc đó, 16 người đám Mục Định Sơn, Mục Tiểu Thanh trong thần hoàng bí cảnh, trước mắt đồng dạng xuất hiện Cổ Phượng Đại Điện. Bọn họ ba ngày nay cũng đều có thu hoạch, Mục Định Sơn chiếm được một khối khoáng thạch hỏa thuộc tính quý báu, cùng với một gốc thiên tài địa bảo mà khi dùng có thể bồi luyện chân nguyên hỏa hệ trong cơ thể. Mục Tiểu Thanh chiếm được Tuyết Liên Băng Hoa, hàng phục một con linh thú băng hệ Tuy nhiên những thứ này đều không quý báu bằng lạc tinh chi hỏa mà Lâm Minh chiếm được. Cũng không phải vận khí của Lâm Minh tốt hơn bọn họ, mà là mục định sơn cho dù tìm được hỏa tinh địa giai trung phẩm cũng không có đủ thực lực để đối phó nó. Nếu gặp phải lạc tinh chi hỏa cũng chỉ có nước chạy trốn. Dưới tình huống vận khí sắp xỉ nhau, có năng lực lớn bao nhiêu thì tương đối có cơ duyên lớn bấy nhiêu. Lâm Minh xem chuẩn phương hướng cổ phượng đại điện, triển khai thân pháp bay về phía đó. Tục ngữ nói, nhìn núi chạy ngựa chất, tuy nhiên cổ phượng đại điện chỉ là một tòa cung điện mà thôi. Lâm Minh vốn cho rằng chỉ thời gian một nén hương là gần như có thể tới, nhưng là không nghĩ tới hắn chạy chừng non nửa canh giờ. Chính thức đi tới phía trước cổ phượng đại điện, Lâm Minh hít một hơi khí lạnh. Quá lớn, lớn đến khủng bố, chẳng trách thoạt nhìn thì gần, khoảng cách lại xa vậy. Đại điện cao ngất trong mây, vách tường toàn bộ là nham thạch đỏ thấm. Ở trên độ cao hơn trăm trượng có một cái phủ điêu đồ đằng phượng hoàng hình tròn thật lớn, đường kính của nó chừng 20, 30 trượng. Cột đại điện, mỗi cây đều to mười mấy người ôm, giống như cột chống trời trên cột điêu khắc đủ loại hình ảnh, có thánh thú, có thần thú, có cao thủ nhân loại, có các loại bảo khí, tỏa kỵ, đan dược. Trên một cột trong số đó Lâm Minh bất ngờ nhìn thấy một đám ác ma mặt xanh nhanh vàng, trong tay bọn họ cầm rìu lớn hoặc lưỡi hái, trên người quấn xích thô to, cơ bắp toàn thân gồ lên. Lâm Minh nhìn thấy bức cảnh tượng này, đồng tử hơi co rụt lại. Loại trùng tộc này hắn từng ra mắt, sau khi cắn nuốt ma tâm toái tinh, hắn nhìn thấy U Minh đại đế tay cầm cự phủ, rất hại vô tận ác ma cứ rất một tên, hắn đều uống máu tươi của nó. Ác ma bị U Minh Đại Đế rất hại giống y hệt điêu khắc trên cột. Tuy nhiên, U Minh Đại Đế rất hại rõ ràng là tiểu lâu la, mà số ở trên cột này, mỗi tên đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ nhìn tòa kỳ của bọn họ, chính là những thánh thú giao long, ly long. Những ác ma như vậy ít nhất cũng phải là cao thủ cấp bậc toàn đan, thậm chí có rất nhiều cường giả toàn đan trí cực và đại năng phong hoàng xương đế. Dõi mắt nhìn qua, chỉ riêng ác ma khác trên một cây cột này nhiều đến vài trăm hơn ngàn, điều này khiến Lâm Minh rung động trong lòng vài trăm hơn ngàn cao thủ siêu cấp, vài trăm hơn ngàn thánh thú. Cho dù là thánh địa của thiên diễn đại lục cũng không có quy mô bậc này nhỉ. Nếu không phải là điều khắc khoa trương, vậy chỉ có thể nói thế giới mà cổ phượng tộc tiếp xúc khủng bố hơn hiện tại rất nhiều. Lâm Minh thở dài một hơi, xem ra thiên diễn đại lục hiện tại, số lượng và chất lượng cường giả cho dù là trong số vị diện cấp thấp cũng hơn phân nửa là xếp sau. Lâm Sư Đệ, tốc độ thật nhanh, khi Lâm Minh đang xem phủ điêu, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm sang sảng. Lâm Minh quay đầu nhìn, lại thấy Mục Định Sơn mặt đầy vẻ phong trần vừa mới tiến vào đại điện. Quần áo trên người hắn rách nhiều chỗ, tóc còn bị đốt trọi rất nhiều. Chắc là thời gian ba ngày này hắn cũng trải qua không ít chớm rớt. Chú ý tới ánh mắt của Lâm Minh, Mục Định Sơn cười nói. Để Lâm Sư Đệ chê cười, vận khí tốt, tìm được một cây hỏa tâm hoa có thể bồi luyện chân nguyên hỏa hệ, chỉ là bên cạnh. Nó có một con chăn lửa gần tới cấp 6 thủ hộ. Ngu huynh thực lực có hạn, thật vất vả mới đánh bị thương nó, hái lấy hỏa tâm hoa, bị thương không nhẹ. Mục Định Sơn nói xong tự diễu nở nụ cười, những đệ tử thân truyền khác đám Mục Tiểu Thanh cũng lục tục chạy tới. Bất kể là Chu Tước Phân Tông hay là Thanh Loan Phân Tông đều chạy tới trong cùng một tòa cổ phượng đại điện. 16 đệ tử đến đông đủ, không một ai ngã xuống, đây thật là một tin tức tốt. Chỉ là 16 đệ tử hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương một chút, dù là như thế trên mặt mỗi người lại đều là vẻ hưng phấn, nhất là tôn dục xếp hạng thứ ba trong số đệ tử thân truyền, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý. Tôn sư huynh, lần này vào thần hoàng bí cảnh chắc là có cơ duyên lớn hả? Chiếm được cái gì cao hứng như thế?" Một thanh niên mặt chữ điền hỏi, hắn là Trương Nham xếp hạng thứ 8 trong đệ tử thân truyền. Lúc này cách tiến vào Cổ Phượng đại điện còn nửa canh giờ, trong lúc nghỉ ngơi thảo luận thu hoạch từng người trong thần hoàng bí cảnh tự nhiên thành chuyện không thể tránh khỏi. Tôn dục cười tít mắt lấy ra thu hoạch của mình trong thần hoàng bí cảnh. Vốn chính là đồng môn đệ tử, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Trên thực tế, đồ vật đạt được trong thần hoàng bí cảnh sau khi đi ra đều phải đăng ký. Có vài thứ tông môn khả năng sẽ ra giá mua lại. Tôn Dục lấy ra một hộp ngọc tinh xảo, thật cẩn thận mở ra. Ánh đỏ mông lung lập tức vọt lên trời, khiến cho đệ tử chung quanh kinh hô từng đợt. Hỏa Dương Ngọc, ta không nhìn lầm chứ? Không sai, trước kia ta từng nhìn thấy một khối ở chỗ sư phụ. Tuyệt đối không sai, trong hộp ngọc, thình lình có một viên ngọc thạch màu đỏ bằng quả nhãn, hỏa nguyên khí chung quanh đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào nó, hình thành một vòng xoáy nho nhỏ. Thật sự là Hỏa Dương Ngọc tôn sư đệ vận khí tốt nha ngay cả mục định sơn đều hơi bị động dung so ra đồ vật hắn đạt được đều có điều không bằng ha ha vận khí tốt mà thôi thu hoạch của các vị không nhất định đã kém ta nhỉ tôn dục tuy rằng nói có vẻ khiêm tốn tuy nhiên hưng phấn và đắc ý trong mắt hắn lại không giấu được hắn sớm đã mừng như nở hoa trong lòng hỏa dương ngọc vừa không thể dùng để luyện khí cũng không thể ăn vào để nâng cao thực lực nhưng là chỉ cần đeo trên người là có thể đề cao tự động ngưng tụ hỏa nguyên khí khi tu luyện có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện ở một mức độ nhất định. Khi luận võ với người khác, có thể tăng cường năng lực khôi phục. Là bảo vật khó được, có sự kích thích của khối hỏa dương ngọc này, các đệ tử khác của thần hoàng đảo đều nhao nhao lấy đồ vật giành được ra. Người thu hoạch nhiều tự nhiên là khoe khoang một phen, người thu hoạch ít chỉ có thể cảm khái và hâm mộ. Trong đó có hai đệ tử lại ủ rũ, một câu đều lười nói. Bọn họ đào sâu ba tắc tìm ba ngày lại không thu hoạch được gì. Rất nhiều đệ tử cho rằng, nếu vào thần hoàng bí cảnh lại không có thu hoạch gì, là vận khí bản thân không tốt. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, ngay cả mục tiểu thanh khiêm tốn đều yển lãm thu hoạch của mình. Tuy rằng tuyết liên băng hoa giá trị không nhỏ, nhưng so với hỏa dương ngọc của tôn dục vẫn kém hơn không ít. Tôn dục cười không để dấu vết, trong lòng rất là đắc ý. Ngay cả mục định sơn và mục tiểu thanh thực lực cá nhân vượt qua hắn, đồ vật đạt được đều không tốt bằng hắn. Điều này nghĩa là vận khí hắn tốt nhất, mục tiểu thanh triển lãm đồ vật xong, Tôn Dục lại đem ánh mắt chuyển sang Lâm Minh đang nhìn phù điêu trên cột, nói. Lâm Sư Đệ, người ở trong thần hoàng bí cảnh đạt được cái gì? Lấy ra xem xem nào. Ồ, Lâm Minh quay đầu lại, nói. Ta vận khí không tồi, kiếm được một cái hỏa tinh. Hỏa tinh, mọi người vừa nghe, lập tức hưng phấn nổi lên. Loại đồ vật hỏa tinh này, cho dù là nhân giai hạ phẩm đều có thể bán được giá tiền không tồi. Lâm, Sư Đệ vận khí tốt nha. Cho dù là hỏa tinh cấp thấp đều có thể đáng giá không ít chân nguyên thạch đó, Vận khí Lâm sư đệ thật không tồi, không hổ là Lâm sư đệ, Tôn Dục cũng khen tặng vài câu, cười ha hả nói: "Lâm sư đệ, là hỏa tinh cấp mấy vậy, lấy ra cho chúng ta mở mắt." "Đúng vậy, để xem nào." Chúng đệ tử đều dõi mắt trông mong chờ xem, Mục Định Sơn cũng có chút chờ mong. Lâm Minh cũng không có gì phải giấu, lập tức lấy hộp ngọc trong tu di giới ra. Lấy cái kén do thanh thương chân nguyên ngưng tụ thành, bóc mở tia chân nguyên, lộ ra lạc tinh chi hỏa bị phong ấn kín mít trong đó. Ngọn lửa màu tím tuy rằng bị phong ấn nhưng vẫn ẩn chứa khí thế khiến lòng người kinh sợ thanh thương chân nguyên ngăn cách vừa bóc ra lạc tinh chi hỏa lại thấy ánh mặt trời liền giống như một con báo con bị nhốt điên cuồng dãy giụa gầm giống phù văn phong ấn phát ra tiếng kêu xèo xèo lại là bị lạc tinh chi hỏa không ngừng ăn mòn cùng lúc đó hỏa nguyên khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sao động gào thét bay về phía lạc tinh chi hỏa trong lúc nhất thời một vòng xoáy hỏa nguyên khí trống rỗng xuất hiện cường đại hơn so với hỏa dương ngọc lúc trước nhấc lên không biết bao nhiêu lần mục định sơn sắc mặt biến đổi hắn cảm giác được rõ ràng hỏa nguyên khí trong cơ thể mình dường như bị một loại dẫn dắt nào đó gần như muốn phá cơ thể mà ra tôn dục cũng trợn to mắt nhìn tràn đầy vẻ kinh hãi hắn sau khi xác nhận vài lần rốt cuộc ý thức được một sự thật khiến hắn khó có thể tin hỏa tinh địa giai trung phẩm lâm sư đệ người thu phục một hỏa tinh địa giai trung phẩm mục định sơn gần như nói cùng một lúc với tôn dục hai người bọn họ vừa dứt lời một bộ phận đệ tử còn đang đầy vẻ mờ mịt một chốc một lát còn chưa hiểu rõ cấp bậc hỏa tinh đều trợn trừng mắt, trong lòng chấn động mạnh. Địa giai trung phẩm, loại hỏa tinh này là có thể rất người đấy, gặp phải mà không bị rớt chất là không tệ rồi, Lâm Minh không ngờ có thể ngược lại hàng phục được nó. Hỏa tinh địa giai trung phẩm trong thần hoàng bí cảnh cũng đã không riêng là vấn đề vận khí, mà là cần có đủ thực lực. Nghĩ đến tình cảnh của trận chiến vương giả thế hệ trẻ nửa tháng trước ấy, thực lực Lâm Minh có thể so với cao thủ tiên thiên, Mục Định Sơn cũng chỉ có thể cảm khái lắc đầu nói. Lâm Sư Đệ, cũng chính là người thôi, nếu L ta đụng phải, sợ là có thể toàn thân trở ra là rất không tồi rồi. Trên thực tế, lần trước tiến vào thần hoàng bí cảnh, Mục Định Sơn cũng từng gặp phải cơ duyên lớn. Hắn nhìn thấy thất thải hỏa diễm quả ở giữa một hồ dung nham. Loại đồ vật này là kỳ dược có thể kéo dài tuổi thọ của võ giả hỏa hệ. Tuy rằng hiệu quả gia tăng tu vi có hạn nhưng là nếu như bị những lão quái toàn đan, đặc biệt là cường giả phong hoàng kia biết được sợ là sẽ bất chấp mọi thứ để ra giá. Đến lúc đó, hỏa tinh, linh dược đẳng cấp cao tùy mục định sơn mở miệng, chỉ đáng tiếc, lúc ấy bên cạnh thất thải hỏa diếm quả thủ hộ một con hung thú cấp 6 đỉnh cấp, Mục Định Sơn không nói hai lời co giò bỏ chạy. Cũng may hắn chạy mau, nếu không tất nhiên chết ở nơi đó rồi. Tuy rằng trong lòng tiếc, tuy nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao loại đồ vật đó với thực lực của Mục Định Sơn căn bản là không chiếm được. Đây dường như là lạc tinh chi hỏa, Mục Định Sơn kiến thức rộng rãi, vừa mở miệng gọi ra tên của hỏa tinh. Ừm, đúng vậy, Lâm Minh gật gật đầu, lạc tinh chi hỏa, toàn bộ thiên diễn đại lục đều ít đến đáng thương. Lâm sư để có thể chiếm được một cái, vận khí quá tốt rồi. Mục định sơn chật chật khen ngợi, hắn cũng không rõ ràng lạc tinh chi hỏa này đã biến dị. Vụ nổ khủng bố vào khoảnh khắc vẫn thạch nện xuống đó khiến cho lạc tinh chi hỏa hấp thu một cái hỏa tinh chưa thành hình, tạo thành biến hóa không biết. Lạc tinh chi hỏa vốn đã ít, lạc tinh chi hỏa ở loại tinh. Huống này lại càng là có một không hai thế gian, nghe thấy cái tên lạc tinh chi hỏa, đệ tử chung quanh lại một phen tán thưởng, trong lời nói ý tứ hâm mộ hết sức rõ ràng. Loại đồ vật hỏa tinh này, hấp thu một cái chẳng những có thể đề cao sức chiến đấu, hơn nữa có thể đề cao tu vi. Với thực lực và thiên phú của Lâm Minh, sợ là không mất bao lâu là có thể hấp thu hỏa tinh này, tu vi nói không chừng sẽ còn đột phá nữa. Đến lúc đó, ai còn có thể là đối thủ của Lâm Minh? Được rồi, còn có nửa canh giờ cổ phượng đại điện sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ xuất hiện 16 cái bệ ngọc. Mỗi người tùy tiện chọn một cái tiến vào cổ phượng đại điện, hiện tại mọi người tận dụng thời gian nghỉ ngơi, phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất khi cổ phượng đại điện mở ra, ta không hy vọng bất kỳ ai trong các ngươi ngã xuống. Đây cũng là nhiệm vụ mà ường môn sư tôn giao cho ta. Giọng của Mục Định Sơn trở nên nghiêm túc, mấy đệ tử lúc trước tiến vào bên rìa hoang dã thần hoàng bí cảnh ngã xuống còn không tính là gì, 16 đệ tử tinh anh ở đây, tùy tiện chất một người, thần hoàng đảo đều sẽ rất là đau lòng. Sau khi tiến vào cổ phượng đại điện, Mục Định Sơn không có khả năng bảo hộ bọn họ, chỉ có thể dặn đi dặn lại mục sư huynh trong cổ phượng đại điện này có cái gì hả một thanh niên lần đầu tiến vào cổ phượng đại điện hỏi hắn là lần đầu tiến vào thần hoàng bí cảnh mỗi người tiến vào cổ phượng đại điện gặp phải đều không giống nhau cổ phượng đại điện này là nơi thượng cổ phượng tộc dùng để lịch lãm khảo nghiệm tộc nhân thế hệ trẻ đến lúc đó sẽ căn cứ huyết mạch thiên phú đưa ra độ khó thí luyện tương ứng quá trình thí luyện có khả năng tử vong đến lúc đó không nên cậy mạnh nên từ bỏ thì từ bỏ Mục Định Sơn nói đến đây, còn đặc biệt nhìn Lâm Minh một cái. Lâm Sư Đệ, đừng thể hiện, trưởng môn Sư Tôn, hai phen ba bận nhắc đến ngươi, thánh nữ điện hạ cũng ôm kỳ vọng cao đối với ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không có mặt mũi trở về. Lâm Minh thực lực tuy mạnh nhưng độ khó thí luyện là xem thiên phú. Thực lực mạnh, vô dụng, ngược lại là thiên phú huyết mạch, Lâm Minh hơi kém một chút. Tuy rằng hấp thu tinh huyết chu tước nhưng so với mục thiên vũ, mục băng vẫn còn chênh lệch rất nhiều, Mục sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên trở về. Lâm Minh một hai năm nay trải qua nguy cơ sinh tử cũng không ít. So ra, cổ phượng đại điện này xem như là địa phương an toàn. Đúng rồi mục sư huynh, bích họa và phù điêu trong đại điện này, người có hiểu biết gì không? Lâm Minh chỉ vào vách tường và cột, hắn luôn cảm thấy, những bích họa và phù điêu này dường như là ghi lại chuyện lớn long trời lở đất nào đó thời thượng cổ. Ồ, người nói những cái này, lần trước khi tới đây, ta cũng từng ra mắt, trở về hỏi ưa trưởng môn sư tôn, sư tôn chỉ nói đây là tình cảnh thời đại thượng cổ cụ thể là những người nào thậm chí người trên bích họa có phải của thiên diễn đại lục hay không lão nhân gia ngài cũng hoàn toàn không biết chỉ có thể đưa ra một số suy đoán mơ hồ câu trả lời của mục định sơn cũng không ra ngoài dự kiến của lâm minh cổ phượng đại điện này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm mà lịch sử của thần hoàng đảo chỉ vẻn vẹn ba ngàn năm sự tình ghi lại trên những bích họa này thần hoàng đảo hơn phân nửa là không rõ ràng lịch sử thật sự quá dài thần vực dường như đã tồn tại vạn vạn năm thiên diễn đại lục cũng không biết đã tồn tại bao lâu trên điển tịch cũng chỉ vẻn vẹn ghi lại lịch sử mấy vạn năm những thứ lâu hơn nữa về trước đều đã mai một trong dòng sông thời gian không thể tìm tòi nói không chừng giới võ học của thiên diễn đại lục từng trải qua mấy lần hủy diệt trùng kiến cũng không biết chắc lâm minh lắc đầu không nghĩ nữa muốn đi thăm dò những chuyện này sợ là cũng chỉ có thể chờ đến mình có đủ thực lực mới có cơ hội dù sao những thánh địa truyền thừa lâu dài kia sẽ có ghi lại có liên quan những thứ này Tốt lắm, mọi người bắt đầu ngồi xuống biểu tức, đan dược không đủ, nói với ta. Mục Định Sơn nói với mọi người, trước khi tiến vào thần hoàng bí cảnh, mỗi người đều mang theo đủ đan dược, nhưng không bài trừ tình huống có người trải qua nhiều hiểm cảnh, dùng hết đan dược. 16 người cùng nhau bắt đầu ngồi xuống điều tức, Lâm Minh tiêu hao cũng không lớn, tuy nhiên vẫn tiến vào không linh võ ý, bù đủ một chút nguyên khí thiếu hụt. Đồng thời tiến vào trạng thái không minh, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Cứ như vậy, non nửa canh giờ trôi qua, mặt đất cổ phượng đại điện hơi hơi chấn động. Lâm Minh mở mắt, thời gian tiến vào cổ phượng đại điện rốt cuộc tới rồi. Ca, ca, ca theo tiếng cơ quan chuyển động, mặt đất giữa đại điện chậm rãi nhô lên, hình thành một tế đàn thật lớn đường kính mấy chục trượng. Vòng ngoài tế đàn theo thứ tự dâng lên những bệ ngọc trong suốt. Đếm qua, vừa đủ 16 cái. Tốt rồi, mọi người lên đi, tùy tiện chọn một cái bệ ngọc. Mục Định Sơn nói xong, dẫn đầu đi lên tế đàn, chọn bệ ngọc, đứng vào phía trước. Lâm Minh cũng làm theo lời, 16 bệ ngọc, hình dạng giống nhau, tuy nhiên cũng có khác biệt rất nhỏ. Hoa văn khác trên mỗi bệ ngọc vô cùng giống nhau, đó dường như là trận phù thần bí nào đó. Mặt trên bệ ngọc có một cái hốc, xem hình dạng vừa khéo có thể bỏ vào chìa khóa tiến vào cổ phượng đại điện. Lâm Minh thuận tay lấy ngọc bài trong tu di giới ra. Nhỏ mấu vào trong ngọc bài, để vào trong hốc là có thể mở thí luyện. Thí luyện mỗi người đều không giống nhau, các vị, chúng ta tạm biệt ở đây, hy vọng sau 7 ngày có thể nhìn thấy mọi người đều bình yên trở về. Mục Định Sơn nói xong, tự cắt ngón tay, nhỏ mấu vào trong ngọc bài, ngọc bài thoáng cái biến thành màu đỏ. Mục Định Sơn đem ngọc bài để vào trong bệ ngọc, theo một luồng sáng đỏ lóe lên, Mục Định Sơn trong nháy mắt biến mất. Hào quang trên tế đàn theo thứ tự sáng lên, đệ tử Chu Tước phân tông là ánh sáng đỏ, Thanh Loan phân tông là ánh lam. Rất nhanh, 16 đệ tử liền không còn lại mấy người. Lâm Minh cũng nhỏ mấu lên ngọc bài của mình, để vào trong hốc. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình bị một luồng hào quang ấm áp bao phủ, không gian theo đó trở nên vặn vẹo. Qua thời gian chừng mười mấy hô hấp, hắn bị truyền tống vào trong một không gian hoàn toàn khép kín. Không gian u ám, với thị lực của Lâm Minh có thể loáng thoáng nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Không gian chỉ cỡ trục trượng, trên vách tường như trước khác các loại phù điêu, đủ loại thánh thú, nhân loại, ác ma. Có một số giống tế lễ, có một số giống chiến tranh. Phừng, một ngọn lửa trống rỗng sáng lên trong không gian u ám, hỏa nguyên khí trong không gian nhanh chóng tụ lại chỗ ngọn lửa này, hình thành vô số điểm sáng màu đỏ dây lát sau điểm sáng này ngưng tụ thành hình người tiếp đó trở nên ngưng thực biến thành một người áo đỏ dung mạo mơ hồ hình thể sắp xỉ lâm minh tu vi ngưng mạch đỉnh phong vũ khí trong tay cũng là thương vù người áo đỏ một thương đâm tới lâm minh đây là khảo nghiệm lúc ban đầu lâm minh không chút hoang mang giờ thương đánh trả tu vi đối phương bằng cảnh giới của hắn tuy nhiên thực lực lại kém xa gạt chiêu đâm thẳng của đối phương ra lâm minh một thương đâm vào ngực người áo đỏ Bùng, người áo đỏ hóa thành điểm sáng tiêu tán nhưng chỉ thời gian mấy hơi thở, những điểm sáng tiêu tán kia lại lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành một người áo đỏ. Dung mạo vẫn mơ hồ, vũ khí vẫn là thương, chỉ là tu vi đạt tới nửa bước hậu thiên. Một thương đâm ngang, quá yếu, Lâm Minh ra tay không chút do so dự, ngay cả chiêu thức đều lười biếng. Tử huyễn thương như rắn độc ra khỏi hang, một thương đâm vào ngực người áo đỏ. Bùm, người áo đỏ thứ hai, tiêu tán, ngay sau đó lại là một người áo đỏ mới xuất hiện. Dung mạo, hình thể, vũ khí không đổi chút nào, chỉ là tu vi lại đề cao một cảnh giới, trở thành hậu thiên sơ kỳ. Đây là muốn thí nghiệm cực hạn của ta, khóe miệng lâm minh nhếch lên một độ cong, thực lực những người này theo thứ tự tăng cường, tiếp theo chắc sẽ là hậu thiên trung kỳ. Thực lực những võ giả áo đỏ này đại khái có thể tương đương cấp bậc trương ngạn triệu, huyễn tiểu điệp, so với cầm vô tâm, khương lan kiếm thì kém không ít. So với lâm minh lại càng kém xa, chân nguyên thoáng đề cao một bậc, lâm minh như trước một thương xử lý đối phương. Sao sao sao, lúc này, trong 15 mật thất khác, một màn đồng dạng cũng đang trình diễn. Mục Định Sơn mất không ít sức lực rốt cuộc xử lý một võ giả hậu thiên đỉnh phong. Nhưng ngay sau đó, điểm sáng màu đỏ tiêu tán lại ngưng tụ thành một võ giả nửa bước tiên thiên. Mục Định Sơn lập tức cười khổ không thôi, tu vi hắn chỉ là hậu thiên sơ kỳ đỉnh phong, thực lực người áo đỏ đại khái có thể tương đương cấp bậc đệ tử thân truyền của tông môn tam phẩm. Chiến đấu cùng cấp, hắn tự nhiên có thể thoải mái đối phó. Nhưng mà liên tục vượt cấp khiêu chiến, hắn đã không chống nổi, một đệ tử thân truyền tông môn tam phẩm nửa bước tiên thiên, Mục Định Sơn tự nhận là thua nhiều thắng ít. Mục Định Sơn vẫn xem như là thành tích tốt, mười mấy đệ tử khác, đại đa số đã thất bại. Bọn họ khiêu chiến đến hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên đỉnh phong là không kiên trì thêm được nữa. Sau khi khiêu chiến thất bại, những võ giả này đều bị truyền tống vào thông đạo thí luyện, bắt đầu đối ứng với thí luyện thiên phú của bọn họ. Mục Định Sơn rốt cuộc không địch lại người áo đỏ nửa bước tiên thiên, khi đem hết toàn lực chớm xuống cánh tay người áo đỏ xong, bị người áo đỏ một kiếm đánh bại. Nhưng mà khiến Mục Định Sơn cảm thấy kinh ngạc chính là, sau khi hắn chơm xuống cánh tay người áo đỏ, cánh tay kia bạo vỡ thành ánh sáng đỏ, rồi lại có một bộ phận hồng quang chảy vào trong cơ thể hắn, khiến cả người hắn tê dại, chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa chân nguyên trong cơ thể ẩn ẩn trở nên càng thêm tinh thuần. Đây là, Mục Định Sơn kinh hãi trong lòng, lần trước tiến vào cổ phượng đại điện, hắn cũng không trải qua cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ là vượt cấp chiến đấu đến trình độ nhất định, mới có thể nhận được ưu đãi. Mục Định Sơn ý thức được điểm này, trong lòng lại có chút tiếc nuối rất đáng tiếc chớm xuống một cái cánh tay người áo đỏ đã là cực hạn của chính mình tuy rằng đạt được những hỏa hệ nguyên khí này tinh thuần nhưng số lượng quá ít căn bản không đủ chính mình đột phá hậu thiên trung kỳ những ưu đãi này hắn chỉ có thể nhìn không cách nào nhận được lúc này mục định sơn nghe được trong mật thất vang lên một đoạn thanh âm nặng nề lạnh như băng dường như là ngôn ngữ nào đó nhưng mục định sơn lại không biết nó nói cái gì đợi sau một lát ánh sáng đỏ nhoáng lên một cái chợt lóe sáng Mục Định Sơn bị truyền ra khỏi mật thất, bắt đầu đối ứng với thiên phú thí luyện của hắn. Chấm chấm chấm, lúc này, Lâm Minh ở một phương, hắn đang ở khiêu chiến một người áo đỏ hậu thiên đỉnh phong. Cao thủ hậu thiên đỉnh phong thiên phú tương đương với Huyễn Tiểu Điệp kỳ thật đã không kém, thậm chí hơn cầm tử nha nửa bước tiên thiên. Tử Huyễn thương sáng lên ánh sáng lôi hỏa, mỗi lần hắn đánh bại một đối thủ, đều tận lực tiết kiệm chân nguyên, sử dụng chiêu thức bình thường đánh bại, tuyệt đối không cần võ kỹ, có thể sử dụng một chiêu đánh bại. Hắn sẽ không kéo dài tới hai chiêu hắn không biết phía sau còn có bao nhiêu người áo đỏ vũ khí người áo đỏ vẫn là thương tuy nhiên nó đã hiểu được sử dụng võ kỹ một thương đâm tới lửa trên thương ngưng tụ rõ ràng thành một cái hư ảnh phượng hoàng lâm minh bước chân vừa động thân pháp kim bằng phá hư bùng nổ trong nháy mắt đi tới phía sau người áo đỏ tử huyễn thương đâm ra tránh đi va chạm chính diện với đối phương vòng ra phía sau công kích địch nhân cũng là vì tiết kiệm chân nguyên người áo đỏ hậu thiên đỉnh phong thực lực đã tính không tồi cảm nhận được một thương sau lưng liền hoành thương lên chắn nhưng mà đối với Lâm Minh mà nói, lực lượng của nó vẫn quá yếu, nhất là sau khi đột phá ngưng mạch đỉnh phong, thực lực Lâm Minh so với Lôi mộ Bạch lúc trước đã vượt qua một khoảng dài. Thanh thương chân nguyên bùng nổ, Lâm Minh đẩy trường thương người áo đỏ ra, một thương đâm vào đan điền đối phương. Tử huyễn thương xoáy nhẹ, đan điền dập nát, người áo đỏ lại lần nữa bạo vỡ thành nhiều điểm ánh sáng đỏ, mà lần này khiến Lâm Minh ngoài ý muốn chính là lại có một bộ phận ánh sáng đỏ chảy về trong cơ thể Lâm Minh. Đó là hỏa nguyên khí cực kỳ tinh thuần, chảy vào trong cơ thể Lâm Minh xong, lâm minh chỉ cảm thấy cả người ấm áp chân nguyên trong cơ thể lưu động cũng gia tốc vài phần đây là lâm minh trầm ngâm cảm thụ những ánh sáng đỏ lưu động kia phát hiện chúng nó lưu chuyển dọc theo kinh mạch cuối cùng hội tụ ở trong đan điền chính mình ngưng trệ ở tại chỗ này đan điền lâm minh cả kinh trong lòng ngay sau đó mừng rỡ hậu thiên với ngưng mạch khác biệt ở đây hậu thiên kỳ cao thủ có thể ngưng tụ chân nguyên tồn chữ ở trong đan điền mà võ giả ngưng mạch kỳ chỉ có thể khiến chân nguyên ngưng lại ở trong kinh mạch trong đan điền có thể cất chứa chân nguyên tự nhiên hiếm có hơn nhiều so với trong kinh mạch. trong đan điền lâm minh là lần đầu rót vào một tia chân nguyên, tuy rằng rất hiếm, nhưng điều này chứng minh hắn đang dảo bước tiến lên về phía hậu thiên kỳ. chân nguyên quá ít, tu vi không có đề cao gì, chỉ là mở ra con đường kinh mạch đi thông đan điền, ý nghĩa thời điểm về sau ta từ ngưng mạch kỳ bước vào hậu thiên kỳ, không có mảy may cách trở, hoàn toàn là chuyện nước chảy thành sông, cổ phượng đại điện quả nhiên kỳ diệu. lâm minh đang nghĩ ngợi, điểm sáng trước mặt hắn lại lần nữa ngưng tụ có một người áo đỏ cầm thương xuất hiện lần này tu vi đối phương rõ ràng là nửa bước tiên thiên nửa bước tiên thiên lâm minh hưng phấn lên võ giả nửa bước tiên thiên này thắng nó sẽ như thế nào tử huyễn thương trong tay hoành ngang lâm minh tiên phát chế nhân ở khi đối phương mới vừa ra đã đâm đến một thương keng đốm lửa văng khắp nơi một thương lâm minh này bị người áo đỏ đỡ chân nguyên cuồng bạo xé rách không khí người áo đỏ đỡ một thương này xong cắn thương vừa thu lại một thương phản thủ quét ngang cổ lâm minh thân ảnh lâm minh bạo lui trường thương trong tay vung lên, thương mang bùng nổ, vạn hỏa liễu nguyên. Vù vù vù, gió thổi lửa cháy bùng lên, một hỏa trụ giống như đốm lửa lao ra, trong nháy mắt vây quanh võ giả áo đỏ, nhưng mà thực lực võ giả áo đỏ này quả thật rất cao, dưới tình huống như vậy, như trước vừa đánh vừa lui, một thương tiếp một thương đâm ra, liên tiếp đâm nổ hỏa trụ màu đỏ. Tổng cộng mấy chục hỏa trụ bị võ giả áo đỏ trong nháy mắt liền điểm nát toàn bộ. Nhưng mà thời điểm một đạo hỏa trụ cuối cùng bùng nổ, một đạo điện quang màu tím từ trong hỏa trụ chợt nhảy lên, chính là tà thần cương châm, Lâm Minh giấu tà thần cương châm ở trong vạn hỏa liệu nguyên. Phốc, tốc độ nhanh như một tia chấp, tà thần cương châm trực tiếp xuyên thủng cổ võ giả áo đỏ, bắn ra ánh sáng liên tiếp. Võ giả áo đỏ lập tức bạo vỡ thành nhiều điểm ánh sáng đỏ. Nếu không phải loại đánh lén bất ngờ này, tuy rằng Lâm Minh cũng có thể đánh bại võ giả áo đỏ, nhưng phải hao phí một phen tay chân. Ánh sáng đỏ lại hội tụ về thân thể Lâm Minh, dung nhập trong cơ thể hắn. Hỏa chân nguyên tinh thuần, chảy khắp toàn thân kinh mạch Lâm Minh, cuối cùng hội tụ trong đan điền, lắng động lại xuống. Dưới, hỏa nguyên khí sau khi võ giả nửa bước tiên thiên chất lưu lại, so với võ giả áo đỏ phía trước nhiều hơn mấy lần. Loại hỏa hệ nguyên khí này thật sự tinh thuần, ngưng lại ở trong đan điền giống như là hạt giống, hạ xuống cơ sở cho ta ngày sau đột phá hậu thiên. Lâm Minh mừng thầm trong lòng, mắt thấy hào quang màu đỏ lại ngưng tụ, trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại, không hề nghi ngờ, lần này xuất hiện sẽ là võ giả tiên thiên. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, tiên thiên với nửa bước tiên thiên chênh lệch thật lớn hắn không chút do so dự vận dụng lực lượng cảnh giới tôi tủy, chân nguyên tồn chữ trong cốt tùy tùy ý trào ra khí thế lâm minh tăng vào trong nháy mắt ở trong nháy mắt người áo đỏ sắp thành hình thân ảnh lâm minh như gió lao ra tử huyễn thương đâm ra thương mang lóe ra thân ảnh người áo đỏ quỷ dị vặn vẹo một chút tránh được một thương này thương mang sắc bén đâm vào trên vách tường khơi dậy trận pháp chấn động kịch liệt trên vách tường vù người áo đỏ ra trường thương mang theo tiếng động hổ gầm long ngâm một thương quét ngang bên hông lâm minh con Trường thương người áo đỏ va chạm ở trên Lâm Minh Tử Huyễn Thương, ép cán thương tới cong lên, thân ảnh Lâm Minh bạo lui, người áo đỏ nhanh đuổi theo, trường thương trong tay như rắn độc tấn công con mồi, một thương đâm ra, thương mang phun ra nuốt vào, bản thân thương dường như có linh tính, nhưng lại khiến Lâm Minh sinh ra cảm giác không thể chống đỡ. Thương pháp này, đồng tử Lâm Minh có rút lại, người áo đỏ này chỉ là năng lượng hình thành con rối, không nghĩ rằng ở trên thương pháp có trình độ này, xương cốt thân thể phát ra tiếng nổ vang, bùm bùm đùng đùng, lâm minh quát lên một tiếng lớn một hư ảnh chân long màu xanh ra trời hiện lên phía sau hắn giống chân long chỉ âm phóng lên cao lâm minh huy thương quét ngang một thương này mang theo đại thế gió nổi mây phun trực tiếp chớm nát thương mang đối phương tà thần lực lâm minh cũng không tính toán khiêu chiến đối thủ kế tiếp khiêu chiến tiên thiên trung kỳ hắn còn không có nắm chắc không bằng toàn lực ứng phó đánh chất người áo đỏ trước mắt theo tà thần lực mở ra khí thế lâm minh lại đề thăng hắn không có thương pháp tinh diệu như người áo đỏ chỉ có thể bằng vào lực lượng tuyệt đối, dùng lực phá xảo, thương khí tùy ý va chạm cùng một chỗ, hình thành dòng khí lốc xoáy khủng bố hoàn toàn biệt kín trong phòng. võ giả cấp bậc thấp bị tiến vào trong lốc xoáy đều tan xương nát thịt. Kaka ka ka, trận pháp thủ hộ mặt ngoài vách tường chấn động kịch liệt. một đạo lại một đạo thương mang bị lâm minh mạnh mẽ đánh vỡ nát, một thương đâm ra, lôi hỏa lực hỗn loạn. nhưng mà lúc này người áo đỏ vừa động bước chân, thân ảnh giống như khói nhẹ biến mất. lâm minh cũng không thèm nhìn, vùng tử huyễn thương trở lại đâm ra một đòn hồi mã thương, ở trên mũi thương, tà thần cương châm gào thét ra. Người áo đỏ dơ thương hoành ngang, ầm, người áo đỏ bị lôi đình lực đánh bay, và thật mạnh vào pháp trận thủ hộ, năng lượng hình thành thân thương, có vết dạn nhẹ nhẹ. Thương huyễn gia này tự nhiên không thể so với tử huyễn thương địa giai thượng phẩm. Lâm Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lao về phía trước, tử huyễn thương đâm ra, lôi hỏa lực giao hòa, lôi hỏa sát. Lôi hỏa sát này, Lâm Minh chỉ dùng ba thành năng lượng, dù sao cũng là không gian hoàn toàn bịt kín, lôi hỏa sát đầy áp năng lượng bùng nổ, nếu làm không tốt chính mình cũng bị dính vào. Người áo đỏ không có trí tuệ gì, dơ thương tàn phá chắn ba thành uy lực lôi hỏa sát. Kết quả không hề trì hoãn, ầm thương của người áo đỏ hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ, không gian biệt kín chấn động, ở trong chân nguyên bùng nổ sóng xung kích, thân thể người áo đỏ vỡ nát, hóa thành một chùm ánh sáng đỏ, mà bản thân Lâm Minh cũng bị lan. Đến, khí huyết cả người cuồn cuộn, tay phải đầm đìa máu tươi. Hô, người áo đỏ hóa thành điểm sáng đi ào ào vào thân thể Lâm Minh, so với phía trước càng thêm nồng đậm, thậm chí vết thương vừa rồi Lâm Minh chịu cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chân nguyên ngừng tụ trong đan điền lại lần nữa tăng cường, chỉ cần chân nguyên Lâm Minh chứa đầy là tự nhiên đột phá hậu thiên, thậm chí không cần dừng lại ở cảnh giới nửa bước hậu thiên. Thượng cổ phượng tộc rốt của có lai lịch gì, lại có thể kiến tạo ra nơi thí luyện kỳ diệu như thế, cũng khó trách thần hoàng đảo đem thần hoàng bí cảnh trở thành căn bản tông môn, mà danh ngạch tiến vào cổ phượng đại điện lại khiến nhóm đệ tử hạch tâm tranh vỡ đầu. Thương thế trên thân toàn bộ tốt, lâm minh liền suy tư có nên so chiêu với cao thủ tiên thiên trung kỳ hay không nhìn xem chính mình cao thủ với tiên thiên trung kỳ chênh lệch đến tột cùng như thế nào nhưng mà khiến hắn ngoại ý muốn chính là người áo đỏ tiên thiên trung kỳ trong dự đoán cũng không xuất hiện không gian bịt kín yên lặng lâm minh chờ đợi không có kết quả đang ở thời điểm nghi hoặc một đoạn thanh âm lạnh như băng nặng nề trống rỗng vang lên đó là một loại ngôn ngữ lâm minh chưa bao giờ nghe qua nhưng giống như đã từng quen biết một đoạn nói ngắn gọn khiến trong lòng lâm minh rung mạnh cái này dường như là Ngôn ngữ thần vực, ở trong mảnh vỡ trí nhớ, trí nhớ về ngôn ngữ cũng không toàn diện, hắn cẩn thận hồi tưởng, mới miễn cưỡng hiểu được những lời này. Thiên phú đạt tới yêu cầu cấp chiến tướng, có thể tiến hành thí luyện chiến tướng cuối cùng. Thí luyện chiến tướng cuối cùng, Lâm Minh cả kinh trong lòng, ai đang nói chuyện vậy? Cổ Phượng đại điện đã tồn tại mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, trừ bỏ những đại năng thần vực đã hiểu được huyền cơ sinh tử, không ai có thể sống lâu như vậy, trong Cổ Phượng đại điện hẳn không có vật còn sống, chẳng lẽ là người kiến tạo nhắn lại? Như thế có khả năng, pháp trận có thể ghi lại thanh âm, luôn luôn bảo tồn rất lâu. Thí luyện chiến tướng cuối cùng, cái này là cái gì? Một đạo hào quang chiếu xuống, hoàn toàn bao phủ thân thể Lâm Minh, ngay sau đó chuyển đến cảm giác không gian vặn vẹo. Đại khái qua mấy chục cái hô hấp, Lâm Minh mới chậm rãi thích ứng, mở to mắt vừa thấy, chính mình đã bị truyền tống đến ở ngoài đại điệt, phía sau hắn là một cái sơn động, mà ở trước mặt hắn là bình nguyên minh mông vô bờ, không có sông băng, cũng không có dung nham, chỉ có thổ địa màu đen, thảm thực vật loang lổ nhìn kỹ phát hiện ở trong đất vùi lấp rất nhiều tàn kiếm đoạn kích thậm chí còn có xương cốt linh tinh chỉ là đã trải qua thời gian đã lâu những xương cốt này đã không trọn vẹn đầy đủ có thể dễ dàng chặt đứt trong lòng lâm minh vừa động rút ra mấy đoạn cốt từ trong thổ địa đối lập một chút xương cốt nhân loại nhìn không ra khác nhau thượng cổ phượng tộc là một chủng tộc nhân loại của thiên diễn đại lục trong lòng lâm minh không kìm được có nghi vấn này đúng lúc này một đoàn hào quang mông lung thoáng hiện ở trước mặt lâm minh sau một lát ngưng tụ thành hình dạng một mặt người, giống như là quỷ hồn. Lại là năng lượng ngưng tụ thành địch nhân, Lâm Minh theo bản năng rút ra tử huyễn thương, chân nguyên cả người vận chuyển, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng mà khiến Lâm Minh ngoài ý muốn chính là, người này lại hé miệng nói. Người thí luyện, thanh âm của nó nặng nề mà lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình, ngôn ngữ hắn nói ra, rõ ràng là ngôn ngữ thần vực. Lâm Minh ngây ngẩn cả người, lời dạo đầu như vậy, chẳng lẽ người đối diện này giống như quỷ hồn là một thể năng trí tuệ thể năng trí tuệ gì tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ mấy vạn năm nay, thậm chí 10 vạn năm qua nó luôn luôn thủ hộ cổ phượng đại điện. Vậy, thọ mệnh của nó là bao nhiêu? Ngươi là ai? Lâm Minh hồi tưởng hồi lâu, mới dùng ngôn ngữ trong trí nhớ đại năng thần vực, gian nan hợp thành những lời này, lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ thần vực dườm già, hắn phát âm vô cùng tối nghĩa, không biết quỷ hồn nghe hiểu hay không. Ta là Điện Linh, người thủ hộ nơi này. Điện Linh, ngươi đã chết, Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Ở thiên diễn đại lục, cương thi, quỷ đều không hiếm lạ, có chút võ giả tu luyện đến trình độ linh hồn có thể thoát ly, sau khi bọn họ chất linh hồn thoát ly sẽ trở thành võ quỷ, dựa vào cắn nuốt hồn phách để tu luyện. chết, không, ta từ nhỏ chính là cái dạng này, ta là hồn tộc, chuẩn xác mà nói, là bộ tộc thạch hồn. Thạch hồn, Lâm Minh nhướng lông mày lên, hắn lần đầu tiên nghe nói chủng tộc này, nham thạch có linh, sơn có linh, đại địa có linh, khi nham thạch trải qua năm tháng dài lâu, sẽ dựng dục ra linh, đây là thạch hồn bộ tộc ta. Tộc của ta thọ mệnh như nham thạch, trạng thái sinh mệnh chúng ta chính là ngủ say ở trong nham thạch, một lần ngủ dài hơn 10 vạn năm, cũng chẳng có gì lạ. Trời, Lâm Minh hết chỗ nói, thọ mệnh giống nham thạch, nham thạch có bao nhiêu thọ mệnh, một tảng đá vứt ở nơi nào, chỉ cần không đi đập nó, hòa tan nó, vạn vạn năm không mục nát. Một lần ngủ 10 vạn năm, thời gian cổ phượng đại điện tồn tại, đại khái cũng đủ tên trước mắt ngủ một giấc. Lâm Minh đoán, người kia giống như nhãn mô của vu thần thánh địa, bị chủ nhân của nó phái tới quản lý thí luyện, vì thế hắn liền hỏi ta muốn hỏi một chút, thí luyện chiến tướng cuối cùng là có ý tứ gì? Cổ phượng đại điện là nơi thượng cổ phượng tộc huấn luyện quân đội, tổng cộng chia làm 3 cấp, cấp phương, cấp chiến tướng, cấp quân sĩ, đồng bản của ngươi tham gia chính là thí luyện quân sĩ, ngươi là thí luyện chiến tướng. Lâm Minh chấn động trong lòng, thật không nghĩ tới, cổ phượng đại điện dĩ nhiên là nơi huấn luyện quân đội thượng cổ. Quy mô khổng lồ như vậy, sẽ huấn luyện ra cái dạng quân đội gì? Tham gia loại chiến tranh trình độ nào? Quân sĩ thí luyện, nói trắng ra chính là huấn luyện binh sĩ, ngay cả đám người mục định sơn mục tiểu thanh cũng chỉ là binh lính bình thường mà thôi chính mình cũng chỉ là tướng lãnh như vậy cái gọi là vương sẽ là cấp bậc gì lâm minh không kìm nổi hỏi cấp phương cần dạng thiên phú gì cấp phương không chỉ cần thiên phú hơn nữa cần huyết mạch thượng cổ phượng tộc người tuy có chút huyết mạch thần thú nhưng không giống cùng thượng cổ phượng tộc ta thanh âm điện linh không mang theo chút cảm tình lâm minh âm thầm kinh hãi nghịch lân chi huyết trên thân chính mình bị đối phương nhìn ra tuy nhiên cũng không kỳ quái thượng cổ phượng tộc hiểu biết đối với thần thú tự nhiên không phải thần hoàng đảo có thể so sánh. Thí luyện chiến tướng cuối cùng nội dung là gì? Thất bại sẽ chất sao? Điện Linh nói, nội dung thí luyện là chớm rớt với quân đội, thất bại có thể lui về trong sơn động, lại thử, tuy nhiên bị rớt ở trong thí luyện, chính là thật sự chất, bất kể huấn luyện quân sĩ hay là chiến tướng, đều cần mấu tươi thanh tẩy, nếu không không thể đối mặt với chiến trường tàn khốc, ta sẽ ở một đoạn thời gian xem tình huống của ngươi. Một đoạn thời gian, là 7 ngày sau, nếu trong vòng 7 ngày, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ thí luyện thì sẽ thế nào? Lâm Minh không kìm được hỏi, theo như lời Mục Định Sơn, bình thường tiến vào cổ phượng đại điện thời gian chính là 7 ngày, mà nghe ý tứ điện linh, thực lực của chính mình mới vừa đủ cấp chiến tướng thí luyện, hoàn thành trong vòng 7 ngày, chỉ sợ có khó khăn. 7 ngày chỉ là thời gian huấn luyện quân sĩ, thí luyện cấp chiến tướng, luôn luôn liên tục đến khi người hoàn thành mới thôi, hoặc là tử vong. Mãi cho đến ta hoàn thành, vậy là bao nhiêu thời gian, tùy người, thời gian ngắn không đến. Hai năm, thời gian dài, 10 năm đều có. Cái gì, 10 năm, Lâm Minh sợ ngây người, chính mình tổng cộng mới sống 16 năm, tu võ cũng chỉ hơn 4 năm mà thôi, Điện Linh mở miệng chính là 10 năm. Thật sự tu luyện 5 năm 10 năm ở trong này, vậy là khái niệm gì? Lâm Minh hết chỗ nói, tu luyện ở một địa phương phong bế, tuyệt đối không được ra ngoài, huống chi thời gian dài như vậy, nói không chừng thần hoàng đảo đều đã nghĩ đến chính mình đã chất, hắn còn có cha mẹ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ta cự tuyệt, Lâm Minh không chút do dự nói, thật có lỗi ta chỉ là một người truyền đạt cũng không có năng lực quản lý sửa đổi đại trận thí luyện trận pháp đã khởi động thí luyện của ngươi trước khi hoàn thành không thể chấm dứt không cần vội vã cự tuyệt hoàn thành thí luyện sẽ cho ngươi phần thưởng không thể tưởng tượng thời gian càng ngắn phần thưởng càng nhiều phần thưởng gì lâm minh không tưởng tượng có yêu đãi gì có thể bù lại mấy năm tuy nhiên thời điểm lên tiếng trong lòng lâm minh vừa động đột nhiên ý thức được cái gì hô hấp dồn dập lên hắn nhớ rõ lúc trước mục phượng tiên nói qua thần hoàng đảo vốn là tông môn bình thường 3.000 năm trước, bởi vì U Ma Đế Thành quật khởi, mới không thể không chuyển môn rời đến thần hoàng đảo tị nạn. Khi đó, tổ sư khai môn thần hoàng đảo bởi vì một cơ hội ngẫu nhiên tiến vào cổ phượng đại điện, đồng thời chiếm được hai loại huyết mạch thánh thú chu tước cùng thanh loan, lúc này mới tạo nên thần hoàng đảo 3.000 năm huy hoàng. Huyết mạch thánh thú chu tước cùng thanh loan có thể di truyền, còn cái của tổ sư khai môn có rất nhiều người di truyền huyết mạch như vậy, cách mười mấy đời vẫn không bị ma diệt, tỷ như ngục thiên vũ, Mục băng vân, huyết mạch thánh thú trên thân chính là di truyền từ tổ sư khai môn. Trên thân chính mình mặc dù có tinh huyết chu tước, nhưng dù sao cũng là hậu thiên mạnh mẽ cấy ghép, hơn nữa thủ pháp cấy ghép cũng là thần hoàng đảo tự nghĩ ra, vị tất cao minh. Chỉ là từng chút một tinh huyết chu tước, huyết mạch trên thân lâm minh vẫn rất nhạt, nếu có thể nhận được hai loại huyết mạch cổ phượng đại điện cấy ghép, đem mật độ huyết mạch tăng lên tới cùng tổ sư khai môn thần hoàng đảo, tu luyện chu tước cấm thần lục sẽ như có thần trợ giúp. Mấu chu tước, mấu thanh loan, trong phần thưởng có không? Lâm Minh vội vàng hỏi, đừng nói là mấu chu tước, mấu thanh loan, mặc dù mấu cổ phượng, ở trong phần thưởng cũng có, tuy nhiên với thiên phú trước mắt của ngươi không thể nhận được. Điện Linh mặt không chút thay đổi nói, nó chỉ là trần thuật sự thật. Mấu cổ phượng, tim Lâm Minh đập ra tốc, cổ phượng là cái gì? Thần thú phượng hoàng, vấn đề này có lẽ rất ngốc, nhưng sự tình quan trọng, Lâm Minh tự nhiên muốn xác định. Tất nhiên, cần dạng điều kiện gì? Lâm Minh khẩn cấp hỏi, hắn vốn tưởng rằng chỉ là huyết mạch chu tước, Thanh Loan, không nghĩ tới dĩ nhiên là mấu thần thú Phượng Hoàng. Cho dù chỉ là chút mấu cổ Phượng, thừa thất như nghịch lân chi huyết, cũng đủ để cho hắn chỗ tốt thật lớn. Với mấu cổ Phượng, tu luyện chu tước cấm thần lục sẽ như thế nào? Lâm Minh không thể tưởng tượng, mấu cổ Phượng, bình thường là phần thưởng thí luyện cấp phương, cấp chiến tướng gần như không thể nhận được, trừ phi người có thể ở trong vòng một năm hoàn thành toàn bộ nội dung thí luyện. Một năm, Lâm Minh hít sâu một hơi, nghe điện linh ý tứ, hoàn thành huấn luyện một năm bản thân chính là một chuyện khó tin hắn không kìm được hỏi từ khi ngươi quản lý cổ phượng đại điện đã bao lâu chưa từng có người nào ở trong vòng một năm hoàn thành thí luyện cấp chiến tướng sao ta ngủ say đã lâu nhớ không được thời gian tuy nhiên nhiều năm qua như vậy quả thật là có người ở trong vòng một năm hoàn thành thí luyện cấp chiến tướng tuy nhiên bản thân hắn còn có huyết thống vương tộc điện linh nói có chút chậm dường như đã trải qua thời gian rất lâu nó đã không nhớ được hết mọi chuyện đã có người có thể hoàn thành ta vị tất không thể hoàn thành. Lâm Minh tràn ngập tin tưởng đối với chính mình, đây là một cơ hội, hắn liều mạng cũng muốn nắm chắc. Hơn nữa, cho dù không phải nguyên nhân mấu cổ phượng, Lâm Minh cũng muốn nhanh chóng xông phá cổ phượng đại điện, nếu chính mình ngây ngốc lâu như vậy, Mục Thiên Vũ chỉ sợ sẽ nghĩ hắn đã chết. Người muốn như thế, Điện Linh đạm mạc nhìn Lâm Minh một cái, sự việc do người, nóng lòng cầu thành, sẽ chỉ làm ngươi ở trong thí luyện càng dễ dàng tử vong. Tuy nhiên nếu ngươi kiên trì, ta cũng không ngăn trở. Điện Linh nói xong, là hồn tộc, bản thân nó khuyết thiếu cảm tình. Ta muốn đi ngủ say, nếu ngươi có thể sống hoàn thành lần thí luyện thứ năm, ngươi sẽ nhận được phần thưởng, đến lúc đó ta sẽ tỉnh lại. Nói xong câu đó, Điện Linh liền biến mất trong nháy mắt. Thí luyện lần thứ năm, trong lòng Lâm Minh vừa động, xem ra thí luyện cấp chiến tướng này chia làm rất nhiều cửa ải, không biết với thực lực chính mình hiện tại, có thể một hơi vào tới lần thứ mấy. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động, núi đá đổ rào rào xuống, sau một lát, ở trên bình nguyên xa xa, từng đạo phù văn màu đỏ sáng lên, mỗi một đạo phù văn đều lớn cỡ mấy trượng, rậm rạp một mảnh, tổng số chừng vài trăm hơn ngàn, kéo dài đến chân trời. Đây là trận pháp, Lâm Minh rung động trong lòng, trận pháp khủng bố như vậy, phạm vi bao phủ ít nhất trên trăm dặm, chính là đại thủ bút. Theo trận pháp hiện lên, nguyên khí trong thiên địa chấn động kịch liệt, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, nham thạch lăn lộn, thổ địa nứt nẻ, từng mộ phần giống nhau mọc lên như nấm. Lâm Minh tay cầm trường thương, hắn cảm nhận được sát khí trận pháp mang đến đây là sát trận chân chính một khi bị rớt ở trong trận đó chính là chất bong 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 mộ phần nhao nhao nổ tung từng con dối nham thạch màu đen nhảy ra từ trong mặt đất số lượng ước chừng hơn mấy trăm trong đó còn có không ít ngọn lửa bùng cháy trên thân con dối nham thạch những con dối hỏa nham thạch này không thể nghi ngờ thực lực càng mạnh đây là địch nhân trong thí luyện sao hẳn chỉ là địch nhân lần đầu tiên thí luyện phía sau càng ngày càng mạnh lâm minh vận chuyển chân nguyên cả người tràn ngập chiến ý, thực lực mỗi một con rối nham thạch nơi này chỉ sợ cũng không yếu hơn võ giả hậu thiên kỳ, lập tức có mấy trăm cái. Tuy rằng khó giải quyết, tuy nhiên bằng vào mấy thứ này, căn bản không đủ để vây khốn lâm minh một năm trở lên. Điều này cũng ý nghĩa, thực lực địch nhân phía sau sẽ nhanh chóng đề cao. Rời sơn động dùng để nghỉ ngơi, lâm minh bước trên bình nguyên, đi vào trong đại trận. Giống, giống, con rối nham thạch phát ra tiếng rít gào long trời lở đất, mấy trăm con rối nham thạch cùng nhau đánh rất lâm minh, những con rối nham thạch này, mỗi một đầu thân cao hơn trượng, nặng mấy ngàn cân. Cùng nhau chạy băng băng, chấn động mặt đất mạnh, tiếng hô vang vọng khắp không gian. Lâm Minh tay cầm trường thương, với lực một người, một mình đối mặt với thiên quân vạn mã, cảnh tượng như thể khiến nhiệt huyết trong lòng hắn bùng cháy, chiến ý sôi trào. Ta chưa từng đối mặt với nhiều địch nhân võ giả hậu thiên như vậy, lúc trước ở Thanh Tang thành trải qua thú triều, rất chất cũng chỉ là chút hung thú cấp thấp mà thôi. Mà đây chỉ còn là bước đầu của cấp chiến tướng, ở trên thí luyện cấp chiến tướng, còn có cấp phương. Ta bất kể như thế nào cũng không thể gục xuống ở đây." Lâm Minh cắn răng, trong ánh mắt toát ra sát khí lạnh lẽo. Hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt con rối nham thạch màu đỏ tươi khát máu, còn có gai xương nham thạch giữ tợn trên thân chúng nó. Chết! Ở trong, nháy mắt con rối nham thạch thứ nhất nhằm phía Lâm Minh, Lâm Minh hét lớn một tiếng, thanh thương chân nguyên trong cơ thể bùng nổ. Thân thể như con báo nhảy lên, tử huyễn thương trong tay như roi quất xuống, trực tiếp quật lên trán con rối nham thạch. Răng giác, nham thạch bạo toái, con mắt hình thành từ năng lượng hỏa hệ trực tiếp bay vụt ra ngoài. Cái thứ nhất, Lâm Minh nương theo phản lực đánh nát con rối nham thạch thứ nhất, thân thể bay ra một bên, Tử Huyễn Thương trong tay như rắn độc xuất động, đâm vào ánh mắt con rối thứ hai. Ầm, con mắt bạo toái đồng thời thân thể Lâm Minh bị lực đánh vào bay ngược đi ra ngoài, Tử Huyễn Thương cong thành hình trăng tròn, triệt tiêu đại bộ phận lực đánh vào, nếu không lần này, cho dù cốt nhục Lâm Minh rắn chắc, cũng phải bị chấn run cổ tay lên. Ngay sau khi rớt xong hai con rối nham thạch Lâm Minh đã lâm vào trong đại trận con rối nham thạch, dưới tình huống như vậy, Lâm Minh vô cùng bình tĩnh, cảm giác tản phát ra, bắt giữ đến mỗi một động tác của từng con rối nham thạch. Một thương thương đâm ra, con rối nham thạch bị Lâm Minh công kích đến gần như đều là một kích bị mất mạng. Ánh mắt nhìn theo chỗ nhược điểm của con rối nham thạch, Lâm Minh đâm một thương ra, đều mang theo chân nguyên chấn động, trực tiếp tụ tập hỏa nguyên khí làm dập nát ánh mắt. Ân, không tốt, Lâm Minh vừa mới nhảy lên, hai đạo hỏa trụ đột nhiên bắn ra từ trong đàn con rối, rất thẳng đến thân thể Lâm Minh tuy rằng một cái đánh lén này bị lâm minh né nhưng không gian hắn né tránh cũng bị hỏa trụ khóa cứng giống giống ba đầu con rối nham thạch trong nháy mắt thành thế ba góc vây quanh lâm minh phong kín hết thảy không gian né tránh tình thế hết sức chỉ mảnh treo chuông đồng tử lâm minh co rút lại tà thần lôi linh gào thét bay vụt đi ra phốc 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 tiếng vang nhỏ vang lên liên tiếp ánh mắt ba đầu con rối nham thạch đồng thời bạo mở tung ra lâm minh thừa dịp cơ hội này nện một quyền thật mạnh ở trước ngực con rối nham thạch lực chấn động bùng nổ trực tiếp làm vỡ nát thân thể của nó Thân thể một cái quay cuồng về phía trước, Lâm Minh chạy ra khỏi vòng vây, ngay sau đó chân đạp thân pháp kim bằng phá hư, bay lên trời. Nguy hiểm thật, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nếu vừa rồi đồng thời bị vài cái nắm tay đánh trúng, nhất định trọng thương. Nhưng mà hắn chưa tới kịp thở một hơi, chỉ nghe thanh âm thở phì phò, mấy chục đạo hỏa trụ từ trong đàn con rối nham thạch phát ra, bắn thẳng đến Lâm Minh. Không xong, bay ở không trung sẽ trở thành bia ngắm. Thân thể Lâm Minh lộn một vòng một cái, tránh thoát hỏa trụ đồng thời lại đánh rất xuống dưới lại lần nữa lâm vào trong hỗn chiến. Với lực một người đối mặt với mấy trăm con rối nham thạch cấp bậc hậu thiên, không cẩn thận một chút sẽ rơi vào trong vây quanh. Mặc dù với thực lực lâm minh, không cẩn thận sẽ trọng thương, mà trọng thương ở trong đàn con rối rất có thể tử vong. Loại thí luyện cấp chiến tướng này hệ số tử vong tuyệt đối cao hơn nhiều so với cấp quân sĩ thí luyện. Một cái tướng lãnh sinh ra, thường thường ý nghĩa rất nhiều người thí luyện tử vong. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu, ở trong một trận chiến tranh, địa vị tướng lãnh tuyệt đối trọng yếu hơn nhiều so với binh sĩ. Chấm chấm chấm, thời gian nhoáng lên một cái chính là 7 ngày. Ở trong một chỗ mật thất u ám cổ phượng đại điện, hào quang nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, một thanh niên quần áo tả tơi, vết mấu trên thân loang lổ bị bắn ra. Nguy hiểm thật, thanh niên thở nhẹ một hơi, hắn đúng là Mục Định Sơn. Lấy ra một viên đan dược nuốt vào, lại giải kim sang dược ở miệng vết thương, Mục Định Sơn vẫn không kìm nổi đau đớn, tiếp nhận thí luyện cực hạn cùng cấp thực lực hắn, e rằng hoàn thành vô cùng gian nan, cuối cùng ở thời điểm hắn gần như. Rơi vào tuyệt địa bột phát ra tiềm năng, lúc này mới may mắn thông qua thí luyện, hơn nữa Tu Vi cũng đột phá hậu thiên trung kỳ. Cuối cùng cũng đột phá, Mục Định Sơn cảm khái, có thực lực này, hết thảy đều đáng giá. Hy vọng các sư đệ sư muội khác không cần lỗ mãng giống như ta, tuy nhiên, kỳ ngộ đặt tại trước mắt, không có mấy người có thể chịu được, nếu thật sự vì an toàn liền lẩn tránh nguy hiểm, sợ là cả đời cũng sẽ không có gì, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Mục Định Sơn nghĩ như vậy, thanh quang nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, Mục Tiểu Thanh xuất hiện, trên người nàng cũng có một chút vết máu, tuy nhiên tốt hơn nhiều so với Mục Định Sơn. Mục Định Sơn nhẹ nhàng thở ra, Mục Tiểu Thanh ở lần này thí luyện tầm quan trọng gần với Lâm Minh, nàng có thể bình an trở về thật sự là thật tốt quá. Tiếp theo, từng đạo hào quang sáng lên, từng cái đệ tử, hoặc là hoàn hảo, hoặc là mang vết thương bị bắn ra, trong đó có một bị trọng thương, cả người toàn máu. Mục Định Sơn vội vàng chạy lại, cho hắn ăn một viên đan dược, Tống sư đệ, người đột phá hậu thiên kỳ, Mục Định Sơn kinh ngạc nói, Tống sư đệ này chỉ có 18 tuổi, thực lực sắp xếp cuối cùng ở trong đệ tử thân truyền, tiến vào cổ phượng đại điện là tu vi nửa bước hậu thiên, không nghĩ tới, lần này một hơi xông phá hậu thiên, 18 tuổi hậu thiên, thành tích này tương đối không tồi. May mắn đột phá, tuy rằng cả người thanh niên họ Tống là mấu, nhưng tươi cười trên mặt không che giấu được, lần này hợp lại rất đáng giá. 18 tuổi hậu thiên, về sau hắn tiến vào toàn đan gần như là chuyện ván đã đóng thuyền các đệ tử khác cũng đều có thu hoạch bất đồng, số ít đột phá cảnh giới, đại đa số tuy rằng không thể đột phá, nhưng thực lực cũng càng thêm tinh tiến. Mười mấy các đệ tử hưng phấn nghị luận lẫn nhau, mục sư huynh cũng là người lợi hại nhất, hậu thiên trung kỳ A, lần này, những thủ tịch đệ tử ngũ hành vực kia không là đối thủ của ngươi. Vài đệ tử chúc mừng hướng mục định sơn, mục định sơn cười cười, nhưng trong lòng đã có chút bất an, tại sao lâm minh còn không ra. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, còn một khắc, bọn họ sẽ bị truyền tống ra ngoài, Thời điểm này mọi người đều nên đi ra, Lâm Minh rốt cuộc đang làm gì? Ân, Lâm sư đệ đâu, Lâm sư đệ không đi ra. Họ Tống thanh niên đột nhiên phát hiện điểm này, kinh ngạc nói. Lần này, các đệ tử khác mới phát hiện, tổng cộng 15 người, duy chỉ có thiếu Lâm Minh. Đệ tử trong mật thất có chút lo lắng, còn có thời gian, Mục Định Sơn nhíu nhíu mày, hắn không thể tin Lâm Minh không thể thông qua thí luyện. Lúc này, ở phía sau thần hoàng đảo, Thánh nữ cung. Mục Thiên Vũ cầm một quyển điển tịch một bên lật xem, một bên ghi lại ở trên ngọc giản. vũ nhi, hôm nay hoặc là ngày mai, các đệ tử tiến vào thần hoàng bí cảnh đều nên đi ra. mục thiên vũ ngẩng đầu, nói chuyện chính là sư phụ nàng mục dục hoàng. những đệ tử ở bên ngoài thần hoàng bí cảnh, rốt cuộc tổn hại một người, hy vọng lần này tiến vào cổ phượng đại điệt không bị tổn hại mới tốt. mục dục hoàng lắc đầu, cảm khái nói, ân, mục thiên vũ buông ngọc giản, có chút suy nghĩ. vũ nhi, người lo lắng cho lâm minh. mục dục hoàng mỉm cười hỏi. Có một chút, Mục Thiên Vũ gật đầu, Lâm Minh rất thích mạo hiểm, điều này làm cho nàng không thể không lo lắng. Mục Dục Hoàng cười ha hả, yên tâm đi, Lâm Minh thiên phú kinh người, hơn nữa lão tổ tông cũng nói qua, trên thân Lâm Minh có số mệnh, sẽ không tổn hại trong cổ phượng đại điện. Ở thời điểm Mục Thiên Vũ cùng Mục Dục Hoàng nói chuyện với nhau, một nha hoàn áo đỏ vội vàng xuyên qua hành lang thánh nữ cung u tĩnh thanh nhã. Cửa bị gõ vang, thanh âm dồn dập, Mục Dục Hoàng hơi hơi nhíu mi, tiến vào nha hoàn áo đỏ đẩy cửa lớn ra, thần sắc trên mặt kích động, bất chấp thi lễ, nàng liền mở. Miệng nói, thiên vũ điện hạ, đảo chủ, đã xảy ra chuyện, lâm minh đại nhân không đi ra từ trong thần hoàng bí cảnh. Cái gì, mục dục hoàng trừng mắt, đứng phát dậy từ trên ghế. Mục thiên vũ nghe thế không thể tin được cái lỗ tai chính mình, nàng chỉ mở to hai mắt nhìn nha hoàn áo đỏ phía dưới, một bàn tay gắt gao nắm tay vịn ghế dựa, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút tái nhợt. Mục định sơn, mục tiểu thanh đại nhân đã trở lại, 16 người đi, 15 người về, duy chỉ thiếu Lâm Minh đại nhân. 16 người đi, 15 người về, duy chỉ thiếu Lâm Minh. Khi những lời này quanh quẩn ở trong tai, cả người Mục Thiên Vũ có loại cảm giác khí lực bị rút sạch, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, tư vị nói không nên lời. Nàng cảm giác thế giới này dường như đột nhiên chậm lại, mê man, bàng hoàng, khổ sở, không thể tin. Thân mình Mục Dục Hoàng cứng ngắc đứng hồi lâu, hít sâu một hơi, phất tay đối với nha hoàn áo đỏ. Người trở về đi, đợi cho nha hoàn lui ra, nàng thở dài một tiếng là số mệnh thần hoàng đảo ta không đủ sao hay là thiên muốn diệt thần hoàng đảo nam hải ma vực đã thổi lên kèn chiến tranh mà một thiếu niên ngang trời xuất thế thiên tài mang đến hy vọng vẻn vẹn chỉ ở trong thần hoàng đảo không đủ một tháng đã ngã xuống ở trong thần hoàng bí cảnh thiên tài kinh diễm như thế lại ngã xuống ở thần hoàng bí cảnh tử vong xác suất thấp đây không phải trời định thì là cái gì vũ nhi mục dục hoàng quay đầu nhìn về phía mục thiên vũ đã thấy mục thiên vũ tựa vào trên ghế sắc mặt tái nhợt ánh mắt mê man Vũ Nhi, đi thôi, chuyện tình lớn như vậy, phải thông cáo cho trưởng lão hội. Thông cáo, Mục Thiên Vũ khởi động thân mình, thông cáo cái gì, thông cáo Lâm Minh tử vong. Mặc dù ta không ra thông cáo cho trưởng lão hội, bọn họ cũng sẽ biết, ta đem tinh huyết chu tước còn thừa chuyển cấp toàn bộ cho Lâm Minh, vốn thừa nhận không ít áp lực, lần này, các trưởng lão sẽ không bỏ qua cơ hội này để bỏ đá xuống giếng. Mục Dục Hoàng cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, tinh huyết chu tước, đối với thần hoàng đảo mà nói phi thường quý báu, muốn tu luyện bộ phận trung tâm chu tước cấm thần lục, phải có đủ huyết mạch chu tước nồng đậm. Rất nhiều đệ tử thần hoàng đảo, mật độ huyết mạch kém chút một như vậy, không thể tu luyện bộ phận trung tâm chu tước cấm thần lục, có lẽ bọn họ chỉ cần 2 3 giọt tinh huyết chu tước, liền có thể cho mật độ huyết mạch chính mình đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng mà tinh huyết chu tước quá ít, trừ phi có đủ bối cảnh, căn bản không có được, cho dù là một ít đệ tử hạch tâm, cũng không được đái ngộ này. Nhưng dưới tình huống như vậy, Mục Dục Hoàng đem tất cả tinh huyết chu tước cho Lâm Minh, nên biết rằng, thể nội Lâm Minh không có chút mảy may huyết mạch chu tước đưa hắn từ số không tăng lên tới cực hạn, cần tiêu hao đại lượng tinh huyết chu tước, loại chuyện này bình thường căn bản không có khả năng phát sinh. Huống chi, Mục Dục Hoàng cho Lâm Minh số tinh huyết chu tước quá mức, nàng đem hết thảy đều đổ ở trên thân Lâm Minh, chờ mong một ngày kia hắn có thể dẫn dắt thần hoàng đảo đột phá tông môn ngũ phẩm. Loại quyết định này, tự nhiên khiến rất nhiều người bất mãn trong lòng, nhưng mà Thiên Phú Lâm Minh rất xuất chúng, ngay cả Mục Phượng Tiên đều khẳng định sẽ là nhân vật, ai cũng không dám nói cái gì những huyết mạch kia chỉ thiếu một chút liền có thể tu luyện toàn bộ chu tước cấm thần lục rất nhiều người chửi bới ở sau lưng lâm minh bên ngoài giận mà không dám nói gì nhưng hiện tại lâm minh đã chất tinh huyết chu tước bởi vậy mà tổn thất toàn bộ thời điểm lâm minh còn sống còn có người đố kỵ lâm minh nhất là loại đệ tử hạch tâm nửa vời như nghiêm phó hồng bởi vì lâm minh xuất hiện hoàn toàn mất đi cơ hội tiến lên trên nhưng mà lực uy hiếp của lâm minh quá lớn thiên phú vượt qua mục thiên vũ ngày sau có thể được phong làm thánh tử hiện tại hắn còn chưa trưởng thành đã chiếm được mục thiên vũ, mục dục hoàng, mục phượng tiên duy trì, về phần tương lai, vậy càng khó lường, tùy tiện chính là toàn đan, thậm chí có khả năng trở thành thái thượng trưởng lão, người như thế, ai dám trêu vào. Hiện tại, Lâm Minh vừa chất, vậy bất đồng, những đệ tử như nghiêm phó hồng bình thường bởi vì Lâm Minh thượng vị mà mất đi tài nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đây là lúc để bọn họ phát thiết bất mãn, mà sau lưng những người này lại có nhân mạch, bọn họ đại biểu cho một cố thể lực không nhỏ. Mục Dục Hoàng đã chuẩn bị đối ứng tốt, tựa như thất huyền cốc thần hoàng đảo đồng dạng không phải bền chắc như thép nàng ngồi trên vị trí đảo chủ thần hoàng đảo bàn tay quyền to sẽ có người không phục tuy rằng bởi vì chuyện lâm minh lật đổ mục dục hoàng căn bản không có khả năng nhưng ít ra có thể hạ thấp hy vọng của nàng vũ nhi ta biết người khổ sở người chất như đèn tắt nhận sự thật đi mục dục hoàng nhìn thấy bộ dáng mục thiên vũ thất hồn lạc phách thở dài một hơi có lẽ trưởng lão hội không cho vũ nhi tham gia chấm 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 sư phụ lâm minh thật sự đã chết không có nguyên nhân khác Mục Thiên Vũ nhìn Mục Dục Hoàng, thanh âm có chút phát run. Mục Dục Hoàng lắc đầu, tuy rằng nàng cũng rất muốn tìm ra một nguyên nhân, nhưng mà thần hoàng đảo thành lập 3.000 năm, mỗi một lần tiến vào thần hoàng bí cảnh, người thông qua thí luyện đều đi ra, ai không thể đi ra liền vĩnh viễn mất tích, chưa bao giờ xuất hiện qua ngoại lệ. Ta không tin, Mục Thiên Vũ gần như cố chấp nói, ta rất hiểu biết lâm minh, từ khi ta gặp được hắn, hắn sấm giao long động quật, chữa thương cho ta, hấp thu tử giao thần lôi, đạt được thứ nhất thất huyền cốc tổng tông hội võ, tu luyện chu tước cấm thần lục, thẳng cho đến khi hắn đánh bại lôi mộ bạch mỗi một sự kiện không phải ngoài dự đoán mọi người sao hắn đã khiến người ta ngoài ý muốn rất nhiều lần vì cái gì không thể thêm lần này mục thiên vũ nói đến phía sau trong ánh mắt khôi phục thần thái nàng càng nói càng mau càng nói càng có tin tưởng ta không tin lâm minh đã chết mục dục hoàng không biết nên nói cái gì nàng giật giật môi trung quy cũng không nói gì trầm mặc thật lâu sau mục dục hoàng nói trưởng lão hội người đi không đi mục thiên vũ đứng lên dù sao nàng cũng là thánh nữ thần hoàng đảo, mà không phải một cô gái xảy ra sự tình chỉ biết khổ sở, không có chủ kiến. Ở trước đại điện thần Hoàng Sơn, một chiếc hỏa linh chu chậm rãi hạ xuống, mục dục hoàng, mục thiên vũ đi ra từ trong linh chu, sau khi tiến vào đại điện, quả nhiên, nơi này đã tụ tập không ít trưởng lão. Nhìn thấy mục dục hoàng đã đến, những trưởng lão này phần lớn là tiếc hận cảm khái, cảm thán thần hoàng đảo mất đi một gã đệ tử thiên tài, bỏ lỡ cơ hội tấn trước tông môn ngũ phẩm nhưng lại có mấy người cười lạnh trong đó có đại trưởng lão chu tước tông mục xích hỏa ở thần Hoàng Đảo, nhân vật thực quyền hơn phân nửa họ Mục, bọn họ đều là hậu đại trực hệ của tổ sư khai môn thần Hoàng Đảo. Mục Xích Hỏa chính là thúc thúc Mục Thiên Vũ, cũng là sư thúc của nàng. Mục Xích Hỏa từng cạnh tranh với Mục Dục Hoàng vị trí đảo chủ, cuối cùng Mục Phượng Tiên vẫn tuyển Mục Dục Hoàng, Mục Xích Hỏa chỉ có thể đảm nhiệm đại trưởng lão. Mục Dục Hoàng là đảo chủ, trực tiếp nắm tài nguyên trong tay phân phối, mà quyền lực đại trưởng lão kém rất nhiều. Nên biết rằng, quan hệ bên trong thần Hoàng Đảo rắc rối phức tạp, trải qua 3000 năm phát triển, các loại họ hàng gần họ hàng xa, thầy trò, sư huynh đệ toàn bộ ở một khối, có đôi khi ngay cả đương sự đều không rõ rốt cuộc có mấy tầng quan hệ. Dưới tình huống như vậy, mỗi một đầu sỏ thần hoàng đảo đều đại biểu cho một đoàn thể quan hệ ích lợi từ huyết thống, quyền lực phân phối tài nguyên sẽ cực kỳ trọng yếu. Gia tộc hậu bối, gia tộc dòng chính, ai không cần tài nguyên, ai không muốn có thành tựu rất cao. Một vài giọt tinh huyết chu tước, thường thường chính là tranh lệch giữa tiên thiên trí cực cùng toàn đan, quyền lực như vậy, sao không chọc người đỏ mắt. Nhìn thấy mục dục hoàng đã đến, mục xích hỏa cười lạnh một tiếng không nói gì mục dục hoàng làm như không thấy lập tức đi đến thụt tọa ngồi xuống nhìn mọi người chung quanh mục dục hoàng nói một câu lâm minh đã chất dưới đài không có phản ứng gì mọi người sớm biết sự tình chuyện này là trách nhiệm của ta mục dục hoàng thản nhiên nói tuy nói nàng đem tất cả tinh huyết chu tước cấp lâm minh được mục phượng tiên cho phép nhưng dù sao ban đầu là nàng nói ra trách nhiệm của ngươi thanh âm mục xích hỏa rất không khách khí dục hoàng sư thái Người nên biết một thế hệ đệ tử hạch tâm trẻ tuổi, chỉ cần một vài giọt tinh huyết, liền có thể đề cao thiên phú đến đủ để tu luyện công pháp hạch tâm chu tước cấm thần lục, tương lai thành tựu toàn đan không là vấn đề, người cấp lâm minh tinh huyết hơn 20 giọt đi, hơn 20 giọt. Tương đương với hơn 10 cao thủ toàn đan, hai đại phân tông chu tước, thanh loan cộng hết lại tổng cộng cũng chỉ mấy chục cường giả toàn đan,